Theo chương trình thì tôi sẽ phải trình bày với các bạn một cái vấn đề là chẩn đoán và xử trí bệnh mạch vành ổn định. Vốn là một cái bài tôi nghĩ là cũng khá là khó khăn so với cả cái bài liên quan đến cái vành cấp. Nếu như chúng ta nói về các cái dạng bệnh mạch vành thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái loại khác nhau. Ví dụ như là bệnh mạch vành đau ngực ổn định mãn tính, hội chứng vành cấp, thiếu máu cơ tim thầm thầm lặng, các cái đau thắt ngực do co thắt hoặc là bất thường động mạch vành, thì đấy là các cái dạng bệnh lý khác nhau. Và khi chúng ta nói về bệnh lý động mạch vành là chúng ta nói đến các cái bệnh lý như là suy vành, như là thiểu năng vành hoặc là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thì đấy là một phần với câu chuyện mạch vành của chúng ta đang nói ngày hôm nay. Tuy nhiên đối với cả câu chuyện bệnh lý tim mạch thì chúng ta sẽ nói đến cả cái diễn biến liên tục nó liên quan từ các yếu tố nguy cơ dẫn đến cái bệnh lý liên quan đến xơ vữa mạch máu, dẫn đến bệnh lý mạch vành hay nhồi máu cơ tim, và cuối cùng là suy tim hoặc là các cái tổn thương giai đoạn cuối khác. Như vậy là chúng ta đang nói đến cái tiến triển liên tục của bệnh lý mạch vành, và nếu mà như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái tiến triển của cái mảng xơ vữa như thế nào, và trên cơ sở đấy chúng ta có thể hiểu được sinh lý của bệnh lý mạch vành nói chung. Thế thì đây là những cái quan điểm đầu tiên liên quan đến cái mảng xơ vữa và các biến cố tim mạch. Thì năm 1946, tác giả người Nga là Nikolai Anikov đã phát hiện ra thủ phạm chính của cái mảng xơ vữa chính là cholesterol. Và trong thời điểm đó thì người ta bắt đầu tìm ra cái mối liên hệ giữa cholesterol và các cái mảng xơ vữa mạch máu. Đây là cái hình ảnh các cái vệt mỡ ở trên một cái động mạch chủ của một cái trẻ cỡ khoảng 10-15 tuổi. Còn đây là ở một người già cỡ khoảng 70-80 tuổi, chúng ta thấy toàn bộ hệ thống động mạch nó bị sần sùi các cái mảng xơ vữa như thế nào. Và nếu mà chúng ta mổ xẻ ra trên nền một cái mảng động mạch vành, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều lớp khác nhau. Và ở dưới cái lớp nội mạc ở đây thì đây là một cái bể lipid gồm có các cái tinh thể cholesterol khác nhau, và khi nó vỡ ra thì nó sẽ gây ra tắc mạch hoàn toàn. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên liên quan đến cái mảng xơ vữa, liên quan các cái biến cố tim mạch. Đây là một đoạn video ngắn để minh họa cho chúng ta hiểu rõ được cái quá trình hình thành của mảng xơ vữa như thế nào. Lúc đầu là các cái hạt máu gọi là máu bẩn đấy ạ, mỡ bẩn màu vàng, sau đó sẽ lắng đọng tại các cái nơi có vết nứt như vậy, do các cái đại thực bào nó hấp dẫn ăn toàn bộ cái lượng cholesterol này, hình thành nên các cái tế bào bọt khác nhau, và lúc đó nó sẽ tạo thành cái mảng xơ vữa trong lòng mạch máu, và cái mảng xơ vữa này nó dần lớn lên, nó ép vào lòng mạch, nó gây ra các bệnh cảnh thiếu máu như chúng ta thường thấy. Thì đấy là cái câu chuyện, cái lược đồ rất là nhanh chóng để cho chúng ta hiểu rõ cái hình thành mảng xơ vữa thế nào. Tất nhiên bây giờ cái quan điểm mới nó đã khác đi rất là nhiều, tuy nhiên là nó dựa trên một cái quan điểm một cách đơn giản hóa, đó là do tiến triển của các cái lớp, các cái dạng xơ vữa khác nhau. Và khi chúng ta nghiên cứu sâu vào các cái dạng này, chúng ta sẽ thấy nó có các cái dạng chuyển dạng từ những lúc là tạo thành các cái vệt, các cái tế bào mỡ nó ngấm vào đây, rồi sau đó nó tạo thành cái bể lipid ở bên trong, nó tạo thành các cái tinh thể vỡ, các tế bào viêm như thế nào, nó nứt vỡ ra sao và hình thành mảng xơ vữa thế nào. Và lúc đó nếu chúng ta nghiên cứu sâu, chúng ta sẽ hiểu được cái quá trình hình thành và nứt vỡ của mảng xơ vữa thế nào. Tuy nhiên đấy chỉ là một phần nhỏ vấn đề. Cái phần thứ hai quan trọng hơn ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Là cái câu chuyện cái mảng xơ vữa nó không phải đơn thuần là nó bị nứt vỡ ra theo thời gian, mà nó còn phụ thuộc vào một cái việc rất quan trọng, đó được gọi là cái khả năng tái cấu trúc của mạch máu. Đây là một cái lược đồ để cho chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên khi cái mạch máu là bình thường, lúc có mảng xơ vữa hình thành lên, cái mảng xơ vữa nó to dần lên, thì lúc này cơ thể nó sinh ra một cơ chế tự động để nó đảm bảo toàn bộ cái cung lượng máu nó vẫn còn, và vì vậy nên là cái mạch máu, cái mảng xơ vữa này nó sẽ to ra bên ngoài, nó được gọi là tái cấu trúc ở dương tính của thành mạch máu. Chính vì thế cho nên là nó sẽ tăng cái mảng xơ vữa nó cứ lớn lên, nó cứ lắng đọng lên, nhưng cái dòng chảy của chúng ta vẫn hoàn toàn nó duy trì bình ổn. Và đến khi nào cái mảng xơ vữa này nó chiếm cỡ khoảng 40-50%, tức là nó hết cái khả năng giới hạn của cái quá trình lớn lên của thành mạch máu, thì lúc đó nó mới nứt vỡ vào trong, và lúc đó nó gây ra biến cố. Vì thế cho nên là chúng ta thấy là gì ạ? Rất là nhiều trường hợp khi mà chúng ta chụp lên mạch vành, sau khi chúng ta hút huyết khối trong một cái mạch vành cấp tính, thì chúng ta thấy cái dòng chảy nó không bị cái mức độ hẹp, nó không nhiều lắm, nhưng cái gánh nặng xơ vữa nó còn ở đó. Và đó là lý do vì sao mà rất nhiều trường hợp chúng ta chụp lên, chúng ta chỉ thấy cái mạch nó hẹp 30-40%, thực ra là cái mảng xơ vữa bên ngoài nó lớn lên rất là nhiều. Và chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta xem xét cái câu chuyện mảng xơ vữa, chúng ta bao giờ cũng phải xem xét hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái lớp vỏ này nó có đủ mỏng để vỡ ra không, và yếu tố thứ hai là cái lượng lipid bên trong nó nhiều như thế nào để nó gây ra biến cố. Và đây là cái bảng để tổng kết cho chúng ta nhìn thấy nếu chúng ta làm siêu âm trên NIVUS, nó phụ thuộc vào hai yếu tố như này, và đó là cái yếu tố quyết định để khiến chúng ta tiên lượng của bệnh nhân hoặc là dự báo khả năng bị một cái tổn thương như thế nào, bởi vì nó không chỉ phụ thuộc vào mức độ hẹp, nó còn phụ thuộc vào việc cái lớp của chúng ta mỏng và dày ra làm sao.
Thế thì khi mà nói đến câu chuyện các cái biến cố liên quan đến xơ vữa thì người ta thấy cái vai trò chính là rối loạn lipid máu và tất cả yếu tố khác được gọi là yếu tố cộng hưởng để làm cho nó nặng lên. Chính vì thế cho nên là nếu chúng ta điều trị bệnh lý mạch vành mà chúng ta không nhằm vào cái đích cholesterol, chúng ta không kiểm soát lipid máu thì tất cả cái điều mà chúng ta đang làm là vô nghĩa. Tất cả yếu tố còn lại như hút thuốc lá, đái tăng huyết áp, đái tháo đường vân vân chỉ là cái yếu tố làm nặng bệnh mà thôi. Và vì vậy muốn tập trung vào giải quyết bệnh lý xơ vữa nói riêng và bệnh lý đau thắt ngực ổn định nói chung thì chúng ta sẽ phải giải quyết cái gì ạ? Chúng ta phải giải quyết cái chuyện lipid máu. Thế thì đấy là những cái kiến thức hết sức sơ đẳng để cho chúng ta nhìn hình dung cho xem cái mảng xơ vữa nó tiến triển như thế nào. Còn nếu chúng ta bổ dọc theo thời gian, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Từ những năm đầu tiên chúng ta ngồi đây, chúng ta đã có cái mảng xơ vữa mạch máu và chúng tôi có một công thức rất đơn giản. Chúng ta cứ tăng thêm một tuổi, mạch máu của chúng ta bị hẹp 1%. Các bạn ngồi ở đây, mạch các bạn bị hẹp 20-30%. Tôi ở đây, mạch của tôi bị hẹp 40-50%, tức là thuộc cái nhóm nguy cơ cao, dễ dàng nhồi máu. Cho nên là nếu như bực bội các bạn mà mắng một cái thì có khi nhồi máu cơ tim luôn. Thế thì cái tiến triển nó như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là theo thời gian, ở những ngày thập kỷ đầu tiên nó đã hình thành cái vệt mỡ rồi. Sau đó rồi cái quá trình rối loạn chức năng tế bào nội mạc nó càng làm cho cái này nó phát triển và nó thúc đẩy quá trình hình thành xơ vữa. Và đến tầm năm 30-40 tuổi, cái mảng xơ vữa ở cái trạng thái nó dễ nứt vỡ nhất. Và khi nó nứt vỡ ra thì cái phần trăm hẹp ở bên trong là bao nhiêu thì nó sẽ hình thành cái phần trăm huyết khối bấy nhiêu. Ví dụ cái mạch chúng ta hẹp 40%, nếu nó nứt vỡ ra nó sẽ thêm 40% huyết khối cộng thêm một vài phần trăm co thắt mạch máu nữa, chúng ta sẽ tịt luôn cái mạch. Đấy là lý do vì sao cái đỉnh của cái gì ạ, của cái nhồi máu cơ tim cấp nó loanh quanh ở tầm 40-50 tuổi. Còn nếu như cái mảng xơ vữa này nó vỡ sớm hơn thì lúc đó nó sẽ tạo thành một cái bề mặt nó cứng chắc hơn và cái lượng lipid máu nó giải phóng ra ít hơn. Và nếu nó nứt vỡ như vậy thì cái mảng vành nó sẽ trở thành dạng ổn định và mỗi lần nứt vỡ nó chỉ thêm 1-2% của cái câu chuyện huyết khối và vì thế cái mạch nó không bị tắc và lúc đó chúng ta có cái đỉnh thứ hai của bệnh mạch vành nhồi máu cơ tim ST không chênh lên chính là 80-90 tuổi khi cái mạch vành chúng ta hẹp 80-90%. Thế thì trước đây thì người ta rất là sợ cái câu chuyện là hẹp nứt vỡ động mạch vành. Tuy nhiên là để mà hiểu rõ được cái bản chất của cái bệnh lý bệnh mạch vành ổn định thì chúng ta phải hiểu rằng cái tiến trình này là cái tiến trình tất yếu. Một bên là nó gây nứt vỡ và nếu nứt vỡ mạnh quá, cái lượng huyết khối, lượng lipid nhiều quá thì lượng huyết khối nó sẽ nhiều lớn theo và lúc đó nó sẽ gây tắc mạch vành và gây ra hội chứng vành cấp gây đột tử. Còn nếu như sao ạ, cái lượng lipid nó không nhiều, nó chỉ gây nhẹ thôi và lúc đó nó sẽ có đau ngực, nó sẽ có men tim tăng, nó sẽ có nhồi máu cơ tim đoạn xa nhưng cái mạch nó không bị tắc hoàn toàn và vì vậy chúng ta sẽ có một cái tổn thương dần dần, nó gọi là ổn định đau thắt ngực khi gắng sức và lúc đó nó theo thời gian cái mạch vành nó bị nhiều lên. Đây là hình ảnh cách ngang qua một cái mạch vành và chúng ta nhìn thấy cứ đây là các cái lớp khác nhau của các lớp xơ vữa, mỗi lần nó nứt vỡ ra nó bị tạo thành cái vệt ở đấy, nó giống như cái vòng đồng tâm ở trên thân cây của chúng ta và dựa trên cái lớp cắt ngang này chúng ta phải biết được là cái mạch vành nó đã nứt vỡ bao nhiêu lần. Thế thành ra là trước đây thì người ta rất sợ cái câu chuyện nứt vỡ, còn bây giờ cái quan điểm mới thì người ta lại cho cái mạch vành này nó nứt vỡ càng sớm càng tốt, khi mà cái gánh nặng huyết khối ghi gánh nặng lipid bên trong nó ít thì nếu bị nứt vỡ ra ngoài cái gánh nặng huyết khối nó sẽ ít và nhờ vậy chúng ta sẽ không gây ra các biến cố. Thì đó là cái câu chuyện là cái quan điểm mới về cái mảng xơ vữa. Và chính vì thế nên bây giờ chúng ta càng thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao to động gì đó. Lỗi là cái âm thanh này nó dở quá, nó làm cho rất là bị khó chịu. Có cái cách nào để cho cái tiếng nó tốt hơn không? Để xa. Vâng. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta làm cho cái mảng xơ vữa nó nứt vỡ ra nhiều hơn nữa thì chính cái câu chuyện đó nó sẽ làm cho tiến triển nó sẽ ổn định hơn và nó không gây ra cái biến cố cấp. Đó là lý do vì sao mà gần đây trong cái biện pháp dự phòng bệnh chúng ta lại thúc đẩy cái câu chuyện hoạt động hoặc là thể dục thể thao cho nó tốt. Thì đấy là cái câu chuyện quan điểm liên quan đến mảng xơ vữa và chính vì vậy cho nên là bây giờ người ta hiểu về bệnh mạch vành là gì ạ? Là một sự chuyển dịch liên tục xung quanh mảng xơ vữa. Hôm nay nó là ổn định, ngày mai nó là bất ổn, hôm nay nó lại ổn định, ngày mai lại bất ổn, tuần sau nó lại ổn định. Nó là một cái vòng tròn như thế. Cho nên là gì ạ? Chúng ta có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào để hạn chế các yếu tố gây ra nứt vỡ. Vấn đề thứ hai là gì ạ? Là tiếp cận một cái mạch vành ổn định theo kiểu hội chứng vành cấp. Có nghĩa là bất kỳ một thời điểm nào chúng ta cũng phải xem xét xem là bệnh nhân chúng ta có phải hội chứng vành cấp hay không, cho dù đó là trạng thái ổn định. Tại chúng ta không thể biết được là đây đang là trạng thái ổn định hay không. Và vì thế nên có một thói quen là gì ạ? Là làm gì thì làm, vui lòng chúng ta sàng lọc như một hội chứng vành cấp. Bệnh nhân cứ đến với chúng ta cần phải sàng lọc như vậy. Và cái thứ hai là gì ạ? Là chúng ta tìm hiểu xem bệnh nhân có cái yếu tố khởi phát hay không, bao gồm có gắng sức, ví dụ như là hút thuốc lá, lạnh đột ngột, cảm xúc mạnh vân vân, hoặc là các yếu tố trung gian khác nó làm cho cái câu chuyện đấy nó trở nên nặng hơn, ví dụ chênh lệch huyết áp, chênh lệch về nhịp tim,
cường giao cảm vân vân, và chính cái câu chuyện đó nó thúc đẩy cho bệnh nhân xuất hiện các biến cố. Thế thì một cái gần đây thì người ta chú ý một cái mảng khác rất là quan trọng, đó là các yếu tố viêm. Vì chính yếu tố viêm là yếu tố làm cho cái vỏ của cái lớp phủ bên trên của cái lớp nội mạc này nó kém đi, và nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị nứt vỡ hơn. Và chính vì vậy những cái bệnh nhân mà viêm mạn tính, ví dụ như bệnh nhân viêm khớp chẳng hạn, đau khớp, viêm khớp dạng thấp, rồi viêm cột sống dính khớp, rồi hút vân vân, thì khi có tình trạng viêm toàn hệ thống nó sẽ làm gia tăng nứt vỡ của mảng xơ vữa. Tương tự như vậy với những cái bệnh nhân mà viêm mạn tính, ví dụ như là gì ạ, ví dụ như là lao, ví dụ như HIV, đấy là những bệnh nhân có quá trình viêm mạn tính thì nó cũng làm gia tăng các biến cố mạch vành. Chúng ta sẽ có thể có, nếu mà chúng ta có nhiều thời gian đến nội chú năm thứ ba, chúng ta sẽ thảo luận về chuyên đề rất là sâu, tức là cái bệnh lý mạch vành của những bệnh nhân mà HIV dương tính, tại vì nó có một đặc thù riêng, nó liên quan đến cấu trúc, nó cái quá trình lắng đọng của mảng xơ vữa và nứt vỡ. Thế thì đấy là những yếu tố mà nó góp phần cho cái bệnh lý nó xuất hiện. Tuy nhiên đấy chỉ là những cái xuất hiện cấp mà thôi. Còn trên nền một cái bệnh lý mạng tính thì nó có nhiều cái cơ chế khác. Và tất cả những cái gì mà chúng ta vừa nói suốt trong 15 phút vừa qua là chỉ để nói đến cái cơ chế gì ạ? Là hẹp tắc cho cái mảng xơ vữa. Ngoài ra có rất nhiều các yếu tố khác, ví dụ như là rối loạn vi tuần hoàn, rối loạn chức năng thất, rối loạn đông máu, rồi rối loạn nội mạc hay là co thắt mạch vành. Và chính vì thế cho nên là khi mà xem xét một cái ca bệnh phức tạp thì người ta cần phải xem xét giữa cái quan hệ giữa cái mức độ suy tim là bao nhiêu với cái mức độ mạch vành là như thế nào. Tất nhiên cái đấy nó bắt đầu sâu và nó đi ra ngoài phạm vi của bài hôm nay, nhưng chúng tôi chỉ muốn chỉ nói với giới thiệu với các bạn là khi chúng ta hình dung, chúng ta phải phân định rõ cái cơ chế đau ngực này trên một bệnh nhân này là liên quan đến cơ chế nào là chính, và nhờ vậy chúng ta phải lựa chọn được cái thuốc nó tác động vào đấy một cách phù hợp hơn. Thế nếu mà chúng ta nói về cái câu chuyện đau thắt ngực ổn định mạng tính thì thực ra đấy là chúng ta đang nói cái bậc gọi là nấc thang cuối cùng của thiếu máu cơ tim. Trước đó có rất nhiều trạng thái, ví dụ như là giảm thiếu máu cơ tim, chúng ta đánh giá bằng xạ hình, rồi rối loạn chuyển hóa, chúng ta đánh giá bằng các cái phương pháp mà các cái đánh dấu phóng xạ khác nhau, những cái loại mà đi được vào trong tế bào, chúng ta đánh giá rối loạn chuyển hóa thế nào, rồi bắt đầu rối loạn chức năng tâm trương, rối loạn chức năng tâm thu, chúng ta phải nhận biết bằng siêu âm hoặc là sớm hơn bằng siêu âm gắng sức, rồi sau đó bắt đầu mới là thay đổi điện tâm đồ, nhận biết bằng điện tâm đồ gắng sức, và đến khi bệnh nhân đến với chúng ta dưới dạng đau thắt ngực, tức là đã là giai đoạn muộn nhất trên bậc thang đó rồi. Trừ một thứ nữa là gì? Là tắc lúc đó gây ra hoại tử cơ tim, đánh giá bằng biomarker. Thế thành ra là nếu như chúng ta nhìn nhận cái câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều cái biện pháp để phát hiện sớm hơn, và chính vì vậy cái khái niệm bệnh lý mạch vành nó trở nên mở ra rất rộng, làm cho chúng ta rất là bối rối, và có những cái thì chúng ta thấy nó rất đơn giản thì nó rất là rõ, còn có những thứ khi mà nó chồng chéo với các bệnh lý khác chúng ta sẽ thấy phức tạp như thế nào. Và đấy là lý do vì sao khó khăn khi chúng ta nói chuyện một cái bài liên quan đến đau thắt ngực ổn định kiểu như vậy. Thế thì cái quan điểm hiện nay người ta cho rằng cái bệnh tim thiếu máu cục bộ là mất cân bằng giữa cung và cầu oxy cơ tim, và cái chuyện mà mạch vành của chúng ta nó chỉ là một yếu tố góp phần gây ra cái câu chuyện đó mà thôi. Thành ra là gì ạ? Nó liên quan đến hẹp và tắc của động mạch ở thượng tâm mạc, tức là những mạch lớn chúng ta nhìn thấy, nó liên quan đến quá trình co thắt, nó liên quan đến các rối loạn của chức năng vi tuần hoàn, và nó liên quan đến rối loạn chức năng thất trái. Là tại sao những bệnh nhân suy tim nhiều, cái mức độ đau ngực hoặc là thiếu máu cơ tim hoặc là khảo sát bằng các cái thăm dò cơ tim lại khác nhau, và đó là một cái thứ mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế thì đấy là những cái thứ mà để cho chúng ta hình dung ra được là chúng ta cái bệnh cảnh nó nằm ở đâu, cơ chế là cái gì và như thế nào. Còn nếu như bây giờ chúng ta đặt cái tương quan khác giữa các bệnh lý mạch vành, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Bệnh nhân từ lúc chưa có triệu chứng bắt đầu bằng các cái cơn đau ngực, sau đó dẫn đến hoặc là đau ngực ổn định và đến với chúng ta được gọi là bệnh nhân ổn định, hoặc là hội chứng vành cấp, hoặc là có các cái đột tử khác. Và đây là các cái trạng thái biểu hiện bệnh lý khác nhau, bao gồm một bên là các bệnh cảnh mạn tính và một bên là cấp tính. Các bệnh cảnh mạn tính có thể là đau thắt ngực, có thể là giảm dung nạp kháng sức, có thể là suy tim mạn tính hoặc là rối loạn nhịp, hoặc là thiếu máu cơ tim tầm lặng. Thành ra là cái bệnh nhân mà đến với chúng ta để khảo sát mạch vành nó rất là đa dạng. Có thể đến với chúng ta vì cái gì ạ? Vì ép giảm, chúng ta buộc phải khảo sát bệnh lý mạch vành, vì hoặc là cái dung nạp kháng sức giảm chưa chắc là đau ngực đâu, và nó có một cái nhóm bệnh riêng được gọi là những cái bệnh nhân mà mạch vành nhưng mà không hề có đau ngực. Ví dụ người già, người cao tuổi có các bệnh lý khác phức tạp kèm theo thì tự nhiên cái triệu chứng nó không rõ ràng, và đó là cái lý do vì sao chúng ta cần phải nghĩ đến bệnh. Thế thì cái việc đầu tiên giống như chúng ta cũng nói, và tôi xin phép được đi lướt qua rất nhanh, bao giờ cũng phải loại trừ hội chứng vành cấp khi đau ngực. Bệnh nhân đến khám chúng tôi làm cái thường quy troponin để làm gì? Để loại trừ đây có hội chứng vành cấp hay không. Chúng ta làm điện tâm đồ để loại trừ cái chuyện đó hay không. Và chính vì vậy nên là chúng ta có phác đồ gì? Chúng ta có phác đồ 1 giờ để mà loại trừ. Chúng ta ước lượng khả năng hội chứng vành cấp, chúng ta tìm hiểu các biến đổi trên điện tâm đồ, chúng ta dựa vào các thay đổi chỉ điểm sinh học, và chúng ta phân định ra được đây là nhóm này là nhóm gì, ít nhất là theo cái phác đồ của hội chứng vành cấp, để đảm bảo 100% là gì ạ? Là bệnh nhân của chúng ta đang ở trong trạng thái ổn định
và lúc đó chúng ta mới xem xét cái câu chuyện ổn định. Thế thì ổn định ở đây theo cái khía cạnh là cái men của chúng ta không tăng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bản thân đo thân ổn định nó cũng có thể có HS troponin cao. Chẳng hạn một bệnh nhân tổn thương đa thân mạch vành, bệnh nhân kèm cái suy tim, troponin nó vẫn cao. Và lúc đó vẫn ở trong trạng thái ổn định bởi vì động học nó không có động học thay đổi troponin. Đấy, thành ra là chúng ta làm một cách thường quy nhưng chúng ta cũng cần phải đọc gọi là khéo léo một chút trong việc nhận định kết quả. Thì lúc đấy chúng ta mới sẽ biết được là bệnh nhân như thế nào. Thế thì đối với cả cái đau ngực ổn định mạn tính thì tiếp cận là như thế nào? Hay nó khác đi là với cái bệnh mạch vành ổn định mạn tính thì tiếp cận như thế nào? Thì đây là 5 cái bước để mà làm. Việc đầu tiên, nhận định đây có phải là đau thắt ngực và liên quan đến bệnh lý mạch vành hay không? Trong đó có bắt buộc một bước là hội chứng đây là có phải là hội chứng vành cấp hay không? Thứ hai là dựa đánh giá xem cái đau ngực này có liên quan thực tế mạch vành hay không hay là do nguyên nhân gì khác? Tức là chúng ta dựa báo cái khả năng mắc bệnh mạch vành. Sau đó chúng ta bắt đầu phân tầng nguy cơ dựa trên mức độ thiếu máu cơ tim. Và cuối cùng lúc đó bắt đầu chúng ta mới điều trị nội khoa và lựa chọn cái phương án tái thông mạch vành. Thì đây là các bước tiếp cận cách kinh điển theo cái cách của phác đồ châu Âu. Năm 2019, tháng 9 tới chúng ta sẽ ra đời cái khuyến cáo mới. Chúng tôi đang rất là chờ đợi cái khuyến cáo về cái bệnh lý đau thắt ngực, bệnh mạch vành ổn định và có thể có những sự thay đổi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật một vài cái thông tin liên quan sự thay đổi này trong cái bài giảng ngày hôm nay. Đây là ba câu hỏi chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là xác định chẩn đoán, thứ hai là xác định tiên lượng và thứ ba là xác định chiến lược điều trị. Cái câu chuyện xác định chẩn đoán là có hay không có bệnh mạch vành ấy, thì thực ra như chúng ta vừa thống nhất và lúc nãy chúng ta nhìn cái sơ đồ tiến triển của mạch vành, cứ thêm một tuổi thì chúng ta gì ạ, mạch vành chúng ta hẹp 1%. Thành ra là đặt ra một cái câu hỏi là bệnh nhân 70 tuổi có bệnh lý mạch vành hay không là gì ạ? Vô nghĩa. Đương nhiên người ta có bệnh mạch vành, không cần phải đặt ra câu hỏi đó. Và lúc đó cái bước số 1 đó không cần thiết, mà quan trọng là gì, là đánh giá xem bệnh mạch vành này có lan tỏa hay không, nó có ảnh hưởng đến thiếu máu cơ tim hay không, vùng thiếu máu cơ tim là bao nhiêu. Chứ chúng ta không đặt ra câu hỏi gì có không có bệnh mạch vành. Ngược lại những bệnh nhân trẻ hơn 30, 20 tuổi, lúc đó chúng ta mới đặt ra câu hỏi gì có không có bệnh mạch vành, đau ngực này có liên quan gì đến mạch vành hay không. Và trên cơ sở chúng ta đánh giá được có bệnh lý mạch vành rồi thì bắt đầu chúng ta mới xác định chiến lược điều trị. Vậy thì cách làm như thế nào? Việc đầu tiên phải xem đây là đau ngực điển hình hay không điển hình. Thì dựa trên cái gì ạ? Đây là các cái tính chất khởi phát ra sao, vị trí đau thế nào, mức độ hướng lan, thì bao giờ nó cũng có 3 tiêu chuẩn chính. Và khi nào có đầy đủ các 3 tiêu chuẩn thì lúc đó chúng ta mới nói đó là gì ạ? Mới nói đó là đau thắt ngực kiểu mạch vành. Còn nếu mà chúng ta chỉ có 1 hoặc là 2 tiêu chuẩn thì lúc đó chúng ta coi đó là đau ngực không điển hình hoặc là không do tim. Việc thứ hai quan trọng là gì ạ? Là khi chúng ta xem xét cái triệu chứng đau ngực này, bao giờ cũng phải loại trừ đây là hội chứng vành cấp hay không, liên quan đến chuyện là gì, có xuất hiện khi nghỉ hay không. Nếu xuất hiện khi nghỉ thì đây là đau ngực không ổn định và lúc đó chúng ta phải làm cho một cái phác đồ khác. Còn nếu nó ổn định nó sẽ theo một kiểu khác. Thứ ba là gì ạ? Là chúng ta phải trả lời câu hỏi đây là do tim hay là ngoài tim, với các nguyên nhân chính ở tim mạch và các nguyên nhân ngoài tim mạch. Mà cái mà chúng ta thường gặp nhất chính là gì ạ? Là bệnh cảnh trào ngược dạ dày thực quản chúng ta. Thì đấy là những cái câu hỏi để trả lời đúng câu hỏi đau ngực này có gợi ý đau ngực liên quan đến mạch vành hay không. Sau đó chúng ta làm cái gì ạ? Là chúng ta bắt đầu sử dụng các cái test để đánh giá, để xem là cái mức độ thiếu máu cơ tim này là như thế nào và nó thực sự là liên quan đau ngực của chúng ta hay không. Các bạn nhìn cái phác đồ, đây là cái cách tiếp cận của châu Âu mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta rất nên làm. Tất cả bệnh nhân đau ngực cấp bao giờ cũng phải loại trừ đau ngực không ổn định, hội chứng vành cấp. Thứ hai, bắt đầu kiểm tra như thế nào. Và cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta dự báo khả năng mắc bệnh mạch vành. Ví dụ, một bệnh nhân đến với chúng ta 25 tuổi, xác suất mạch vành mà dưới 15%, thì lập tức chúng ta không đi thăm dò các liệu pháp liên quan mạch vành nữa, mà đi khám các bệnh lý khác. Ngược lại, nếu mà bệnh nhân đến với chúng ta là 75 tuổi, thì cái xác suất bệnh mạch vành là sao ạ? Là trên 85%, thì chúng ta không đặt ra vấn đề gì ạ? Có hay không có bệnh mạch vành nữa, mà chúng ta bắt đầu thăm dò xem thiếu máu cơ tim nhiều hay ít. Chỉ có cái nhóm ở giữa, lúc đó chúng ta mới cần phải trả lời câu hỏi có hay không có bệnh mạch vành. Thế lúc đấy chúng ta làm cái gì ạ? Chúng ta dự báo khả năng mắc bệnh mạch vành dựa trên tính chất của đau ngực, dựa trên tuổi, giới và dựa trên đặc điểm yếu tố nguy cơ. Ví dụ, nếu bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ thì cái xác suất nó tăng lên. Chẳng hạn, một bệnh nhân có tăng huyết áp, có rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá nhiều mà 35 tuổi thì xác suất mạch vành đã là 35%. Ngược lại, nếu ông này không hút thuốc lá, không có tăng huyết áp, không có tiền sử đái tháo đường từ trước chẳng hạn và đau ngực mà không điển hình thì xác suất mạch vành là bao nhiêu? Có 3% thôi. Thế thành ra là chúng ta dựa vào tuổi, vào giới, vào các yếu tố nguy cơ khác nhau để chúng ta dựa
tính ước lượng xem cái xác suất bị mạch vành là bao nhiêu, và trên cơ sở đó chúng ta mới đưa lên cái bảng là gì, đi tìm các nguyên nhân khác nếu xác suất mạch vành dưới 15%, khẳng định chắc chắn là có mạch vành rồi và đi đánh giá luôn các tổn thương mạch vành chứ không cần phải làm các test thăm dò nữa, hoặc là cái nhóm ở giữa thì cái xác suất mạch vành từ 15 đến 85%, đó chính là cái nhóm gì, tuổi trung niên. Nếu chúng ta nhìn ở đây, đấy chính là cái nhóm tuổi trung niên, nam nữ tuổi trung niên, đau ngực điển hình như không điển hình, thì lúc đó mới là cái nhóm test để chúng ta khẳng định đây có phải là có mạch bệnh lý mạch vành đáng kể hay không. Còn nếu tuổi trẻ, alo đi tìm nguyên nhân khác. Nếu tuổi già, chắc chắn có bệnh lý mạch vành, chẳng cần gì phải làm test ở giữa cả, mà chỉ đánh giá tổn thương nhiều ít. Thì đấy là cái quan điểm rất là rõ. Chính vì vậy cho nên là nếu bây giờ chúng ta có một bệnh nhân 20 tuổi mà chúng ta gửi đi chụp multi slide CT mạch vành thì sao ạ? Là chúng ta làm sai, tại vì cái xác suất mạch vành nó không lớn đến mức chúng ta phải làm. Ngược lại, nếu chúng ta cho bệnh nhân 70 tuổi mà làm ngứa va kháng sức thì sao ạ? Chúng ta vẫn cũng sai tiếp, bởi vì cái người đó có bệnh lý mạch vành rồi, chúng ta không cần phải làm ngứa va kháng sức để tìm là có hay không có bệnh mạch vành nữa, mà đây là chúng ta đánh giá xem vùng thiếu máu cơ tim là bao nhiêu. Thế thì đấy là cái ứng dụng để mà cái câu chuyện dựa vào cái phần trăm xác suất. Thế lựa chọn các biện pháp thăm dò là như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu ước lượng cái yếu tố nguy cơ, và nếu cái nguy cơ mà thấp dưới 65% thì người ta ưu tiên các biện pháp liên quan đến gắng sức, ví dụ như là chạy, chạy đi thảm chạy làm đi tâm đồ gắng sức, hoặc là siêu âm gắng sức. Còn nếu mà cái xác suất mạch vành mà trên 65% thì người ta ưu tiên các biện pháp chẩn đoán liên quan đến hình ảnh, ví dụ như là chụp multi slide CT hoặc là hằng nhiều. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi chúng ta cho một bệnh nhân gắng sức, có một nguy cơ phần trăm nhất định là sao ạ? Bị nhồi máu cơ tim. Bạn hiểu không ạ? Thành ra là nếu cái xác suất mạch vành nó cao thì chúng ta không nên cho gắng sức, mà chúng ta nên làm gì? Hình ảnh luôn. Còn nếu xác suất mạch vành mà nó thấp thì chúng ta hạn nên làm gắng sức. Thì đấy là cái zig zag mà nếu chúng ta đọc cái bảng này thì chúng ta sẽ hiểu ra câu chuyện đấy. Thành ra là ở phòng khám, nếu như một bệnh nhân nữ 55 tuổi vào viện chẳng hạn, tức là mới mãn kinh được một vài năm, thì thực ra phụ nữ trong khi chưa mãn kinh thì nó được bảo vệ bằng estrogen. Thành ra là phải sau 5 đến 10 năm thì bắt đầu cái nguy cơ sơ vữa nó mới tăng lên. Thì cái nhóm đấy là cái nhóm chúng tôi ưu tiên làm gì? Liệu pháp gắng sức. Ngược lại, nếu bệnh nhân nam giới 55 tuổi chúng tôi không làm liệu pháp gắng sức nữa đâu. Bởi vì cái nguy cơ làm sao ạ? Nguy cơ biến cố nó sẽ cao, và lúc đó có thể là chụp multi slide CT hoặc đánh giá bằng các biện pháp xạ hình khác. Đấy, thì đấy là cái cách để chúng ta làm. Còn nếu bệnh nhân trẻ 35-40 tuổi, nguy cơ xác suất mạch vành nó thấp thôi, đau ngực nó không được rõ ràng lắm, thì lúc đấy chúng tôi sẽ cho làm liệu pháp gắng sức, ví dụ để tâm đồ gắng sức. Tất nhiên tất cả các biện pháp đó đều được chỉ định khi làm sao ạ? Khẳng định đây không phải hội chứng mạch cấp, tức là protocol chúng ta men tim là hoàn toàn bình thường. Thế thì tại sao lại có những cái câu chuyện như thế này? Bởi vì thực ra ở đây chúng ta đang bàn đến ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, mạch vành có sơ vữa hay không? Tất cả chúng ta mạch ngồi đây là gì? Là mạch vành đều có sơ vữa. Vấn đề số 2, mạch vành chúng ta có bị hẹp hay không? Tất cả ngồi đây đều bị hẹp từ 20-40%. Nhưng cái hẹp đấy nó không đáng kể và nó không gây ra thiếu máu cơ tim. Vì thế nó chẳng làm sao cả, chúng ta vẫn đang ngồi bình thường. Chúng ta chẳng cần phải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần gọi là thay đổi lối sống để duy trì một sức khỏe lành mạnh của tim mạch thôi. Còn những cái bệnh nhân khác thì lúc đó người ta sẽ có gì? Sơ vữa, người ta có hẹp theo tuổi và người ta bắt đầu có thiếu máu. Và ở đây bắt đầu có hai khái niệm. Một khái niệm là đánh giá cái mạch vành bị hẹp bao nhiêu, và một khái niệm khác là đánh giá cái vùng tưới máu cơ tim là nhiều hay ít. Bạn hiểu không ạ? Cái triệu chứng bệnh nhân đau ngực hoặc là giảm gắng sức chỉ là triệu chứng gợi ý đây là bệnh lý mạch vành. Chúng ta phải chứng minh được là cái triệu chứng này nó tương xứng với cả vùng thiếu máu cơ tim. Sau đó chúng ta lại móc xích một cái nữa là cái vùng thiếu máu cơ tim này là liên quan đến cái hẹp cái mạch vành. Thì lúc đó cái việc giải quyết mạch vành nó mới giải quyết triệt để được tất cả mọi thứ. Còn có thể nó không có liên quan. Ví dụ tôi suy tim, hẹp của tôi, cái hẹp mạch vành không nhiều lắm, nhưng mà tôi vẫn có thiếu máu cơ tim. Bởi vì cái tưới máu cơ tim là bằng gì? Bằng áp lực cuối tâm trương trừ đi áp lực, cái huyết áp tâm trương trừ đi áp lực cuối tâm trương tất trái. Tức là nếu bệnh nhân suy tim nhiều, áp lực cuối tâm trương tất trái nó tăng lên, tưới máu cơ tim giảm đi. Như vậy vẫn có thể có các ổ thiếu máu cơ tim, nhưng mà mạch vành tôi không bị hẹp. Thành ra là bạn điều trị mạch vành của bạn chụp lên, nó không giải quyết được câu chuyện thiếu máu, mà chúng ta phải chữa suy tim, lúc đấy nó mới hết được cái gánh nặng về thiếu máu. Tương tự như vậy, chúng tôi có thể bị bệnh là co thắt và rối loạn vi tuần hoàn, nó dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến thiếu máu cơ tim, nhưng mạch vành nó không bị hẹp, và lúc đó chúng ta phải dùng các cái thuốc để làm giảm co thắt hoặc là tăng cường vi tuần hoàn. Thế thành ra là chúng ta cần hiểu rõ là ở đây là gồm có mấy quá trình,
là sơ vữa là cái chắc chắn tiến triển theo thời gian, ai cũng bị, và cứ một tăng thêm một tuổi thì thêm 1% sơ vữa. Thứ hai, cái sơ vữa đấy nó gây ra hẹp hay không, và thứ ba, cái hẹp đấy nó có gây ra thiếu máu hay không. Và tất cả cái test mà chúng ta đang đánh giá là để chỉ ra được cái vùng thiếu máu cơ tim là nhiều ít và cái tổn thương mạch vành là nhiều hay ít. Đấy, thì đấy là những cái chi tiết tích xác để chúng ta xem. Thế thì đánh giá thiếu máu cơ tim hoặc là sống còn cơ tim thì có rất nhiều cách, ví dụ bằng siêu âm gắng sức, bằng cộng hưởng từ, hay là bằng xạ hình thiếu máu cơ tim. Và lúc gì ạ? So sánh lúc nghỉ và lúc gắng sức để chúng ta xem các cái vùng thiếu máu cơ tim như thế nào rồi chúng ta quyết định. Thì đấy là một giải pháp. Và trên cơ sở đó thì chúng ta bắt đầu xem là cái việc chúng ta áp dụng các cái nghiệm pháp để phát hiện thiếu máu cơ tim đó nó có chỉ ra được chúng ta biết là có bệnh lý mạch vành hay không, và nó tạo thành cái độ nhạy và độ đặc hiệu của bệnh lý mạch vành. Thế thành ra là các bạn sẽ thấy ngay là với mỗi biện pháp khác nhau thì nó có độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau, bởi vì cái này nó liên quan đến gắng sức, nó liên quan đến khả năng tái cấu trúc và tái thích nghi cơ tim. Thành ra là ví dụ như một người mà chạy thể dục thể thao đều, liều pháp gắng sức nói chung là âm tính, bạn không thấy dương tính mấy đâu, trừ phi là cái tổn thương mạch vành cực kỳ nặng nề. Còn nếu mà bạn chẳng thể dục thể thao bao giờ thì nhiều khi bạn chỉ chạy gắng sức một lúc thôi, bạn đã thấy điện tâm đồ nó có biến đổi rồi. Hoặc là hôm nay bạn chạy, bạn thấy 100, bạn chạy được 5 phút thì bạn có biến đổi điện tâm đồ. Ngày hôm sau chính bệnh nhân đấy chưa làm gì cả phải là 5 phút rưỡi, ngày hôm sau nữa phải là 6 phút thì quá trình thích nghi với cả gắng sức. Thế thành ra là các cái test này nó đều có cái độ nhạy của độ hiệu nhất định, chứ nó không hoàn toàn chính xác 100%, và nó không hoàn toàn lặp đi lặp lại giống như ta nghĩ. Thế thì để làm được chuyện đó thì tại sao người ta phải làm chuyện đó? Bởi vì thông qua các cái test này chúng ta có thể biết được cái phần trăm diện tích thiếu máu cơ tim là bao nhiêu, và nguy cơ biến cố nó tăng lên theo diện tích thiếu máu cơ tim. Ví dụ nếu mà trên xạ hình thiếu máu cơ tim mà có một vùng thiếu máu trên 10% thì như vậy cái biến cố mạch vành nó sẽ tăng lên theo thời gian, còn nếu dưới nó ít hơn. Tương tự như vậy, nếu chúng ta chụp cộng hưởng từ, chúng ta làm siêu âm gắng sức, chúng ta thấy phát hiện các cái vùng thiếu máu cơ tim như thế này thì lúc đó chúng ta sẽ biết được nguy cơ xảy ra biến cố là bao nhiêu. Tuy nhiên đối với cả câu chuyện mạch vành thì như chúng ta thường thấy, các cái biến cố đó có thể liên quan đột tử, có thể liên quan đến suy tim, có thể liên quan đến nhồi máu, nhưng các biến cố liên quan đến nhồi máu thì lại không những phụ thuộc vào vùng thiếu máu cơ tim mà nó còn phụ thuộc vào gánh nặng của mảng sơ vữa nữa. Chính vì vậy cho nên là người ta có thể gì ạ? Người ta có thể chụp mạch vành và người ta tính ra được cái gánh nặng của mảng sơ vữa, và từ đó người ta ước tính ra xem nguy cơ biến cố thế nào. Ví dụ đây là một cái bảng công thức. Chẳng hạn chúng ta chụp lên một cái mạch vành bị hẹp bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ áng chừng được gì? Cái nguy cơ sống còn sau thời gian là bao nhiêu, và nó bị tắc bao nhiêu. Và nếu chúng ta bị tổn thương nhiều thân mạch vành thì có nghĩa là gì ạ? Là cái gánh nặng của mảng sơ vữa này nó sẽ nhiều lên và sẽ dẫn đến là gì ạ? Là tỷ lệ biến cố nó sẽ cao lên. Thế thì ở đây nó có hai khái niệm rất là quan trọng. Khái niệm thứ nhất là tổn thương nhiều thân mạch vành. Thế nào được gọi là tổn thương nhiều thân mạch vành mà? Bởi vì một cái mạch vành như chúng ta đang bị hẹp này thì bây giờ chụp lên cả ba cái mạch vành bị sơ vữa 30-40% thì có gọi là tổn thương nhiều thân mạch vành hay không? Thì lúc đó chúng ta có nguyên ngưỡng là gì ạ? Là trên 75%. Nếu mà trên đó thì chúng ta coi là hẹp đáng kể mạch vành. Lúc đó nó mới thực sự thay đổi vấn đề, nó mới thay đổi cái tiên lượng của người bệnh. Thứ hai là nó có liên quan đến vùng thiếu máu cơ tim hay không? Bởi vì có rất nhiều bệnh nhân mặc dù có hẹp mạch vành thật đấy, nhưng nhờ quá trình thích nghi lại có tuần hoàn bằng hệ, cho nên cái vùng cơ tim nó không bị thiếu máu. Có tổn thương mạch vành hẳn hoi nhưng không có thiếu máu cơ tim. Vậy tiên lượng của nó khác hẳn với một bệnh nhân là gì ạ? Có tổn thương mạch vành nhưng có vùng thiếu máu cơ tim. Vậy thì ở đây nó có hai cái chi tiết nó hơi khác nhau, và mỗi một cái thăm dò của chúng ta nó lại ra một thứ. Chụp mạch vành chỉ ra được tổn thương mạch vành nhiều hay không, nhưng không cho chúng ta biết được là gì ạ? Diện thiếu máu cơ tim là nhiều ấy. Chúng ta chỉ có thể áng chừng thôi. Và nếu cái vị trí tổn thương nó quá phức tạp hoặc là quá nặng nề thì chúng ta biết được là cái vùng thiếu máu cơ tim của nó nhiều, nhưng không chắc chắn. Và đấy là lý do vì sao khi mà làm thăm dò hoặc là đánh giá cho một bệnh nhân mạch vành ổn định cụ thể, chúng ta vẫn cần phải hai thông số. Thông số là tổn thương mạch vành thế nào, và thứ hai là thiếu máu cơ tim ra sao. Làm thế nào đấy để bạn trả lời được chúng tôi hai câu đó thì là được. Thì tí nữa chúng ta có thể bắt đầu đi vào phân tích một vài case cụ thể, chúng ta hiểu là chúng ta sẽ làm thế nào. Thế thì chính vì thế nên gần đây bây giờ người ta mới tìm cách là người ta phối hợp cái câu chuyện là cả cái hình ảnh cũng như là tổn thương bị hẹp bao nhiêu với cả cái vùng thiếu máu cơ tim nhiều thế nào vào một biện pháp được gọi là chụp gì ạ? Người ta đánh giá luôn bằng chụp cắt lớp 256 dãy đấy ạ, của mạch vành, hoặc là 320 dãy, hoặc là 640 dãy, và sau đó người ta tính luôn cái cung lượng dòng chảy có đó để người ta đánh giá luôn là có thiếu máu cơ tim hay không, được gọi là tính cung lượng tim FFA trên tim CT. Và trong một cái lần chụp như vậy chúng ta xác định được luôn
là mạch vành này bị hẹp thế nào, hẹp đáng kể hay không, và nó có gây ra thiếu máu cơ tim ở phía xa hay không, để nó cung cấp một cái thông tin đầy đủ cho các bác sĩ. Thì đấy là cái cách tiếp cận mới. Và chính vì thế nên gần đây các bạn nhìn thấy một cái xu hướng là gì ạ? Là người ta có xu hướng là chụp multi slide CT nhiều hơn. Đấy, gọi là đọc báo chúng ta thấy chữ là CTA đấy, tức là chụp CT mạch máu của mạch vành nhiều hơn, để mà trả lời cùng một lúc cả hai cái câu hỏi, cho chúng ta biết về mặt hình thái cũng như thiếu máu cơ tim thế nào. Thế thì đối với cả cái câu chuyện bệnh mạch vành ổn định ấy, thì nó có một cái bảng rất là quan trọng để cho chúng ta biết là cái động tác chỉ định của chúng ta là làm là đúng hay là sai dựa trên xác suất. Ví dụ như sau, một bệnh nhân đến với chúng ta, nếu cái nguy cơ bệnh mạch vành mà thấp thì tất cả các câu chuyện làm những cái câu chuyện là gì ạ, nguy cơ mà dưới 15% thì cái việc làm tất cả các thăm dò mạch vành là không nên làm, không ra cái gì cả, ra kết quả không giúp ích cho vấn đề điều trị. Vậy tóm lại, nếu một bệnh nhân đến với chúng ta dựa vào tuổi, giới, đau ngực, yếu tố nguy cơ mà nguy cơ xác suất mạch vành mà thấp dưới 15%, alo đi khám chuyên khoa khác. Nếu xác suất bệnh mạch vành của chúng ta từ 15 đến 85% thì chúng ta bắt đầu ưu tiên các cái xét nghiệm mà đánh giá về mặt chức năng, ví dụ như là siêu âm gắng sức, rồi xạ hình thiếu máu cơ tim, rồi điện tâm đồ gắng sức để xem là đây có phải là liên quan đến thiếu máu cơ tim hay không, và thiếu máu cơ tim này nhiều thế nào. Còn ngay cả cái việc chúng ta chụp mạch vành, cho bệnh nhân vào chụp mạch vành cũng không phải là đúng đâu, và thậm chí có thể làm gia tăng nguy cơ. Chỉ định đây chỉ là lớp 2B, có nghĩa là có thể có hại cho người bệnh. Ngược lại, nếu cái nguy cơ bệnh mạch vành mà cao trên 85% thì cái việc chúng ta máy móc cho làm gì ạ, liệu pháp căng sức là vô nghĩa, là vô nghĩa, và thậm chí cái này còn chống chỉ định, bạn thấy không ạ? Và thậm chí người ta còn coi chuyện chụp multi slide là gì, là vô ích. Bởi vì sao? Chúng ta cần một cái thông tin rõ ràng đầy đủ hơn ở việc chụp mạch vành để chúng ta xem có thể can thiệp tái thiếu máu hay không cho người bệnh. Tất nhiên cái khuyến cáo năm nay có thể thay đổi cái chi tiết ở CT Yangzhou, bởi vì bây giờ người ta kết hợp cái đo FFA trên CT thì cho phép chúng ta nhiều thông tin hơn. Nhưng trước đây cái quan điểm của năm 2014 thì thậm chí những cái bệnh nhân mà nguy cơ bệnh mạch vành mà cao rồi, người ta không chụp multi slide CT nữa mà chụp mạch vành qua da luôn. Thành ra các bạn sẽ thấy thỉnh thoảng chúng tôi nói các bạn ấy, bệnh nhân vào 80 tuổi, tôi không hiểu các bạn chụp multi slide CT để làm gì. Tại đương nhiên xác suất mạch vành của những bệnh nhân này trên 85% thì chụp nên là sai. Thì nếu bạn nghĩ đến cái mạch vành có ép giảm vân vân thì bạn chụp mạch vành qua da luôn, chứ việc gì phải chụp multi slide CT. Thì cái lỗi này là cái lỗi mà chúng tôi rất hay gặp. Còn tất nhiên là các bạn sẽ bảo là cái này thì bọn em làm là vì bảo hiểm ABCDF, thì lúc đấy là chúng ta lại phải có một cái câu chuyện bàn về mặt chuyên môn với bảo hiểm, chứ chúng ta không thể chỉ định như thế được vì nó sai vấn đề chuyên môn. Rõ ràng chụp multi slide CT nó không cung cấp cho chúng ta thêm thông tin chắc chắn cái này có mạch vành. Thứ hai, nó làm tăng nguy cơ suy thận. Thứ ba, nó sẽ đánh giá không đúng các cái tổn thương vì độ vô hóa nhiều, thành ra chuyện chụp đấy là vô nghĩa. Đấy, cái đấy là những cái thứ mà trên cái bảng như thế này chúng ta sẽ thấy là trong thực hành hàng ngày chúng ta bị mắc rất nhiều, chứ không phải không. Chúng ta cứ nghĩ là cái này là làm là đúng nhưng thực ra là không đúng. Thì vậy thì chúng ta hãy lựa chọn các biện pháp chuẩn đoán và thăm dò đúng cho những cái bệnh nhân mạch vành mà ổn định, nó có bảng của nó chứ không phải không. Đây là một cái bảng khác, cái bảng vừa rồi là quan điểm của châu Âu, còn cái bảng này là quan điểm của Mỹ. Ví dụ như là gì ạ? Là nếu như những bệnh nhân có ép giảm, rồi chất lượng cuộc sống giảm, có triệu chứng rõ thì chúng ta có thể xem xét cái đánh giá thăm dò của chụp mạch vành. Còn nếu như mà ép mà trên 50%, triệu chứng không rõ ràng, không có thiếu máu, người ta không chụp mạch vành. Đấy thì đây là có những thứ mà nhiều khi chúng ta cứ thấy bệnh nhân đau ngực rồi có yếu tố nguy cơ, chúng ta đem nó chỉ chụp mạch vành, chúng ta tôi nghĩ đây là không đúng. Chúng ta buộc phải có một cái thăm dò nào đấy, ví dụ như là liệu pháp căng sức, hoặc là thậm chí đây chúng ta có thể chụp multi slide CT nghe còn hợp lý. Nếu như bạn bảo rằng là em nghi ngờ cái này là đau ngực rất điển hình, xác suất này là cao, các yếu tố nguy cơ nó rất là rõ, em không muốn làm cái phong sức thì ok, đấy là cái quyền lựa chọn của bạn. Nhưng còn nếu mà những cái đó bạn không thăm dò gì cả mà bạn đem ra chụp mạch vành ngay thì tôi nghĩ là cũng không hợp lý lắm, nếu như những bệnh nhân mà ở mức độ nguy cơ trung bình ép lại trên 50%. Thế thì cái thứ hai nữa là gì ạ? Các cái biện pháp thăm dò hình ảnh trong mạch vành thì mỗi biện pháp nó sẽ có một cái độ mịn khác nhau và để đánh giá khác nhau. Ví dụ ở đây là chụp multi slide CT, chúng ta nhìn thấy bên ngoài thôi, còn thực ra trong lòng của mạch vành và đánh giá các nhu mô, chúng ta thấy độ phân giải nó thấp mà. Chính vì vậy đây là hình ảnh mà bạn nhìn thấy, cái mà chúng ta thu được hình ảnh nhìn qua multi slide CT. Nếu chúng ta chụp angio rõ hơn một chút nhưng vẫn còn mờ,
nếu chúng ta mà IVERS, nếu chúng ta mà OCT, độ phân giải nó càng rõ hơn, nó càng mịn hơn và chúng ta càng nhìn rõ tổn thương hơn. Và đó là lý do vì sao rất nhiều trường hợp khi chúng ta chụp mạch vành lên, chúng ta không biết rõ đây là cái gì, đây có phải động mạch chủ phạm hay không, chỗ này có mảng sơ vữa bị nứt vỡ hay không, và chúng ta bắt đầu phải làm các cái thăm dò khác trong lòng mạch vành. Thì đấy là cái câu chuyện mình làm là như vậy. Thì đấy là các cái lựa chọn các biện pháp khác nhau để quyết định xem một bệnh nhân của chúng ta có hay không có tổn thương mạch vành, đánh giá về mặt chức năng và vấn đề mặt thứ hai là vấn đề hình ảnh. Sau khi làm tất cả những cái đó rồi thì để làm gì? À, thì để một cái bước đơn giản là để đánh giá xem nguy cơ xuất hiện các biến cố này là nhiều hay ít. Nếu nhiều thì chúng ta cần phải tái thông mạch vành, còn nếu ít thì chúng ta điều trị nội khoa. Thì đấy là cái bước là như vậy. Và chính vì vậy, nếu bệnh nhân của chúng ta xác suất mạch vành mà trên 85% thì lúc đó chúng ta đánh giá luôn xem là mạch vành này nhiều ít thế nào để quyết định thái độ xử trí luôn. Đây đấy ạ. Nếu nguy cơ biến cố thấp dưới 1% một năm, điều trị nội khoa. Biến cố vừa, điều trị từ 1 đến 3% một năm thì điều trị thử. Còn nếu biến cố trên 3% một năm thì lúc đó chúng ta phải tìm cách để tái thông mạch vành. Tái thông mạch vành để hy vọng rằng nó sẽ cải thiện được các biến cố này, cải thiện được cái thiếu máu cơ tim. Và nhờ vậy chúng ta tăng được cái biến làm giảm được cái nguy cơ xảy ra biến cố và kéo dài tuổi thọ của người bệnh. Thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến điều trị bệnh mạch vành ổn định. Thế thì đấy là chúng ta sang một phần thứ hai, là cái phần của chúng ta tập trung vào cái chuyện là mục tiêu điều trị là như thế nào. Thì nó có hai cái mảng quan trọng. Một cái mảng là ngăn ngừa tử vong và nhồi máu cơ tim. Mảng thứ hai là điều trị triệu chứng. Cái mảng mà ngăn ngừa tử vong, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và kéo dài cái lượng và tuổi thọ là một cái điều trị được gọi là bắt buộc. Nếu chúng ta điều trị một bệnh nhân mà chúng ta không cho những cái thuốc hoặc là những cái biện pháp điều trị như thế này thì là chúng ta sai. Còn ngược lại, đối với câu chuyện làm giảm thiếu máu cục bộ và làm giảm triệu chứng thì tùy chúng ta muốn lựa chọn thế nào cũng được, tùy đáp ứng của người bệnh, xem trong triệu chứng tác dụng phụ ra sao là lựa chọn. Thế vậy thì gồm có những cái gì ạ? Trước đây thì người ta thấy là để cải thiện vấn đề lượng bao gồm có thay đổi lối sống, bao gồm có statin, ức chế men chuyển nước trên thụ thể và aspirin. Năm 2019, aspirin vai trò bị giảm đi, không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa cứ chúng ta phết là gì ạ? Là bệnh lý mạch vành là phải cho gì ạ? Thay đổi lối sống, statin, aspirin. Bây giờ chúng ta cho aspirin, chúng ta phải cảnh giác, có thể không đem lại lợi ích cho người bệnh. Đặc biệt là bệnh nhân chúng ta có nhiều lết dạ dày tá tràng, nó sẽ làm gia tăng triệu chứng mà không biết lý giải vì cái gì cả. Cắt aspirin thì nó lại hết. Cái mảng thứ hai là mảng giảm triệu chứng, thì tùy theo chúng ta lựa chọn. Lựa chọn là gì ạ? Các nitrat tác dụng nhanh, rồi chạy beta do cảm, chạy kênh canxi, rồi thêm vào các cái dòng thuốc gọi là dòng thuốc thứ hai đấy, bao gồm ivabradin, nitrat tác dụng kéo dài, nicoranidin, ranolazine hoặc ketamizine vân vân ở giữa. Và cái tái thông mạch vành là cái nằm ở trung gian, có thể giúp cho vấn đề cải thiện, có thể giúp cho vấn đề chữa triệu chứng. Thì đấy là những cái thứ mà một cái phác đồ mà chúng ta tiếp cận của bệnh nhân đồng được ổn định như vậy. Tóm lại, của bệnh nhân đến, chúng ta làm các xét nghiệm để khẳng định thiếu máu cơ tim có nhiều hay không. Nếu thiếu máu cơ tim nhiều đáng kể, tức là cái này là một cái bệnh mạch vành ổn định, thì lúc đó chúng ta bắt đầu xem xét áp dụng các biện pháp liên quan điều trị cải thiện tiên lượng, và bên cạnh đó là dùng các biện pháp khác để cải thiện triệu chứng. Đây là cái lược đồ khác để cho chúng ta nhìn thấy một cái sơ đồ để điều trị các bệnh tim thiếu máu cục bộ như thế nào. Và tùy theo từng cơ chế khác nhau, chúng ta sẽ lựa chọn các biện pháp tương ứng như vậy. Ví dụ với liên quan đến hẹp mạch vành chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ gì ạ? Là tái thông mạch vành bằng phẫu thuật, bằng mổ bắc cầu nối, bằng các cái biện pháp và gen hoặc là tế bào gốc. Còn nếu liên quan đến chuyển hóa, chúng ta sẽ sử dụng các thuốc đánh ở mức chuyển hóa khác nhau. Thì đây là cái lược đồ chung để là như vậy. Thế thì chúng ta đi vào cái món đầu tiên là tái thông mạch vành, thì là có hai mục tiêu cơ bản là cải thiện triệu chứng hoặc là cải thiện tiên lượng. Và về mặt kỹ thuật thì gồm có rất là nhiều cách khác nhau, có thể là phẫu thuật, có thể là gì ạ, có thể là can thiệp hoặc là kết hợp cả hai. Và đây được gọi là cái bậc thang tái thông mạch vành tùy theo mức độ tổn thương. Ví dụ nếu chúng ta không có bệnh mạch vành, đương nhiên chúng ta chẳng quan tâm đấy là gì cả. Nếu mà cái bệnh mạch vành mà hẹp không đáng kể, trên multi slide CT, trên đo FFA mà trên 0.8, hoặc là chúng ta chụp mạch vành lên, chúng ta đo FFA, chúng ta thấy cái phân suất dự trữ mạch vành mà trên 0.8, tức là hẹp không đáng kể, thì lúc đó chúng ta làm gì ạ? Chúng ta theo dõi tiến triển, chúng ta áp dụng các biện pháp điều trị dự phòng, chúng ta tập trung vào điều trị statin để làm giảm gánh nặng của mảng sơ vữa. Nếu chúng ta có tổn thương một thân, hai thân mạch vành, lúc đó chúng ta làm can thiệp. Nếu chúng ta có tổn thương nhiều thân mạch vành, lúc đó chúng ta làm gì ạ? Có thể phẫu thuật bắc cầu nối. Thì tùy theo cái cấp độ ở trên này, đi lên trên hay xuống dưới,
mức độ bệnh lý càng nặng nề, càng phức tạp, càng lan tỏa thì ưu thế càng liên quan đến phẫu thuật. Tổn thương càng cư trú, ưu thế càng liên quan đến gì ạ? Can thiệp. Thì đấy là cái bậc thang tái thông mạch vành. Vì sao lại như vậy? Thì chúng ta thấy là có cái ngưỡng ở đây là ngưỡng 10%. Nếu diện tích máu cơ tim mà dưới 10%, điều trị nội khoa là tốt. Trong khi đó, nếu diện tích máu cơ tim là trên 10%, thì cái câu chuyện tái thông mạch vành nó sẽ giúp ích cho chúng ta cải thiện được cái tiên lượng người bệnh rất là nhiều. Và chính vì vậy, cho nên là nếu tổn thương thân trung mạch vành trái là chắc chắn cái vùng tiểu máu cơ tim là trên 10%, hoặc là tổn thương nhiều thân mạch vành, hoặc khi chức năng thất trái nó giảm, thì tức là tổn thương nhiều thân mạch vành, lúc đó chúng ta phải tái thông mạch vành. Thế thì tái thông mạch vành này thì đây là cái bảng khác để tùy theo cái chỉ định và các tổn thương khác nhau, dựa trên cái hình ảnh chụp, dựa trên cái mức độ tổn thương, chúng ta sẽ thấy nếu như mà hẹp thân trung, hẹp đoạn 1 động mạch Taylor thấp trước, hẹp 2 hoặc 3 nhánh mạch vành, vùng tiểu máu cơ tim rộng, lúc đó cái biện pháp chúng ta sẽ cho phép cải thiện được tiên lượng. Ngược lại, nếu mà hẹp nằm trên 50% của nhánh nào đó thì nhiều khi cái động tác chúng ta đặt stent nó chưa chắc đã cải thiện tiên lượng, mà nó chỉ giúp ích cho câu chuyện gì ạ? Cải thiện triệu chứng mà thôi. Thì đây là cái bảng để cho chúng ta lựa chọn. Thế thì đối với cả cái bệnh mạch vành ổn định thì cái việc lựa chọn can thiệp hay phẫu thuật phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là và một trong những thứ đó là liên quan đến cái lựa chọn người bệnh. Tôi già rồi, tôi bị đái đường rồi, tôi không muốn mổ, tôi sợ mổ. Thế thì lúc đó chúng ta cân nhắc đến rất là nhiều yếu tố khác nhau. Tuổi bệnh nhân có già hay không, ép là như thế nào, chức năng hô hấp là làm sao, tổn thương bệnh mạch vành thế nào, để chúng ta lựa chọn. Và lúc đó tùy giữa cái lựa chọn của người bệnh, dựa theo cái khuyến cáo, các mức độ tổn thương lan tỏa hay là đái tháo đường v.v. mà chúng ta lựa chọn giữa phẫu thuật hay là can thiệp. Và cái này nó đòi hỏi một cái gọi là cái hát tim để phối hợp với nhau, trong đó ưu tiên các biện pháp là can thiệp. Nếu như là bệnh nhân gì ạ, bệnh nhân tuổi cao, động mạch chủ nó vôi hóa nặng rồi thì nó cặt vào đó mổ thì nguy cơ rất là lớn. Thế thì đấy là, hoặc là nếu bệnh nhân mà ép mặt thấp, chức năng thông khí gọi là chức năng phổi còn ổn định, đái tháo đường, tổn thương nhiều thân lan tỏa mạch vành, chúng ta sẽ ưu tiên phẫu thuật. Thế là cái bảng cho chúng ta lựa chọn cái khác nhau. Và nếu mà chúng ta phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ thấy cái ưu thế của phẫu thuật như thế nào, ưu thế của can thiệp như thế nào, và có một cái sự là chúng ta cần phải tính toán. Ví dụ những cái ưu thế của phẫu thuật so với cả can thiệp, qua 5 năm bắt đầu nó giảm đi, và sau 10 năm thì nó gần như là nó bằng gì ạ? Bằng can thiệp. Thế thành ra chúng ta ước tính một chút để chúng ta xem thực sự lợi ích đến đâu để mà làm. Nếu chúng ta phải phẫu thuật, có thể nó được lợi nếu như bệnh nhân tổn thương nhiều thân mạch vành, nhưng mà cái quá trình hồi sức nó có thể phức tạp và có thể làm tăng cái nguy cơ tai biến mạch não trong cái đoạn hậu phẫu. Đấy, thì đấy là cái điểm chúng ta cần phải lựa chọn. Ngược lại, nếu chúng ta làm can thiệp có thể đỡ được câu chuyện đó, nhưng nó sẽ làm tăng gì ạ? Tăng cái phần suy thận, rồi nó có thể làm tăng cái nhồi máu cơ tim liên quan đến can thiệp, bởi vì chúng ta thông một vài nhánh to nhưng chúng ta bị mất một vài nhánh nhỏ. Thì đấy là những thứ chúng ta cần phải tính toán, và đó là những cái mà chúng ta cần phải bàn luật kỹ càng giữa một bên là gì ạ? Phẫu thuật viên, một bên là nhà can thiệp, và một bên là lựa chọn người bệnh. Và ở mỗi một trung tâm thì khác nhau. Vì sao lại khác nhau? Bởi vì cái sống còn ở những bệnh nhân mổ khác nhau, thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề quyết định nó khác đi. Tuy nhiên, nó có mấy điểm rất là đáng chú ý. Từ xưa đến nay, nếu mà chúng ta phân tích kỹ là mặc dù stent ngày càng tốt lên, nhưng mà cái ưu thế liên quan đến tử vong thì thực ra là đại đa số là liên quan đến gì ạ? Là liên quan đến phẫu thuật. Đấy mới là cái ưu thế liên quan đến tử vong, làm tăng sống còn người bệnh. Chỉ có một vài thế hệ stent mới nhất gần đây thì bắt đầu mới có xu hướng có lợi với vấn đề tử vong. Thứ hai là gì ạ? Đây là cái hình ảnh để cho chúng ta nhìn thấy cái mà chúng ta đang làm gì đối với cả bệnh nhân khi chúng ta làm can thiệp, luồn ống thông vào, nong ra nong bằng bóng, đẩy cái mảng xơ vữa ra hai bên, đặt lên một cái ống thông, rồi sau đó gì ạ? Trên nền ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy sau khi cái stent này nó phủ qua đây rồi, nó sẽ tạo ra một lớp nội mạc mới và nó lại bắt đầu một loạt các biện pháp khác. Đây là một cái lược đổ cho chúng ta nhìn thấy cái gì nó đang diễn ra khi chúng ta thông mạch vành. Bản chất câu chuyện là chúng ta gì ạ? Đánh bùn sang ao, cái mảng xơ vữa nó vẫn còn ở đó. Thành ra là nếu như chúng ta chỉ làm can thiệp đơn thuần, chúng ta không điều trị nội khoa, chúng ta không làm giảm xơ vữa, chúng ta không điều trị chống đông, thì tất cả câu chuyện nó sẽ còn nguyên ở đó. Chúng ta sẽ phải làm tất cả mọi thứ khác. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đặt cái stent ở đây, nó chỉ là để khôi phục cái dòng chảy thôi. Sau đó rồi cái mảng xơ vữa nó vẫn còn ở nguyên và nó vẫn có thể tác động vào chúng ta. Thế thì nếu chúng ta xét riêng trên cái câu chuyện mạch vành ổn định, thì các cái nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng đến thời điểm hiện tại đều cho thấy là gì ạ? Là thực ra nó không hoàn toàn là cải thiện được tỷ lệ tử vong và sống còn. Đối với bệnh nhân mạch vành ổn định, can thiệp hay không can thiệp, sống còn vẫn thế. Các bạn nhớ là như vậy nhé, sống còn vẫn thế.
nó chỉ làm được một việc duy nhất là nó làm giảm được tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Sống còn vẫn nguyên, tỷ lệ nhồi máu cơ tim có thể giảm được thời gian. Thành ra là chúng ta phải rất là cảnh giác câu chuyện đấy. Đối với cả mạch vành cấp thì khác, mạch vành cấp chúng ta phải can thiệp. Mạch vành ổn định thì điều trị nội khoa là quan trọng bậc nhất. Can thiệp chỉ làm được hai nhiệm vụ. Thứ nhất, cải thiện được triệu chứng, đỡ đau ngực được rất nhiều và thông qua rất nhiều các nghiên cứu ở đây. Thứ hai, làm giảm bớt phần nào nhồi máu cơ tim ở thì tương lai, chứ không phải ở thì hiện tại, ở thì tương lai. Thế thành ra là đối với bệnh mạch vành ổn định thì chúng ta vẫn phải lấy điều trị nội khoa làm trọng. Chúng ta phải đánh giá thật kỹ càng và để xem là can thiệp có lợi hay là phẫu thuật bắt cùng có lợi. Mặc dù tôi là dân làm can thiệp, suốt ngày tôi đặt stent mạch vành, nhưng lúc đó chúng ta phải căn chỉnh rất nhiều yếu tố rồi chúng ta mới quyết định, chứ không phải là chúng ta cứ làm như là chúng ta nghĩ đâu. Đó. Kể cả khi chúng ta đặt stent vào rồi thì điều gì xảy ra? Đây là chúng ta đặt stent đây, chúng ta ép dẹp cái mớ lớp vỏ ở đây, nó sẽ hình thành một cái lớp nội mạc mới được gọi là nội mạc tân nội mạc, và chính cái lớp nội mạc này nó cũng dễ dàng nứt vỡ ra, và theo thời gian cái lớp nội mạc tân sinh nó nứt vỡ, nó sẽ làm tắc stent. Thành ra là cái câu chuyện đặt stent nó không phải là thay đổi hoàn toàn được cái tiến triển của màng xơ vữa, mà nó chỉ giải quyết phần nào cái chuyện trước mắt thôi. Và vì thế nếu như chúng ta muốn điều trị bệnh mạch vành ổn định, chúng ta phải làm thế nào thoái triển được màng xơ vữa. Không làm được chuyện này, mọi việc chúng ta làm là vô nghĩa. Stent không làm cải thiện tử vong, nhớ là như vậy. Nó chỉ mua được một chút ít thời gian, hạn chế được một cái số lượng nhồi máu cơ tim nhất định ở thì tương lai mà thôi. Bây giờ cái thể stent mới nó tốt hơn một chút, ưu thế rõ ràng hơn một chút, nhưng nó chưa làm thay đổi hoàn toàn quan điểm và thái độ điều trị của chúng ta. Vậy chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần thoái triển màng xơ vữa. Làm thế nào? Làm thế nào thì làm, phải sử dụng các statin mạnh để làm hạ trên 50% LC cholesterol. Vì sao lại như vậy? Vì lúc đó màng xơ vữa mới thoái triển. Mà khi màng xơ vữa nó thoái triển, nó mới làm giảm nguy cơ nứt vỡ. Vậy làm gì thì làm? Trong đơn thuốc bệnh lý mạch vành, bạn không dùng statin liều cao, không dùng statin mạnh, không đạt được cái đích 1.8, 1.3 mol trên lít, không đạt được cái đích giảm trên 50% so với ban đầu là bạn sai. Bạn sai. Chứ không phải là tôi cứ thích simvastatin thì tôi cho, không phải như vậy. Bạn cần phải đạt được cái đích về aldosterone, vì đấy là cái thứ duy nhất giúp cho bệnh lý mạch vành thực sự phát triển. Đây là các hiệu quả nếu chúng ta hạ LC một cách tích cực, hạ tử vong, hạ bệnh lý mạch vành, hạ biến cố tim mạch chính, tai biến mạch não ít hơn, nhưng mà đấy là những thứ cần làm. Và kể cả hạ rất thấp vẫn còn có lợi. Những nghiên cứu mới như là thử nghiệm Fourier cho thấy là nếu chúng ta hạ mức cholesterol xuống dưới cái mức là 0.5 mmol trên lít, tức là tương đương với thời kỳ gì ạ? Chúng ta đang ở trong bào thai ấy, nó vẫn hạ được tỷ lệ biến cố. Thế thành ra là vui lòng là gì? Hạ càng thấp càng tốt. Và chúng ta nhìn thấy một cái đường cong rất là rõ ràng ở trong qua tất cả thử nghiệm nghiên cứu. Làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải hạ xuống càng thấp càng tốt. Thứ hai, hạ càng sớm càng tốt. Vì sao vậy? Vì khi bệnh nhân đến với chúng ta, một cái mạch vành chúng ta chụp lên, chúng ta tưởng là hẹp 30-40%, thực ra thì là sao? Lớp màng xơ vữa nó đã là 30-40%, nó đã ở bên ngoài rồi. Và vì vậy các bạn nhìn thấy tất cả các nghiên cứu đều cho thấy chúng ta điều trị chán chê mê mỏi, sau 2 năm chúng ta mới đỡ được gánh nặng của màng xơ vữa lúc ban đầu. Thành ra là vui lòng điều trị càng sớm càng tốt, điều trị càng tích cực càng tốt. Vì ngoài cái tác dụng hạ LC cholesterol của statin, nó còn nhiều cái món khác nữa. Và một món đặc biệt quan trọng là nó làm cho màng xơ vữa ổn định chắc chắn hơn, không bị nứt vỡ. Và đấy mới là ngăn ngừa được gì? Hội chứng mạch cấp. Thành ra là trong đơn thuốc mạch vành, đôi khi chúng ta xem xét cắt kháng tiểu cầu, nhưng chúng ta không thể nào cắt statin được. Bắt buộc phải có statin, và statin đấy phải là một statin mạnh để đảm bảo hạ được LDL cholesterol. Vì nó không những hạ, nó còn cho phép mạch vành ổn định và nó đỡ nứt vỡ. Đây là cái bảng cân đối cho chúng ta nhìn thấy lợi ích vượt xa các nguy cơ khi điều trị. Và cái này bác sĩ chúng ta phải nói với người bệnh, chúng ta phải nói về đau cơ, chúng ta phải nói về các biến cố khác. Và cái tỷ lệ đấy nó rất ít so với những gì chúng ta đạt được. Tất nhiên nó cũng đã bắt đầu đi ra ngoài cái bài nói ngày hôm nay, nhưng đây là cái bảng tổng kết để cho chúng ta nhìn thấy những cái hớ lợi gì chúng ta có so với cả những cái hại mà chúng ta có đấy. Thứ hai, kể cả khi chúng ta có một cái mốc LDL cholesterol đã giảm 50% rồi, chúng ta vẫn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác, bởi vì nó vẫn còn rất nhiều yếu tố, nó được gọi là yếu tố nguy cơ tồn dư,
và những yếu tố nguy cơ tồn dư mà liên quan đến viêm, ví dụ như triglyceride, ví dụ như LDL nhỏ đậm đặc, thì nó làm tăng yếu tố gây viêm và nhờ vậy nó làm cái mảng xơ vữa dễ nứt vỡ hơn. Thì cho dù chúng ta có một cùng cái mức LDL cholesterol nhưng cái xác suất chúng ta xảy ra biến cố vẫn lớn hơn rất nhiều. Thành ra là chúng ta vẫn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác. Và đây là cái bảng cho chúng ta nhìn thấy, nếu chúng ta kiểm soát đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta sẽ làm giảm được các biến cố mạch vành. Và chính vì thế, cho nên là bên cạnh câu chuyện LDL cholesterol, chúng ta phải kiểm soát cái gì ạ? Chúng ta phải kiểm soát huyết áp, chúng ta phải kiểm soát đường máu. Huyết áp như thế nào? À, duy trì mức huyết áp 120/40. Vì sao? Vì đây là cái ngưỡng mà mảng xơ vữa ít tiến triển. Còn nếu chúng ta cứ để huyết áp trên 140, mảng xơ vữa nó tiến triển. Vậy chúng ta phải có thêm cái món này nữa. Và nếu chúng ta hạ huyết áp, chúng ta sẽ thấy các biến cố nó cũng sẽ giảm đi. Kể cả đối với cả câu chuyện gì ạ? Kể cả câu chuyện nhồi máu cơ tim, nó cũng giảm đi nếu chúng ta giảm huyết áp. Tuy nhiên cần lưu ý một chút là khi chúng ta hạ huyết áp thì chúng ta lưu ý huyết áp tâm trương và cái chênh lệch huyết áp, bởi vì đây là cái tươi máu của mạch vành. Thành ra là nếu bệnh nhân tổn thương nhiều thân mạch vành, chúng ta để huyết áp tâm trương dưới 60 hoặc để chênh lệch huyết áp trên 60 thì đó sẽ là gì ạ? Làm tăng nguy cơ biến cố của mạch vành. Bạn hiểu không ạ? Thế thành ra là lưu ý là đồng ý là chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp tốt, nhưng hãy lưu ý huyết áp tâm trương. Cái này nó đang đặc biệt quan trọng ở những người cao tuổi khi mà nó có cái chênh lệch huyết áp tâm trương lớn. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta kiểm soát chặt đường máu, bởi vì kiểm soát chặt đường máu chúng ta cũng thấy là gì? Làm giảm các biến cố liên quan đến mạch vành. Tuy nhiên lợi ích nó chỉ có trong giai đoạn sớm. Có nghĩa là trong vòng 10 năm đầu tiên khi mà chúng ta mới bị đái đường type 2 thì cái việc kiểm soát máu đường máu chặt chẽ nó mới đem lại lợi ích cho biến cố tim mạch và mạch vành. Còn nếu đã muộn rồi, trên 10 năm rồi thì bắt đầu kiểm soát chặt chưa chắc đã có lợi và chúng ta phải sử dụng các thuốc mới. Đấy, ví dụ chúng ta sử dụng ức chế SGLT2, đặc biệt trên những bệnh nhân mà đã có suy tim hoặc là đã có nhồi máu cơ tim cũ thì nó đem lại cái lợi ích của vấn đề tử vong. Thành ra là đấy là những thứ chúng ta cần phải tính toán một chút, phải kiểm soát chặt chẽ mỡ máu, kiểm soát chặt chẽ yếu tố người khác bên cạnh cái câu chuyện mỡ máu, và càng kiểm soát ổn định càng tốt. Đây là một cái bảng rất là lý thú, là khi chúng ta có cái mức độ dao động của LDL cholesterol, và đấy là bệnh nhân chúng ta toàn thế thôi, điều trị mỡ máu ổn thôi không uống thuốc nữa, điều trị huyết áp ổn thôi không uống thuốc nữa, và nó sẽ tạo thành cái dao động về LDL cholesterol, dao động về huyết áp, dao động về đường máu, và tất cả các dao động đó nó làm gia tăng biến cố về mạch vành. Bạn nhìn đây này, bạn sẽ thấy nhồi máu cơ tim tăng 10%, tất cả biến cố mạch vành 11%, biến cố nói chung liên quan mạch vành 16% nếu chúng ta có một cái dao động về LDL cholesterol. Thế thành ra là hãy nói với cả người ta, hãy điều trị cho bệnh nhân làm thế nào đó ổn định, duy trì ổn định là quan trọng nhất, nó mới giảm được các biến cố. Vậy thì thế nào được gọi là tốt? Thì đây là có cái quy tắc 7 yếu tố giúp cho chúng ta đạt một cái lối sống khỏe mạnh. Đầu tiên, bỏ hoàn toàn thuốc lá. Hy vọng ở đây các bạn không hút thuốc đúng không ạ? Hy vọng là như vậy. Có một số lượng nhất định bác sĩ tim mạch chúng ta hút thuốc, càng căng thẳng càng dễ hút thuốc, thậm chí bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta hút thuốc. Tôi nói thật là tôi thấy là tôi cũng quá ngạc nhiên là tại sao chúng ta có thể hút thuốc được. Bởi vì đối với tôi thì thuốc lá là một cái gì đấy là nó chắc chắn nó sẽ gây ra rối loạn nội mạc, nó thúc đẩy quá trình xơ vữa và nó làm cho nứt vỡ và viêm tại chỗ nhiều hơn. Chả có lý do gì hút thuốc cả. Và vì thế nên là chả có lý do gì để chúng ta có thể chấp nhận một ông hút thuốc ở bên cạnh chúng ta. Vậy mà ra đường thì đâu đâu cũng thấy hút thuốc đúng không ạ? Thậm chí các sếp chúng ta hút thuốc, về nhà bố mẹ chúng ta hút thuốc và chúng ta coi như nó bình thường. Xin lỗi, nó không bình thường một chút nào cả. Nếu chúng ta muốn chữa cho bệnh nhân, chúng ta hãy nói như là kiểu đó. Phải tránh xa thuốc lá. Hút thuốc lá thụ động có hại, tương đương với cả chủ động, chả khác gì cả. Thế bạn muốn bị nhồi máu cơ tim không? Đấy, thì vậy các bạn hãy thay đổi điều đó. Việc đầu tiên, không hút thuốc lá. Việc thứ hai, hoạt động thể lực. Tí nữa sẽ có cái bảng cho ra nhìn thấy, trên 150 phút mỗi tuần. Nghĩa là, xin lỗi là đừng ngồi học ở đây nữa, ra ngoài mà đăng sinh đi chẳng hạn, để cho nó có hoạt động thể lực. Thì sau đó đấy mới là bảo vệ mạch vành. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ ngồi không như này, nó chả tác dụng gì hết. Duy trì BMI, có chế độ ăn hợp lý, duy trì mỡ máu đúng không ạ, LDL cholesterol dưới 180mg trên lít ạ, duy trì huyết áp, duy trì đường máu, thì đây là 7 yếu tố quan trọng để duy trì được sức khỏe và tim mạch. Và rõ ràng là nếu chúng ta càng duy trì được các yếu tố này tốt thì biến cố chúng ta nó càng ít. Đây là cái bảng để trả lời cho câu hỏi là có nên hút thuốc lá hay không. So sánh cả bị động, cả chủ động, cả trong nhà lẫn ở ngoài. Và người ta đều thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta ở trong một cái nhà chúng ta hút thuốc lá bị động,
thì nó cũng tăng nguy cơ biến cố mạch vành chúng ta lên từ 1,5 đến 2 lần, chẳng khác gì chúng ta tự uống thuốc cả. Vậy chúng ta phải hiểu điều đó và nói cho người bệnh điều đó. Và đặc biệt là đừng bắt các bà, các cô phải chịu đựng ông chồng. Mẹ xin lỗi, chịu đựng cả đời đã chết rồi, lại còn phải chịu đựng thêm cái đống hút thuốc lá nữa. Để làm gì ạ? Đúng không? Ông hút thuốc lá thì ông ra ngoài mà hút, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng tôi muốn nói rõ là như vậy. Và kể cả khi chúng ta ngừng hút thuốc lá, cân chúng ta tăng lên. 60% đàn ông hút thuốc lá trở lại là vì thấy tăng cân. Nhưng mà nếu có tăng cân lên, cái nguy cơ xảy ra nhờ do tăng cân thấp hơn rất nhiều so với việc duy trì hút thuốc lá. Và phải bỏ thuốc lá cỡ khoảng 10 năm thì nguy cơ nó mới bắt đầu về giống như một người gì ạ? Không hút thuốc. Nhá, đấy là lý do vì sao. Đều có con số dịch tễ để cho thấy vui lòng đừng hút thuốc. Hút thuốc rồi mà tăng cân thì làm biện pháp khác, đẩy biện pháp để giảm cân. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta cứ hút thuốc lá, chúng ta sẽ gia tăng nguy cơ một cách rất đáng kể. Thứ hai, luyện tập thường xuyên. Đây là những lược đổ cho chúng ta nhìn thấy. Kể cả khi gì ạ? Kể cả khi chúng ta ở lứa tuổi 40 mà chúng ta luyện tập vẫn không muộn. Lúc đó nó vẫn giúp ích cho chúng ta, vẫn làm giảm được biến cố như thường. Vậy thì nếu các bạn không thể dùng thể thao, vui lòng đi chạy đi. Vui lòng tập yoga, của nợ, của tiêu gì đấy cũng được, miễn là phải luyện tập. Chứ nếu không thì chính cái chuyện đó chúng ta sẽ làm gia tăng cái biến cố. Đây là cái lược đổ cho chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta cần phải làm giảm cái thời gian chúng ta ngồi hàng ngày. Ngồi hàng ngày. Đây là cái bảng. Chúng ta không có quá nhiều thời gian đi sâu phân tích. Nhưng mà nếu như chúng ta ngồi hàng ngày nhiều, chúng ta sẽ làm gia tăng cái biến cố. Đấy là lý do vì sao chúng tôi rất thích đeo đồng hồ của Apple. Vì nó nhắc là gì? Cứ một tiếng phải đứng dậy một lần. Có cái application như thế, cứ một tiếng bạn phải đứng dậy. Đấy là cái cách để chúng ta không ngồi. Cứ một tiếng chúng ta lại hít thở sâu để chúng ta làm giảm stress. Và nó nhắc chúng ta hoạt động thế nào để cho tốt. Đấy thì đấy là những cái thứ mà nó chuyển đổi từ lý thuyết sang thực cảnh lâm sàng để giúp cho chúng ta có một lối sống khỏe mạnh. Chúng ta không khỏe, chúng ta không trải qua cái đấy làm sao mà nhắc người bệnh được. Đúng không ạ? Thế thì vận động thế nào thì tốt cho tim mạch? Đây là cái bảng vừa được AHA đưa ra đầu năm 2019. Thứ nhất, 150 phút mỗi tuần. Trên đấy càng tốt, nếu không tối thiểu 150 phút. Chia ra mỗi ngày là bao nhiêu ạ? 25 phút đấy, 25 đến 30 phút. Và cái phút đó là gì ạ? Đi lại nhiều, ngồi ít thôi. Bộ Y tế Việt Nam có cái trò gì? 10.000 bước, đeo bước chân một ngày đi 10.000 bước. Đấy, phải làm cái chuyện đó. Thứ hai, tăng cường về mặt hoạt động. Tức là không phải đi bộ thư giãn đâu. Nó phải ra mồ hôi, phải leo cầu thang, phải chạy nhảy cái gì đấy một chút. Chứ đi bộ mà túc tắc thì nó chả có tác dụng gì cả với vấn đề sức khỏe tim mạch cả. Thứ hai, phải có thêm một ít, chút ít luyện cơ. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không luyện cơ. Xin thưa, không luyện cơ không đem lại sức khỏe. Nếu các bạn thích thì đến nội trú năm thứ ba tôi sẽ giới thiệu một cái chủ đề gọi là luyện cân và luyện cơ. Hai cái đấy rất khác nhau và mỗi một bài nó có một kiểu riêng. Và cái đấy, cái gì giúp cho sức khỏe tim mạch, cái gì giúp về cho sức khỏe ngoài thần kinh. Thực ra đi sâu vào chúng ta sẽ thấy rất hay. Và cuối cùng, đây là cái bảng cho chúng ta nhìn thấy. Làm tổ hợp, làm thế nào để vận động cho nó phù hợp. Đó. Bên cạnh đó là ăn thế nào cho phù hợp. Đây, xin thưa là cũng có đầy đủ các thứ. Và trong đó có một cái bài của giáo sư đã báo cáo đấy. Chúng ta phải có gọi là cái tháp về cái về chế độ ăn. Mỗi ngày phải có 5 cái nấm. Mỗi một cái nấm này trong tay là hoặc là hoa quả hoặc là rau nấm ở trong tay. 5 màu sắc khác nhau. Và chính cái màu sắc đó để giúp cho chúng ta gì ạ? Đảm bảo được một cái chế độ ăn tốt đầy đủ. Hạn chế tinh bột để giải quyết câu chuyện đó. Đấy, hoa quả rồi rau, rồi ăn nhiều cá, hạn chế uống rượu vân vân. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta nói chuyện đây. Và lưu ý một chút là lối sống, cái chế độ ăn của người Việt chúng ta là cực kỳ nhiều tinh bột. Và chính cái chuyện đó nó làm gia tăng các biến cố mạch vành. Hạn chế tinh bột là rất quan trọng. Đấy, thì đấy là cái những cái thứ mà chúng ta để làm. Và đây là cái bảng tổng hợp lại để dự phòng các cái biến cố tim mạch dựa trên yếu tố nguy cơ thế nào. Hút thuốc lá, chế độ ăn, hoạt động thể lực, duy trì cân, các yếu tố nguy cơ đương nhiên chúng ta đã biết rồi. Thế thì đấy là cái nhóm mà thay đổi lối sống mà để cải thiện tiên lượng. Bên cạnh đó thì cải thiện tiên lượng còn liên quan đến cái gì ạ? Statin, chúng ta đã nói rồi. Aspirin, tí nữa chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích dựa trên các bằng chứng mới. Ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, đấy là những thứ để thay đổi về mặt tiên lượng. Và nếu như bệnh nhân suy tim, chúng ta có thêm chạy beta giao cảm. Đây là những thông tin mới. Năm 2019 thì nó đưa ra hai cái thử nghiệm mới là thử nghiệm Arrival, đánh giá cái câu chuyện là gì ạ? Là hiệu quả
của aspirin trong dự phòng tiên phát những bệnh nhân nguy cơ tim mạch trung bình, người ta thấy là gì? Aspirin không làm giảm các biến cố tim mạch nhưng làm tăng chảy máu dạ dày. Đối với cả những người đái tháo đường, có thể dự phòng hiệu quả nhưng tăng chảy máu. Và vì thế, nếu chúng ta xếp lịch sử aspirin trên một cái bảng từ mấy chục năm nay, từ cái quan điểm aspirin là một thuốc bắt buộc cho mạch vành đến năm 2019, người ta thấy là gì? Again, tức là chống lại việc dùng aspirin một cách thường quy ở những bệnh nhân dự phòng tiên phát. Vì thế, bệnh mạch vành bây giờ là gì? Là thay đổi lối sống, là statin, là canagliflozin, chứ không phải là aspirin. Đấy là quan điểm 2019. Còn tất nhiên, bạn tính toán xa sẽ tìm đến một cái group rất là nhỏ được hưởng lợi. Nhưng mà nếu chúng ta tính toán các câu chuyện khác liên quan đến việc chảy máu, chưa chắc chúng ta dùng chuyện đó. Thành ra là năm 2019 chúng ta sẽ thấy là người ta không dùng aspirin để dự phòng những bệnh nhân trên 70 tuổi, bởi vì chuyện đó có thể gây chảy máu. Thậm chí là đối với nhóm 40 đến 70 tuổi, nó bắt đầu tụt xuống một cái class khác. Đấy là duy trì câu chuyện dự phòng tiên phát. Còn ngược lại, nếu bệnh nhân đã có biến cố mạch vành, đã có stent mạch vành rồi thì sao ạ? Thì lại bắt buộc phải có gì? Bắt buộc phải có kháng nâng cấp tiểu cầu. Đấy, thành ra là chưa có biến cố và có biến cố nó khác ở chi tiết đấy. Và nếu có biến cố rồi, lúc đó chúng ta phải kháng tiểu cầu. Và lúc đó là câu chuyện là kháng đơn hay là kháng kép, rồi nó chảy máu là ra sao. Thì cái quan điểm bây giờ cũng ủng hộ cho câu chuyện là gì ạ? Rút ngắn thời gian kháng tiểu cầu kép, nhưng duy trì một loại kháng tiểu cầu đơn kéo dài để dự phòng ở những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch, đã có nhiều máu cơ tim. Cái món thứ hai là ức chế men chuyển đường trên tụ thể. Đây là các cái dữ kiện do chúng ta nhìn thấy. Nếu dùng các thuốc ức chế men chuyển đường trên tụ thể, nó có thể dự phòng được các biến cố tử vong do tim mạch nói chung, và không có gì khác biệt lắm giữa ức chế men chuyển đường trên tụ thể. Nhưng nếu câu chuyện là gì ạ? Là để dự phòng biến cố mạch vành thì ức chế men chuyển tốt hơn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là ức chế men chuyển làm gia tăng bradykinin. Bradykinin gây ho. Gây ho là cái nhược điểm làm cho bệnh nhân không muốn dùng thuốc. Nhưng chính bradykinin lại là giãn mạch vành, làm giảm chống đông mạch vành và làm giảm biến cố mạch vành. Vì thế nếu mà chúng ta cần phải dùng thuốc ức chế men chuyển hay ức chế tụ thể mà muốn nhằm vào cái đích là để làm giảm mạch vành, thì ức chế men chuyển làm sao ạ? Nó sẽ ưu thế hơn ức chế tụ thể. Còn đương nhiên nếu mà người ta ho quá không chịu được, đấy là câu chuyện chất lượng sống, lại là câu chuyện khác. Còn nếu để nhằm vào mục đích biến cố mạch vành, chúng ta phải như vậy. Tương tự như thế, đối với cả câu chuyện chạy beta. Trước đây chạy beta là một thứ gì đó bắt buộc phải cho bệnh nhân mạch vành, nhưng thực ra không phải. Đối với cả bệnh mạch vành ổn định thì chỉ khi nào bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, chỉ khi nào có suy tim thì lúc đó chạy beta mới thực sự có tác dụng làm thay đổi tiên lượng. Còn nếu không, chạy beta chỉ là một thuốc gì ạ? Làm giảm triệu chứng đau ngực. Đấy, thế thành ra là bạn sẽ thấy là có những thứ thuốc mà nó cái đơn thuốc ngày xưa của mạch vành là gì? Aspirin là chạy beta do cảm, thì bây giờ nó không giống thế nữa mà nó là gì? Là statin, là thay đổi lối sống. Đấy là quan trọng nhất. Và sau đó tùy theo việc bệnh nhân còn triệu chứng hay không, lúc đó mới bắt đầu cân nhắc cho chạy beta hay không. Còn đương nhiên nếu có suy tim, đấy là một chỉ định khác, đúng không? Và chính vì thế, trước đây chúng ta có cái món điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh lý mạch vành là A, B, C, D, E. Thì bây giờ tôi bôi đen lại hai chỗ là aspirin và beta giao cảm. Tại nó không còn là cái thứ thuốc làm thay đổi về mặt tiết lượng nữa. Nó chỉ là vấn đề thay đổi về mặt gì? Về mặt triệu chứng. Đấy. Thế thì đến cái món số 2 là các món thay đổi về triệu chứng thế nào? Thì có rất nhiều thứ thuốc chạy beta, chạy kênh canxi, nitroglycerin, lanolazin, rifampicin, vân vân. Thì với những thứ thuốc như thế này thì chúng ta chia làm hai nhóm, một thứ thuốc gọi là first line và second line, tức là thuốc đầu tay và thuốc số 2. Thì liệu điều đấy còn đúng hay không? Thì xin thưa, cho đến thời điểm hiện tại nó không hoàn toàn đúng như thế nữa. Mặc dù về mặt kinh điển người ta vẫn chia cái nhóm đầu tay là gì ạ? Là chạy beta giao cảm, verapamil, thioripiridine, nitrat. Nhóm thứ hai tức là ivalradin, ranolazin, nicoranin, trimetazidin. Nhưng xin thưa là về mặt bằng chứng thì chưa chắc mèo nào đã hơn mèo nào đâu. Và vì thế bây giờ không quá quan trọng thuốc nào là đầu tay, thuốc nào là số 2, mà nó là gì? Là thói quen, là tác dụng phụ, là cái các bạn quen làm. Và đây là cái bảng lược đồ cho phép các bạn phối hợp các thuốc chữa đau ngực với nhau. Những đường đỏ là đường không nên, tức là bạn phối hợp chạy kênh canxi với chạy beta, chạy kênh canxi với ivalradin vì nó làm nhịp chậm quá hoặc là nó giảm có bóp cơ tim cái quá mức. Còn lại các đường khác là bạn có thể dùng phối hợp. Thì bạn sẽ thấy là được dùng lẫn lộn với nhau. Và đây là một vài cái bảng hướng dẫn để cho phép chúng ta lựa chọn các thuốc đau thắt ngực trên một bệnh nhân đau ngực ổn định. Nhớ là chữ là ổn định nhé. Đầu tiên chúng ta có thể dùng nitrat để xịt, rồi tùy theo bệnh nhân có nhồi máu cơ tim từ trước, có suy tim từ trước, có thể dùng chạy beta giao cảm. Nếu mà có huyết áp thì chúng ta ưu tiên chạy kênh canxi.
co lại co thắt mạch trên kênh canxi. Nếu vẫn còn đau ngực nữa, lúc đó bắt đầu chúng ta thêm các cái dòng nitrat như coradin, naruazin, ivabradin v.v. tùy theo chúng ta muốn làm. Hoặc là chúng ta phối hợp thêm giữa cái câu chuyện là kết hợp thêm giữa việc tái thông mạch vành để chữa đau ngực. Và chúng ta có một gì ạ? Chúng ta có một cái bậc thang điều trị đau ngực. Bên cạnh cái bậc thang xử lý là mà tái thông mạch vành, chúng ta có rất nhiều các biện pháp khác nhau, từ việc thay đổi lối sống, các cái thuốc có bằng chứng, đến lúc đầu điều trị đau thắt ngực trơ, rồi các cái biện pháp khác, thậm chí là morphine và dẫn chất của thuốc viện có thể được coi là một biện pháp điều trị ở bậc thang cuối cùng, lợi ích ít thôi nhưng nó có thể giải quyết được triệu chứng nếu là thất bại. Thì đấy là cái bậc thang để tùy theo từng bước chúng ta làm, và có rất nhiều món khác nhau. Thế thì trong đó có một thứ rất quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được nhịp tim, bởi vì nhịp tim là yếu tố làm tăng cung cầu và đồng thời nó làm tăng cái khởi phát gây ra các biến cố. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta có một cái thứ được gọi là tần số tim mục tiêu trong bệnh lý mạch vành mãn tính, loanh quanh ở cái mốc giữa 60-65. Và đó là lý do vì sao chúng ta kết hợp gì ạ? Chạy beta giao cảm với ivabradin, chúng ta kết hợp chạy beta giao cảm với chạy kênh canxi. Vì sao? Bởi vì mỗi một thứ thuốc nó đều có tác dụng phụ, và nếu tác dụng phụ nhiều quá không tăng liều được thì chúng ta kết hợp với một thuốc khác để đạt được cái tần số tim mục tiêu. Cái này cần phải giải thích cho người bệnh. Tại người bệnh cứ bảo tại sao nhịp tim tôi nó chậm thế, tim mà bóp chậm này là nó yếu, nhưng không phải. Đây là tần số tim mục tiêu. Vì sao lại có tần số tim mục tiêu như này? Vì có rất nhiều nghiên cứu chỉ cho chúng ta thấy với tần số tim thế chúng ta yêu cầu nó giảm tử vong. Và đây là điều trị triệu chứng mà, thì chúng ta cố gắng kết hợp cả hai điều trị triệu chứng và cũng như là đạt cái mục tiêu nào đó. Ngoài ra, đến lúc đã bí quá rồi, chúng ta còn làm nhiều cái món khác, ví dụ điều trị tác động của chuyển hóa với các cái thuốc khác nhau. Một số thuốc như aropurinol chẳng hạn, nó cũng có tác dụng liên quan đến chuyển hóa theo cái kênh và cơ chế khác nhau. Tanolazin chẳng hạn cũng có thể có tác dụng, thì kết hợp phối hợp vào. Đấy, đây là những thứ để mà chúng ta điều trị tối ưu như vậy. Và chúng ta có thể thấy là gì ạ? Là đối với cả câu chuyện bệnh lý bệnh mạch vành ổn định mãn tính thì điều trị nội khoa tối ưu là quan trọng bậc nhất. Bởi vì như chúng ta vừa nói ban đầu, tái thông mạch vành với những thành tựu mới nhất, stent tốt nhất thì may ra mới cải thiện sống còn, còn nếu không chỉ cải thiện triệu chứng. Thành ra là hãy điều trị nội khoa tối ưu. Nếu điều trị nội khoa tối ưu rồi thì bệnh mạch vành ổn định, không nhất thiết phải làm như chúng ta đang làm nào. Đấy, và đây là cái bảng tổng kết để cho chúng ta nhìn thấy, với đau ngực ổn định, men tim không tăng, không có động học, thì quan trọng bậc nhất là điều trị nội khoa tích cực. Nó khác với cả câu chuyện hội chứng vành cấp. Hội chứng vành cấp là bắt buộc phải giải quyết cái chỗ bị tắc, cái chỗ huyết khối. Còn đối với cả đau ngực ổn định thì quan trọng nhất là điều trị nội khoa, dự phòng các cái biến cố đó. Và quan trọng là gì? Thay đổi lối sống, statin. Còn những thứ khác bắt đầu bị đào lên xuống. Thì đấy là trong một cái khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi nói rất là nhanh những khái niệm về một cái bệnh lý mạch vành, bao gồm bệnh lý mạch vành ổn định, xoay xung quanh mảng xơ vữa, xoay xung quanh các cái xét nghiệm để đánh giá về mặt chức năng và đánh giá về mặt tổn thương, xoay xung quanh cái câu chuyện trục liên quan đến điều trị về bệnh lý mạch vành. Và quan trọng nhất của mạch vành ổn định đến thời điểm hiện tại thì là gì? Và statin, thay đổi lối sống. Vâng, thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi cần phải nói, cũng rất là nhanh thôi, cung cấp cho các bạn một vài cái thông tin rất là ngắn. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì chúng tôi sẽ xin phép dành khoảng 5-10 phút để trả lời câu hỏi trước khi bạn nghỉ giải lao và bắt đầu sang phần thứ hai. Các bạn có câu hỏi gì không? Vâng, mời bạn. Stent phủ thuốc và không phủ thuốc nghĩa là thế nào? Khi chúng ta bị một vết thương ở đây thì cơ thể chúng ta sẽ liền lại và sẽ tạo ở đó một vết sẹo. Chỉ có 3-5% người chúng ta bị gọi là sẹo lồi. Đại đa số vết sẹo là bình thường. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta đặt cái stent vào trong lòng mạch, cơ thể chúng ta sẽ phủ qua một lớp tế bào nội mạc và nó sẽ như bình thường. Có 20% là nó sẽ bị một cái tăng sinh ở trong cái tế bào nội mạc đó như một cái sẹo lồi đối với một cái stent thường. Vì thế người ta dùng một cái thuốc chống phân đào ngăn cản cái quá trình đó, và nhờ vậy người ta hạn chế được cái sẹo lồi trong lòng stent. Bạn hiểu không ạ? Tức là hạn chế bớt cái sẹo lồi. Và vì vậy đấy là ưu thế của stent phủ thuốc. Tuy nhiên tất cả các stent phủ thuốc thì có một tỷ lệ tái hẹp cỡ khoảng 3-5%, tức là nó không hoàn toàn ngăn ngừa được cái tiến trình của cái sẹo đấy, nó vẫn bị 3-5%. Và vì thế nên là
khi đó người ta phải kết hợp nhiều biện pháp khác nhau để điều trị cái việc tái hẹp trong stent. Thế thì nó có cái điểm dở thế này, khi chúng ta có cái stent mới, có cái thuốc học vừa rồi, thì ở đó cái lớp nội mạc nó đi qua, nhưng vì cái ở đó nó giúp chống tâm tạo, cho nên cái lớp nội mạc mới, nó gọi là tân nội mạc ấy, nó sẽ yếu hơn so với cả cái nội mạc kinh điển của chúng ta, và nó lại dễ nứt vỡ. Thành ra là đôi khi nó sẽ có cái biến cố tắc stent muộn do cái mảng sơ vữa tân sinh nó bị nứt vỡ. Thành ra là đôi khi chúng ta vẫn hay nói vui với nhau ấy, chúng ta điều trị cái stent thuốc và mua một chút thời gian. Vì thế nếu không điều trị một cách tích cực bằng statin để nó làm giảm gánh nặng sơ vữa trên toàn hệ thống, và đặc biệt là nó làm ổn định cái mảng sơ vữa tân sinh ở chỗ đặt stent của thuốc ấy, thì bạn sẽ bị thất bại. Bạn hiểu ý không? Thành ra là đừng nhằm vào cái stent, đừng nhằm vào cái tổn thương tại chỗ, hay nghĩ tổn thương trên toàn cơ thể, hay nghĩ phản ứng cơ thể lúc mà bệnh nhân có cái sơ vữa. Và đó là lý do vì sao, ví dụ như là quan điểm cá nhân là tôi ủng hộ stent statin 100%. Statin là cực kỳ quan trọng của một cái bệnh nhân mà có stent phụ thuốc. Trong giai đoạn ban đầu, sau khi là stent phụ thuốc xong cỡ từ 3 đến 4 tháng, chúng ta tiết lộ một lớp nội mạc, bệnh nhân rất là dễ bị tắc mạch và kháng tiểu cầu kép là điều bắt buộc. Nhưng sau 3 đến 4 tháng rồi, có lớp nội mạc rồi, cái xác suất bị tắc stent do vết khối, do kháng tiểu cầu kép nó bị giảm đi, và bắt đầu vai trò statin nó tăng lên, và lúc đó chúng ta rất cần statin để làm ổn định sự vữa tân sinh. Đấy, thì trước đây chúng ta có rất nhiều quan điểm là gì, dùng kháng tiểu cầu kép là 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm vân vân. Thì bây giờ cái quan điểm mới là nó bắt đầu rút ngắn cái khoảng thời gian chống ngưng tập tiểu cầu kép. Tuy nhiên cái đấy nó bắt đầu hơi ra ngoài cái khuôn khổ của bài nói này. Chúng ta sẽ có một cái buổi thảo luận khác về câu chuyện là DPT, tức là kháng tiểu cầu kép như thế nào trong cái hội chứng bành cấp, và lúc nào thì cái hội chứng bành cấp được gọi là ổn định. Đấy, cái đấy nó có rất nhiều quan điểm mới trong những năm 2018-2019. Vâng ạ, câu hỏi khác ạ. Có bạn nào một cái đầu cầu nào đó giơ tay gọi là đặt câu hỏi không? Vâng, mời bạn. Vâng. Không phải là có đặt hay không có đặt stent mà bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay chưa, tức là có biến cố tim mạch hay chưa. Nếu bệnh nhân có biến cố tim mạch rồi, đặc biệt có nhồi máu cơ tim rồi, aspirin là việc tất yếu. Còn nếu bây giờ một bệnh nhân vào với chúng ta, ví dụ chẳng hạn chúng ta ngồi phòng khám, bệnh nhân vào kêu là tôi vào viện vì đau ngực, bạn làm xét nghiệm lên men tim nó không có tăng, tức là đây không phải hội chứng bành cấp, bạn dựa vào tuổi và yếu tố nguy cơ, bạn biết là người này có bệnh lý mạch vành rồi, đúng không ạ, chắc chắn mạch vành người ta hẹp 70-80% rồi, thì bạn cho thuốc, bạn cho statin, bạn cho chạy beta giao cảm để kiểm soát đau ngực vân vân, bạn cho ức chế men chuyển đến huyết áp, đặt aspirin chưa chắc đã cần. Khi cho aspirin vào đó thì có thể được hưởng lợi, có thể làm giảm được một tỷ lệ nhồi máu cơ tim, nhưng bên cạnh đó sẽ làm tăng gì ạ? Tăng tỷ lệ chảy máu. Thế thành ra là người ta tính chung cái hiệu quả cân đối, thì đó không còn là một thứ thuốc bắt buộc cho. Nếu bây giờ bạn nhăm nhăm nói rằng là gì ạ? Tôi cho aspirin để tôi làm giảm được biến cố nhồi máu cơ tim, thì tại sao bạn không chụp mạch vành lên và nghĩ tái thông mạch vành cho người ta? Đúng không ạ? Nó tốt hơn rất nhiều chứ. Cho nên là thành ra là cái câu chuyện cho aspirin vào lúc đó tôi nghĩ là không hiệu quả. Nếu chúng ta nghĩ về việc câu chuyện làm giảm thì biến cố nhồi máu cơ tim, thì chúng ta hãy nghĩ về việc tái thông mạch vành. Lúc đó chụp lên mạch vành người ta lại không hẹp đáng kể nữa, thì bạn cắt sạch sẽ cả aspirin cả kháng tiểu cầu. Câu hỏi khác. Chính xác. Cái triệu chứng ở đây là liên quan đến câu chuyện là cái triệu chứng giống như là đau ngực, có nghĩa là bao gồm cả giảm vùng nào kháng sức. Không nhất thiết là cứ phải có đau ngực. Chẳng hạn như là tôi vẫn thỉnh thoảng khi mà tôi nói chuyện, trước đây tôi có hồi tôi làm nội trú, tôi có một bệnh nhân nữ, và cái biểu hiện người ta là lúc người ta chỉ là nôn khi gắng sức thôi, nhưng mà về sau lại là chụp lên một cái tổn thương đoạn 1 cái OAD. Thế như vậy là sau cái bài học đấy mình thấy là gì ạ? Là có rất nhiều cái triệu chứng liên quan đến gắng sức, và cái đó có thể gợi ý bệnh lý mạch vành, thì thế là đủ, chứ không đợi đến gì ạ? Đợi đến đau ngực. Sau đó rồi, với những cái triệu chứng đó,
cái này nó đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng, đòi hỏi khá là nhiều thứ và đòi hỏi cái nhạy cảm một chút đối với cả những cái bệnh nhân mà bạn nghi ngờ là dựa trên cái xác suất bệnh lý mạch vành thì bạn có thể coi đấy là có triệu chứng của đau ngực. Vâng. Vâng, câu hỏi đấy của bạn rất hay. Tức là bình thường nếu một bệnh nhân khác mà chúng ta vào, chúng ta biết là có mạch vành đúng không ạ? Chúng ta sẽ chỉ định chụp mạch vành, chúng ta xem xét cái thông mạch vành như thế nào. Thì bây giờ nếu bệnh nhân có stent rồi thì câu hỏi đặt ra chỉ là gì ạ? Là bệnh nhân này đã được tái thông toàn bộ hay chưa? Nếu bệnh nhân đã được tái thông toàn bộ rồi thì lúc đó chúng ta không cần phải chụp lại làm gì nữa. Lúc đó cái mà chúng ta nên chỉ định lại là các nghiệm pháp để đánh giá thiếu máu cơ tim, ví dụ như là xương căng sức, ví dụ như là điện tâm đồ căng sức, ví dụ như là gì ạ, xạ hình thiếu máu cơ tim, để chúng ta xem thiếu máu cơ tim bệnh nhân còn hay không. Nếu thiếu máu cơ tim còn thì sao ạ, thì chúng ta làm thăm dò thiếu máu thì bắt đầu chụp lại và đánh giá lại để xem là tái thông gì tiếp. Nếu thiếu máu cơ tim hết điều trị nội khoa, hiểu không ạ? Thì đấy là câu chuyện là như vậy. Thành ra ở nước ngoài rất nhiều những bệnh nhân sau đặt stent xong người ta làm chỉ định xạ hình thiếu máu cơ tim, người ta làm điện tâm đồ căng sức, toàn xương căng sức. Còn chúng ta thì chúng ta lại gì ạ? Chụp multi slide CT. Thì chuyện đấy tôi theo tôi là không phù hợp lắm. Nếu như bệnh nhân ổn định, chúng ta nên đánh giá cái gánh nặng của thiếu máu cơ tim tốt hơn. Còn nếu như bệnh nhân mà vào đây mà trong hồ sơ lại nói là gì, tôi mới tái thông có một mạch thôi, tức là vẫn còn mạch nữa để tái thông, và cái vùng thiếu máu cơ tim đấy trên ước lượng ở trên cổ xương nó là nhiều, thì đương nhiên lúc đấy chúng ta chụp lại mạch vành để làm gì? Để tái thông toàn bộ mạch vành, là để ngăn cản cái việc còn các cái vùng thiếu máu cơ tim trên 10%. Và câu hỏi tiếp ạ. Ngay cả thiếu máu cơ tim sau 1-2 tuần chúng ta đã có thể chạy những pháp gắng sức dưới ngưỡng. Thành ra là câu chuyện đó không quá là chống chỉ định nếu như chúng ta muốn đánh giá. Thế thì cái mà chúng tôi thường lấy cái mốc là 1 tháng thì có 2 lý do. Lý do thứ nhất là liên quan đến cả các cái biến cố suy tim nữa, thì nó cũng cần một khoảng thời gian nhất định nó hồi phục. Một cái thứ hai nữa là xạ hình thiếu máu cơ tim ấy, thì thường nó sẽ không chính xác trong vòng 1 tháng đầu tiên. Sau nhồi máu cơ tim nó không, còn nếu mà không có nhồi máu cơ tim thì không có vấn đề gì. Thành ra là vì thế nên là nếu như bạn muốn đánh giá về mặt chức năng sau nhồi máu thì bạn có thể cho chạy gắng sức dưới ngưỡng, là thay vì cái ngưỡng 85% có thể mà 95% nhịp tim ấy, thì bạn có thể chỉ 70% thôi để bạn đánh giá luôn cũng được. Đấy, còn nếu mà không thì bạn đợi xong 1 tháng bạn có thể làm những cái đó để đánh giá. Câu hỏi tiếp ạ. Vâng. À vâng, thì theo quan điểm của tôi là bởi vì là đây là tác dụng ngoài LDL cholesterol, cho nên tác dụng chống viêm là chính. Và vì thế cho nên là trong giai đoạn cấp thì chúng ta phải dùng liều cao. Nó khác cả câu chuyện duy trì, chúng ta bắt đầu phải tính toán đến cân nặng của tác dụng phụ. Thành ra là để mà đảm bảo tối ưu câu chuyện mà hiệu quả trong cái chuyện tái thông trong giai đoạn cấp, thì tôi vẫn cứ nghĩ là quan điểm cá nhân là tôi ủng hộ dùng liều cao. Thì đã đầy cái vết mỡ ở trên cái thành mạch rồi, đấy là thực tế. Sau đó nó cứ phát triển dần dần, cái tế bào bọt nó ăn các cái tinh thể LDL cholesterol, nó lắng đọng xuống. Còn tại sao nó lắng đọng xuống thì đấy là một cái giả thiết của một cái bài khác của chúng ta, là lý do là nó do rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như là tuyết tổn thương của cái nội mạch, mạch máu. Cái tuyết tổn thương đấy thì nó lại cũng có thể là gì, là cái tuyết tổn thương đấy nó lại cũng là một cái thuyết rất quan trọng mà bây giờ mới là giả thuyết thôi. Thế nhưng tại sao lại tổn thương mạch máu thì nói thực sự là chúng ta còn chưa thể nắm bắt được rõ là cái tuyết tổn thương đấy là tại sao lại như vậy. Tại sao nó dễ tổn thương thì người ta chỉ thấy là những người nguy cơ cao, ví dụ tăng huyết áp, rối loạn lipid, rồi hút thuốc lá vân vân, thì thứ nhất là dễ lắng đọng vào để tạo thành các cái mảng xơ vữa như này. Nhưng mà để dễ lắng đọng đấy thì cái nội mạc thì nó dễ bị tổn thương hơn và nó lắng đọng vào. Thế để cũng tạo giải thích được cái việc là
cứ không phải người nào lipid máu cao, cholesterol máu cao nó cũng có thể lắng đọng nhiều hơn những người không, mà ngược lại cái người mà ít thì cũng có thể lắng đọng. Đấy là những cái vấn đề nó còn rất nhiều thứ cần phải giải thích, trong đó kể cả cái vấn đề viêm mà chúng ta sẽ xem xét. Ở đây chúng ta thấy là lắng đọng theo thời gian, thậm chí nó dày lên, thậm chí nó hẹp lòng mạch một cách đáng kể, nhưng không sao, nó chỉ đau khi gắng sức, còn nó đỡ là khi bệnh nhân yên, thì đấy là gọi là động mạch vành ổn định. Thế nhưng mà trong cái quá trình phát triển của cái mảng xơ vữa này, nó không ổn định bất kể lúc nào đó. Trong những cái nghiên cứu thời gian gần đây nhất là trên 50%, thậm chí có nghiên cứu là 80% người lần đầu tiên nó bị nứt vỡ mảng xơ vữa gây nhồi máu cơ tim lại là mức độ hẹp dưới 50%. Thế do cho nên là chúng ta thấy gì, là trên 50% trường hợp lần đầu tiên bị nhồi máu cơ tim là chưa hề có triệu chứng gì của mảnh vành trước đây cả. Thì tại sao lại xảy ra như vậy, là cái mảng xơ vữa nó nứt vỡ? Còn tại sao nứt vỡ thì lại cũng là vấn đề mà chúng ta nghiên cứu liên quan đến các cái nguyên nhân mà chúng tôi đã nói rất nhiều rồi, nhưng bây giờ vẫn bắt buộc phải nói để chúng ta hiểu được cái cơ chế. Thì nứt vỡ này nó cơ thể nó sẽ hiểu là cái phần dưới nội mạc nó hở ra, giống như là chúng ta bị đứt tay đứt chân thì máu nó phải đến đông lại rồi nó co mạch lại, đấy là cái phản xạ tự nhiên cơ thể để nó cầm máu thôi. Thế nhưng mà đây lại là do bệnh lý, nó không phải là đứt từ ngoài vào mà đứt từ trong ra, thì nó cũng đến nó bám vào thành một cái cục máu đông. Nếu không may cái cục máu đông này nó to rất là nhanh, cái nứt vỡ nó lớn cộng với nó co mạch tắc hoàn toàn, thì khi đó chúng ta xảy ra một cái gọi là nhồi máu cơ tim cấp, và trên điện tâm đồ nó bị hoại tử xuyên thành, do đó cho nên nó dẫn tới là có ST chênh lên. Ngược lại, ví dụ trên cơ sở chỉ hẹp khoảng 50% này, nó nứt một chút thôi, cục máu đông nó đến đây nó bám vào, đang từ 50% còn 80%, cộng thêm mạch lại co thắt xuống là hẹp trên 90%, bệnh nhân xuất hiện cũng đau ngực, lúc nghỉ cũng cấp giống hệt như nhồi máu cơ tim, nhưng nó không tắc hoàn toàn và không gây hoại tử, nó chỉ thiếu máu dưới cái vùng dưới nội tâm mạc thôi. Thì khi đó là trên điện tâm đồ nó không có SC chênh lên mà thậm chí nó chỉ chênh xuống, thì chúng ta gọi là hội chứng vành cấp không có SC chênh lên. Đấy là có hai khái niệm rất là rõ để chúng ta hiểu được như vậy. Thì đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta thường gặp là một cái bệnh mạch vành ổn định, chúng tôi đã nói lần trước không nhắc lại ở đây. Thứ hai là hội chứng mạch vành cấp, thì có hai cái là hội nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên và hội chứng vành cấp không có ST chênh lên. Ngày xưa cái thời mà bắt đầu khi mới ra đời các cái khái niệm này thì người ta hay gọi chung cái từ này gọi là đau thắt ngực không ổn định. Nhưng thực ra đau thắt ngực ổn định với nhồi máu cơ tim cấp không có SC chênh lên là hai cái khái niệm. Bây giờ chúng ta gộp nó vào là một thôi, là hội chứng vành cấp không có SC chênh lên. Bởi vì cái nguyên tắc xử trí của nó giống nhau, cái cách phân tầng nguy cơ nó giống nhau, do cho nên ta đưa nó vào. Nó chỉ khác nhau một tí là gì? Cái thằng đau thắt ngực ổn định nó đau ngực giống hệt như thế, tính chất giống hệt như thế, cũng có thể có thay đổi điện tâm đồ, có thể không. Nhưng xét nghiệm nó chưa có hoại tử tế bào cơ tim, thì khi đó chúng ta chưa thể định nghĩa đấy là nhồi máu cơ tim được theo các cái định nghĩa hiện tại, nhất là nhồi máu cơ tim type 2 mà chúng ta biết là nó thiếu máu cơ tim nó xảy ra như vậy. Thì đấy là chúng ta cần hiểu. Cái ý thứ ba các bạn cần hiểu rất rõ đây, trước khi chúng ta đi vào các ca lâm sàng cụ thể là gì? Bệnh mạch vành và các diễn tiến của bệnh lý này là diễn biến động, có nghĩa là cái A có thể cái B, và trên cùng một nhánh mạch vành, trên cùng một cây mạch vành nó có thể có các diễn biến khác nhau. Chỗ này là mảng xơ vữa ổn định, chỗ kia là mảng xơ vữa không ổn định, chỗ kia là nhồi máu cơ tim. Thế do cho nên là chúng ta biết là các nghiên cứu, nhất là có IVUS người ta làm, thì trên một bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì trên cũng khoảng 50% là có tổn thương các cái nhánh khác đi kèm, là có hẹp. Và đặc biệt là trên một bệnh nhân động mạch vành ổn định, khi làm xơ vữa cách khác thì người ta thấy là chỗ này thì non, chỗ kia thì già, chỗ kia thì không ổn định một chút, để chúng ta thấy là nó diễn biến liên tục động như vậy. Do cho nên là gì? Cái bệnh động mạch vành ổn định cũng là một cái bệnh lý nó có mang tính chất động, nó có thể diễn biến thành hội chứng mạch vành cấp trong suốt cả cuộc đời, nhưng cái mục tiêu của chúng ta làm sao cố gắng nó không để xảy ra thành hội chứng vành cấp. Bởi vì bệnh nhân có chết là chết trong cái lúc diễn biến cấp thôi, chứ còn bệnh mạch vành ổn định nó có hẹp nó chỉ ảnh hưởng cái chất lượng cuộc sống, nó chứ ít khi mà gây ra chết người, nhưng cái sợ nhất của nó là biến thành hội chứng vành cấp. Ngược lại, mục tiêu điều trị hội chứng vành cấp chúng ta là khống chế cái biến chứng không chết lúc đấy để nó quay trở lại thành cái mạch vành ổn định. Đấy là cái mà chúng ta thấy nó diễn biến động như vậy để chúng ta hiểu được. Thì đấy là cái vấn đề quay trở lại mảng xơ vữa như vậy. Và đặc biệt là cái ông Browan từ cái xưa ông đã phân cấp ra là hội chứng vành cấp gồm có ST chênh lên và không có ST chênh lên. Bản chất giữa hai cái này nó còn động cơ. Thậm chí một số trường hợp ST chênh lên nếu chúng ta có điều trị được tốt thì nó có thể không có sóng quy. Nhưng một số trường hợp chúng ta
điều trị mà nó hơi muộn một chút thì nó đã biến thành sóng quy mất rồi, nó có cái sẹo nhồi máu cơ tim mất rồi. Còn không có SD chênh lên thì đại đa số nó sẽ không có sóng quy và không có SD chênh lên, nhưng có một tỷ lệ nhất định là nó lại biến thành cái nhồi máu cơ tim cấp của SD chênh lên. Thì cái này chúng ta phải hiểu rất là rõ cái tính chất động của cái mạch vành như vậy. Bản chất của tất cả các bệnh lý mạch vành là có tính chất gọi là gì, động học, kể cả các triệu chứng lâm sàng, kể cả các cái xét nghiệm, kể cả các cái siêu âm, kể cả các cái diễn biến về mặt tiên lượng và tiến triển của nó đều có cái tính chất động như vậy. Thì để có một cái chẩn đoán chúng ta đều hiểu như vậy. Nếu một trường hợp nào mà cứ cái troponin cứ tăng cố định một mức thì cũng phải cảnh giác. Trường hợp nào mà lâm sàng cứ đau ngực liên tục không có tăng có giảm cũng phải cảnh giác. Trường hợp nào mà chúng ta lại thấy là gì, điện tâm đồ nó cứ chênh lên mãi vòm lên như thế mà không thay đổi theo thời gian thì cũng không phải là nhồi máu cơ tim hoặc là đã thành sẹo rồi. Thì đấy là chúng tôi muốn nhắc như vậy. Thì đây nó có hai khái niệm mà chúng tôi đã nói rất rõ về mặt sinh lý bệnh là gì. Nhồi máu cơ tim cấp mà đây người ta đã, thực ra cái này chúng ta cũng không phải là biết được lâu lắm đâu, chỉ có hai chục ba chục năm trước thôi là người ta mới biết được cái cơ chế nứt vỡ mảng xơ vữa và hình thành cục máu đông, mà người ta đã làm được trên cả giải phẫu bệnh là đây là cái mạch vành của người nhồi máu cơ tim nứt vỡ mảng xơ vữa và hình thành máu đông lấp kín toàn bộ lòng mạch trên điện tâm đồ ST chênh lên. Xin lỗi. Còn trên cái bệnh nhân là hội chứng vành cấp không có ST chênh lên thì chúng ta thấy là gì, cũng nứt, nhưng nứt này nó bé hơn, hình thành cục máu đông nó sao, nó bé hơn và cái lòng mạch nó chỉ bị hẹp đi nhanh chóng chứ nó không tắc hoàn toàn. Trên điện tâm đồ nó sẽ thể hiện ra gì, ST nó chênh xuống đi ngang hoặc thậm chí T nó âm võng như này. Thế để chúng ta thấy được là cái triệu chứng như vậy. Thế thì đấy là cái nét chung để chúng ta hiểu được về cơ chế sinh lý bệnh. Thì từ hiểu được cái cơ chế sinh lý bệnh cốt lõi như vậy thì chúng ta mới đi vào được cái vấn đề là điều trị. Từ hiểu cái cơ chế sinh lý bệnh của hai cái bệnh này thì chúng ta biết được là gì, cơ chế quan trọng nhất của nó là nứt vỡ mảng xơ vữa. Còn cơ chế quan trọng số 2 của mọi bệnh lý mạch vành nói chung cũng như hội chứng mạch vành cấp này là gì, là sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Thế do đó cho nên trong cái việc điều trị của chúng ta, cái việc chống đông chống đập tiểu cầu cực kỳ quan trọng. Và số 2 là làm sao hạn chế cái mất thăng bằng giữa cung và cầu. Trong cần chừng mực nào đó chúng ta không thể tăng được cái cung lên, cố gắng mà cứu vãn được cái cung thì chúng ta cũng phải làm giảm được cái cầu của bệnh nhân xuống. Thì đấy là cái cốt lõi trong cái việc điều trị của hội chứng vành cấp nói chung và trong cái từng bệnh lý nói riêng. Nhưng giữa nhồi máu cơ tim cấp có SD chênh lên nó khác với cái hội chứng vành cấp không có SD chênh lên là gì? Nó chỉ khác một điểm quan trọng nhất trong trường hợp này, đó chính là cái chiến lược mà chúng ta tái thông cái động mạch vành cho bệnh nhân ra thôi. Cả hai cái đều hình thành cục máu đông, cả hai cái đều làm mạch vành nó hẹp đi nhanh chóng, nhưng một cái thì chúng ta có quyền sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để làm cho nó, mục tiêu của nó trường hợp này là gì, nó tắc, nó hoại tử tế bào cơ tim, biến chứng dồn dập xảy ra có thể chết, thì chúng ta tái thông nó vào bằng mọi giá. Không tái thông được bằng can thiệp thì chúng ta tái thông bằng thuốc tiêu sợi huyết. Đấy là cốt lõi. Nhưng cái trường hợp số 2 là trường hợp mà nó hẹp gần tắc, hội chứng vành cấp không có ST chênh lên thì nó làm sao? Nó không có bị tắc hoàn toàn, nó đau dồn dập, nó cũng có thể có biến cố biến chứng không kém gì. Nhưng lúc này cái việc mà chúng ta cho thuốc tiêu huyết khối không cải thiện được, mà thậm chí chúng ta cho thuốc tiêu khối còn hại hơn. Cái này thực ra nó không phải là chúng ta nghĩ ra được đâu, mà nó dựa trên gọi là y học dựa trên thực chứng. Ngày xưa đã từng có nghiên cứu mang bệnh nhân hội chứng vành cấp không có ST chênh lên cho thuốc tiêu huyết khối thì thấy cái tỷ lệ một thời gian sau là nó bị tắc lại mạch vành còn cao hơn. Lý do làm sao? Nó vẫn còn dòng chảy, nó vẫn có thể sống được. Lúc này chủ yếu chúng ta làm ổn định mảng xơ vữa và thuốc chống đông thôi. Nếu chúng ta cho thuốc tiêu khối nó rửa hết cái bề mặt của cái cục máu đông đi thì nó lại lộ ra cái lớp dưới nội mạc đấy, và cái hiện tượng rebound khi mà chúng ta hết cái tác dụng kia nó sẽ bị đông lại máu nữa thì rất là trầm trọng. Thì đấy là cái cách mà chúng ta hiểu sinh lý bệnh để chúng ta tiếp cận thì sau đó rất là nhanh. Thế thì bây giờ nhồi máu cơ tim cấp có SD chênh lên, chúng ta đi vào các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nam 66 tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, lúc 6 giờ sáng than phiền với con cháu vợ con là tôi đau ngực lắm, sau đó gọi xe cứu thương đến, trên đường đến bệnh viện thì ngừng tuần hoàn và được đưa vào và được các bác sĩ trên xe cấp cứu thành công. Đến viện lúc 8 giờ sáng bệnh nhân được đặt nội khí quản trong tình trạng hôn mê, huyết áp, nhịp tim như trên. Đây, câu hỏi nó rất rõ ràng cho chúng ta. Điện tâm đồ khi đến viện A9 chẳng hạn, chúng ta làm điện tâm đồ thấy nó như thế này. Là một cái trường hợp gì? Block nhánh phải hoàn toàn, không thấy cái gì khác đặc thù ở trong trường hợp này nữa. Câu hỏi đặt ra cho bệnh nhân là
lựa chọn một phương án không phù hợp nhất trong trường hợp bệnh nhân này là mang bệnh nhân ra hạ thân nhiệt, hai là chụp động mạch vành cấp cứu, ba là cho chụp tiêu huyết khối. Ai lựa chọn phương án 1 giơ tay. Đọc kỹ, các bạn cứ giơ tay theo ý kiến, giơ tay cao lên. Bây giờ chúng ta là tương tác. Ai lựa chọn phương án 2 giơ tay. Ai lựa chọn phương án 2 giơ tay. Cũng không ai lựa chọn phương án 3 giơ tay. Cũng khá là nhiều lựa chọn phương án 3. Thôi chúng ta cũng sẽ câu trả lời sau tự chúng ta trả lời thôi. Nhưng đây là cái thực tế nó đặt ra. Thực tế đặt ra là gì? Nó có một câu hỏi cho bác sĩ là bây giờ tôi bệnh nhân, hôm nay cái chuyện này tôi nói lại đây nhưng mà chúng ta cứ tưởng chúng ta biết nhưng thực tế không biết. Hôm trước trong Đà Nẵng chẳng nói đâu xa, một bệnh nhân ngừng tuần hoàn vào viện cấp cứu, bác sĩ mang ra chụp mạch vành can thiệp, thấy một cái chỗ nó hẹp 70% can thiệp, thì bác sĩ trưởng khoa lại mắng là tại sao mang bệnh nhân này ra chụp mạch vành can thiệp. Tất nhiên bệnh nhân đấy không cứu được, thì lúc đấy lại trách người ta tại sao mang bệnh nhân này ra can thiệp. Thế ngược lại, nếu bác sĩ đấy không mang bệnh nhân đấy ra can thiệp, không mang bệnh nhân đấy ra chụp, bệnh nhân cũng chết, thì lại trách là tại sao bệnh nhân này không mang ra can thiệp. Và cái đấy nó phải rất rõ ràng, thì chúng ta phải là người chuyên môn. Nếu chúng ta là bác sĩ tim mạch, chúng ta phải trả lời ngay và thưa bác, vì ABCD, vì khuyến cáo, vì nghiên cứu như thế này, thì cái đấy là rất là quan trọng để chúng ta phải hiểu khuyến cáo mới nó đã thay đổi. Bệnh nhân này có nên mang ra hạ thân nhiệt hay không? Hả? Cũng không. Thế thì không ai chọn là một phải. Bệnh nhân này có nên mang ra chụp mạch vành cấp hay không? Có. Bệnh nhân này cho thuốc tiêu huyết khối hay không? Không. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, 76 tuổi, cũng tăng huyết áp, đái tháo đường, cũng đau ngực lúc 6 giờ sáng, đến viện lúc 8 giờ, nhập viện thì còn đau ngực âm ỉ, tim 80, huyết áp 120/80, khó thở một chút, SpO2 91%, nghe tim hoàn toàn bình thường, bệnh viện này không có tim mạch can thiệp, nếu chuyển đến bệnh viện có tim mạch can thiệp, ước tính là mất 1 giờ rưỡi bằng xe cứu thương. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân, thì tôi không cần phải đọc điện tâm đồ nữa, chúng ta đều rõ điện tâm đồ này rồi. Câu hỏi 1 là chiến lược tối ưu là gì? Cho thuốc tiêu huyết khối. Nếu không có chống chỉ định nhé, chúng ta nói nếu không có chỉ định chúng ta checklist. 2, chuyển đến bệnh viện Bạch Mai, nhập vào khoa cấp cứu để chúng ta đánh giá và chuyển vào phòng can thiệp. 3 là chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch ở trong này sau khi liên hệ. 4 là siêu âm để đánh giá bệnh nhân đã rồi chúng ta quyết định. Thế thì chúng ta sẽ chọn, ai chọn phương án 1? Có 1-2 người. Ai chọn phương án 2? Có 1-2 người. Ai chọn phương án 3? Nhiều hơn một chút. Ai chọn phương án 4? À, không có ai thì thôi cũng tốt rồi. Bởi vì cái này cũng đã cãi nhau rồi chứ không phải là không. Ngay ở đây, ở hội trường này chúng ta cũng đã từng được là tại sao bảo không làm siêu âm cho bệnh nhân và tại sao làm siêu âm cho bệnh nhân. Thì câu hỏi đấy rất rõ. Lựa chọn phương án phù hợp nhất. Cho thở oxy qua sông. Cho morphine. Cho aspirin cộng với ức chế P2-12. Và 4 là tất cả phương án trên. Ai chọn phương án 1? Ai chọn phương án 2? Ai chọn phương án 3? Cũng một số. Ai chọn phương án 4? Là rất là nhiều bằng đấy. Thế đấy, chúng ta hỏi như này thì để chúng ta biết ngay là chúng ta đã follow up cái khuyến cáo này tới mức độ nào. Thì chúng ta hiểu như thế để chúng ta hiểu được cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Giả sử bệnh nhân đấy là được chuyển thẳng đến trung tâm can thiệp của tôi giữa đêm, chụp động mạch vành tắc hoàn toàn, động mạch lên thất trước, hẹp 80%, vành phải hẹp 60% LCX. Câu hỏi, lựa chọn phương án phù hợp nhất, chuyển xuống đùi để cho nó đúng, cho nó chuẩn, cho nó nhanh. Hút huyết khối ngay lập tức, đặt stent phủ thuốc nếu có thể. Và nếu hút huyết khối xong có dòng chảy của LD mà DM3 thì để lại 1-2 hôm sau để đánh giá lúc bệnh nhân ổn định thì can thiệp. Thì lựa chọn phương án nào? Ai chọn phương án 1? Không ai chọn. Ai chọn phương án 2? 1-2 người. Ai chọn phương án 3? Là sen phủ thuốc nếu có thể. Ai chọn phương án 4? Là để bệnh nhân lại. 1-2 người. Đúng rồi. Đấy thì chúng ta cũng phải rõ ràng cái chuyện này thôi. Bởi vì tại sao có những câu hỏi này? Nó không phải là những câu hỏi truyền thống của chúng ta đương nhiên phải biết rồi. Là thì chúng ta cần phải biết. Câu hỏi thứ nhất phải trả lời được thế nào là nhồi máu cơ tim cấp, không nhắc lại đây nữa. Nó thay đổi theo cái tình trạng năm tháng rồi. Ngày xưa thì dựa trên đau ngực là chính, sau dựa trên điện tâm đồ là chính. Bây giờ bắt buộc phải dựa trên là gì? Phải có rối loạn troponin. Nhưng ở đây tôi nhắc lại nhưng nhé, cái khuyến cáo về điều trị nhồi máu cơ tim cấp không bắt chúng ta phải chờ cái troponin, mà chúng ta cần phải set up ngay từ lúc giai đoạn ngoài viện ra làm sao, giai đoạn cấp cứu làm sao và giai đoạn trong viện ra làm sao. Thì cái việc chúng ta chẩn đoán nhồi máu cơ tim
hoàn toàn đa số bây giờ chúng ta vẫn dựa trên cái sự thay đổi điện tâm đồ và bệnh nhân có những cái đau ngực điển hình. Tất nhiên trong trường hợp đấy ta vẫn kết hợp với làm troponin thật là nhanh và nhưng mà không làm chậm trễ việc mà chúng ta chẩn đoán. Nhưng để cuối cùng set up lại cái việc chẩn đoán đó thì chúng ta bắt buộc phải có troponin và là cái cốt lõi cộng thêm những các cái vấn đề khác. Lý do tại sao có những vấn đề khác bởi vì bây giờ y học nó thay đổi rất là nhiều, có rất nhiều trường hợp mà đau ngực thầm lặng, nhất là người già, nhất rất nhiều trường hợp là nhồi máu cơ tim sau khi chúng ta can thiệp mạch vành thì làm sao chẩn đoán được, rất nhiều trường hợp là nhồi máu cơ tim mà bệnh nhân là có những các cái nó đã block nhánh trái nhánh phải nó trên điện tâm đồ không biết nó xuất hiện từ bao giờ ABCD thì cái đấy chuyện đấy rất là khó, chúng tôi không nhắc lại ở trong trường hợp đấy. Thì đây là trả lời cho câu hỏi thứ đầu tiên của chúng ta, bệnh nhân này có nên dùng hạ thân nhiệt hay không, thì khuyến cáo nó đã trở thành mức độ 1. Bệnh nhân này có chụp động mạch vành không, nếu không có ST chênh lên, bệnh nhân này rõ ràng là không phải ST chênh lên nhưng bệnh nhân này được cứu sống và điện tâm đồ là block nhánh phải thì vẫn nên chỉ định chụp mạch vành với mức độ 2A. Cái này rất là rõ, do cho nên là cái việc mà bác sĩ kia phản đối là tại sao chụp mạch vành thì mình phải nói rất rõ là đây khuyến cáo ở mức độ là rất nên. Còn trên điện tâm đồ nó đã chênh rõ rồi thì thôi, không bàn cãi, được cứu sống thì bắt buộc phải chụp mà cứu người ta. Nhưng dù không có chênh mà ngừng tuần hoàn ngoại viện vẫn có chỉ định chụp động mạch vành cho tất cả các bệnh nhân đấy. Câu trả lời rất rõ. Chỉ trừ trường hợp là gì? Ví dụ bệnh nhân trên là gì? Cấp cứu ngừng tuần hoàn lại rồi, đến viện tỉnh như sáo sậu rồi, nghĩa là bệnh nhân bảo trợ vung tay phải lên, vung tay trái lên ok rồi, huyết áp ok rồi thì chúng ta có hạ thân nhiệt không? Là không. Đấy, câu hỏi rất rõ vì tôi đưa ra bệnh nhân đầu là gì? Đến viện vẫn hôn mê, không dùng thuốc gì, đặt nội khí quản, đánh giá rất là như vậy và cái này là đã được đưa vào cái chỉ định là điều trị hạ thân nhiệt nên bắt đầu càng sớm càng tốt ở giai đoạn có ST chênh lên để chúng ta có thể thực hiện như vậy. Đấy. Bây giờ chẩn đoán điều trị bệnh nhân tại khoa cấp cứu thì khám thực thể nhanh chóng, đặc biệt chú ý đến các nhịp tim vân vân thôi, cái này chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nữa. Đây chúng tôi chỉ nhắc lại về cái triệu chứng học mà chúng ta hiểu thôi. Thế nào là một cái đau thắt ngực điển hình thì chúng ta cần phải biết rất là rõ. Vị trí đau thường sau xương ức, đè, siết, pop, thậm chí là người nước ngoài tả như bị con voi nó dẫm vào ngực ấy, còn mình bảo như con tảng đá nó dẫm lên ngực, có thể điển hình là lan lên cằm, dưới vai, vân vân. Ở đây cái vấn đề chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là gì? Tất cả các triệu chứng đau của cái bệnh lý mạch vành nó phải có sự tiến triển theo thời gian, nó phải có sự tăng và sự giảm. Và thường nó kéo dài khoảng trên 20-30 phút thì chúng ta phải nghĩ tới nhiều máu cơ tim. Nếu trường hợp nào nó cứ đau liên tục dữ dội cả ngày thì phải nghĩ tới nguyên nhân khác. Ngược lại, những trường hợp nào mặc dù đau dữ dội nhưng đánh nhói một phát dưới một phút thì cũng nghĩ đến nguyên nhân khác. Đừng nghĩ tới đấy là nhồi máu cơ tim. Thì đấy là cái cách mà chúng ta biết được thế nào là mà cái đau điển hình. Thế tại khoa cấp cứu thì chúng ta làm gì? Phải xem là các cái tình trạng khác trầm trọng trước khi chúng ta quyết định. Trong đó, ai trong số chúng ta đều cũng biết rồi, đó là cái triple root down là rất là quan trọng. Chẩn đoán phân biệt ba nguyên nhân đau ngực cấp dễ nhầm với nhau để dẫn tới cho các cái thuốc chống đông, thuốc tiêu sợi huyết có thể gây tới chết người. Đó là gì? Hội chứng vành cấp. Hai là gì? Hội chứng chủ cấp. Và ba là nhồi máu phổi. Ba cái đấy rất dễ nhầm với nhau. Thì cái này cũng là nhắc lại, ngoài ra một loạt các nguyên nhân khác chúng ta đều nắm rất rõ rồi, như các cái bệnh lý của phổi, màng phổi. Cái thứ hai là các bệnh lý trào ngược vân vân. Thì đấy là những cái mà chúng ta đều nắm mắt được rồi. Cái thứ ba, chúng tôi cũng nhắc lại với chúng ta về cái điện tim. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đã biết rồi, nhưng nhiều khi chúng ta cũng hoàn toàn chưa biết. Cái vấn đề là gì? Một là cũng phải nắm vững nguyên tắc là nó có sự tiến triển theo thời gian. Thì tiến triển theo thời gian của chúng ta thì vài giờ, vài ngày, vài tuần của nhồi máu cơ tim cấp. Giai đoạn tối cấp thì nó chỉ là cái sóng T nó cao nhọn vút lên. Đấy là rất cấp. Còn giai đoạn cấp thì chúng ta thấy là sóng ST nó bắt ngang từ cái của dòng xuống và đến sau vài giờ thì có thể xuất hiện một chút sóng Q và ST nó vẫn chênh vòm lên kiểu sóng phát đi, là nó bắt nguồn ngay từ cái sườn xuống của sóng R. Vài ngày sau thì chúng ta đã bắt đầu sóng T nó âm rồi, còn vài tuần sau thì thường vẫn còn sẹo của sóng Q nếu mà chúng ta không được tái thông rất là sớm mà nó mất được và ST tương đối trở về bình thường. Thì đây là cái diễn biến mà một cái trường hợp nhồi máu cơ tim cấp mà chúng ta có thể được can thiệp và được tái thông. Nhưng có rất nhiều trường hợp là gì? Khi chúng ta đánh giá lại sau 2 tuần vẫn ST chênh vòm lên như này, 1 tuần nữa vẫn chênh vòm như thế, thì chúng ta lại phải nghĩ tới nguyên nhân khác là cái gì?
là phình vách thất, đúng rồi, thì đấy là rất là rõ. Cái này chúng ta cũng phải để ý rất rõ này, tiêu chuẩn của chẩn đoán thế nào là chênh lên thì phải ít nhất là hai chuyển đạo chuyên tiếp, và một cái vấn đề nó khác nhau một chút giữa cái tuổi và giới. Nam dưới 40 tuổi thì nó có xu hướng là cái thần kinh giao cảm nó cường khá là mạnh, đâm ra ST của đoạn G nó hơi chênh lên một chút thì cũng là bình thường, đừng có nhìn thấy nó chênh một chút và ớt ớt này là các bạn đã sợ, mà nó phải đủ tiêu chuẩn của nó là 2.5, trên 40 tuổi là 2, còn nữ là 1.5 thì chúng ta rất là rõ ở cái chuyển đạo V2 và V3 đấy, bởi vì cái này nó đã phải có nghiên cứu. Còn các chuyển đạo khác là G phải lớn hơn 1. Còn tiêu chuẩn sóng Q thì cái này cũng rất là rõ rồi, là V2, V3 thì Q lớn hơn 0.02. Ít nhất hai chuyển đạo liên tiếp nhau thì Q lớn hơn 0.3 và sâu hơn 1mm. Còn tại V1, V2 thì R nó cho 0.04 và R trên S lớn hơn 1, và cùng sóng T dương đồng dạng, không có rối loạn dẫn truyền đi kèm. Thì cái vấn đề này thì tiêu chuẩn sóng Q bệnh lý trên điện tâm đồ, cái này là nó cũng phải tái định nghĩa lại trong cái khuyến cáo mới nhất, nó rất là rõ đấy, để các bạn cũng cần phải nắm được về mặt lý thuyết, chứ không phải là chúng ta cứ thấy hơi chênh lên là chúng ta đã vội vàng như vậy đâu. Còn phân vùng, các cái vùng nhồi máu cơ tim thì cũng rõ rồi, tôi cũng không nhắc lại nữa. Trước vách, trước mỏm, thành trước, thành bên trước, rộng bên cao, thành dưới, thành sau, vân vân. Thì cái này thì thôi các bạn tự đọc, cũng chẳng cần phải nhắc lại nhiều. Đây là vấn đề buộc chúng ta phải nhớ và buộc chúng ta phải học thôi, để chúng ta cần hiểu. Nhưng cái này là quan trọng, năm vừa rồi mới đưa vào. Để cho chuẩn đoán chính xác hơn thì block nhánh trái và block nhánh phải đều có ý nghĩa giống nhau nếu trong điều kiện xuất hiện, trong cái hoàn cảnh mới xuất hiện và cái triệu chứng thiếu máu cơ tim của bệnh nhân rõ. Đấy, riêng bệnh nhân có tạo nhịp tim thì điện tâm đồ có dạng block nhánh trái. Đấy, do vậy các dụng tiêu chuẩn tương tự như trên vẫn áp dụng, tuy nhiên thì nó ít đặc hiệu hơn. Ở trường hợp này nó chỉ nhấn mạnh cho chúng ta như thế để chúng ta thấy rõ là có một cái vấn đề nó phức tạp như vậy. Đặc biệt là nhồi máu cơ tim thành sau đơn độc, nó có một cái từ là SC chênh lên trên 0.5mm ở các chuyển đạo V1 đến V3 và chênh lên trên 0.5mm ở các chuyển đạo thành sau ngực là V7 và V9. Đấy, chúng ta thấy là nhồi máu cơ tim thành sau đơn độc, và nhiên là nó có thể thêm một cái vùng mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Đặc biệt là liên quan đến thân trung động mạch vành, ở đây thì nó đã thống nhất là SC chênh xuống ở 8 hoặc nhiều hơn các chuyển đạo bề mặt, thứ nhất là 8 nhé, đồng thời chênh lên ở V1 và hoặc AVR. Đấy, chúng ta thấy là tự nhiên thấy V1 là có ST chênh vòm lên, trong khi đó tất cả các cái chuyển đạo khác còn lại ít nhất là 8 lại chênh âm hết xuống, thì chúng ta phải nghĩ ngay tới đây là một cái tổn thương Lehmann. Thì đấy là trong cái khuyến cáo mới dựa trên những cái tiến triển lâu dài. Thực ra chúng ta biết là cách đây 5 năm thì hoàn toàn không có các khái niệm này đâu, chúng ta chưa có, nhưng bây giờ nó đã có, thì chúng tôi muốn cập nhật nó rất rõ là như vậy. Đấy là những vấn đề lưu ý về mặt chẩn đoán. Những hai vấn đề lưu ý về mặt tiếp cận điều trị của nhồi máu cơ tim cấp có SC chênh lên. Để trả lời cho tiếp câu hỏi là của bệnh nhân số 2, thời gian thì là cơ tim thì là sự sống. Khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh nhân và phát hiện khống chế các biến chứng là cốt lõi. Các biện pháp ổn định tại chỗ đồng thời là chiến lược tái tế máu. Và cho tới giờ phút này không còn bàn cãi gì nữa. Trong mọi trường hợp tiếp cận được can thiệp thì ta can thiệp. Trừ trường hợp quá muộn không thể tiếp cận được can thiệp thì ta không có chống chỉ định cho thuốc tiêu khối thì ta cho thuốc tiêu khối, nhưng sau đó trong 2 giờ đến 24 giờ vẫn phải chuyển đến trung tâm can thiệp để làm can thiệp. Đấy là câu trả lời rất rõ. Và cái cuối cùng là một bệnh nhân nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng vành cấp, ta chữa giai đoạn cấp không có nghĩa là khỏi bệnh, mà chúng ta biến một cái cấp thành cái gì? Cái mạn tính, và bệnh nhân lại được đối xử như một trường hợp bệnh động mạch vành mạn tính suốt đời sau đó. Trong cái giai đoạn cấp đầu thì chống tập tiểu cầu vai trò quan trọng nào thì có rất nhiều hội thảo không nói đây. Này, chúng tôi chỉ nêu ra những cái ý chính để chúng ta trả lời cho câu hỏi. Thế biện pháp ban đầu là gì? Khống chế biến chứng, bất động, thở oxy, giảm đau, ưu tiên dùng morphine đúng liều lượng, aspirin liều nạp, một cái ức chế thụ thể PAI-12, heparin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc bivalirudin. Thì cái khuyến cáo năm vừa rồi đã thay đổi một chút so với những cái ngày xưa. Ngày xưa thì heparin trọng lượng phân tử thấp không được khuyến cáo nhiều ở cái mức độ là 2B, thì đến năm vừa rồi tăng lên 2A. Bivalirubin lại từ mức độ 1 và lại xuống mức độ 2B, 1 và 2A xuống mức độ 2B, thì chúng ta thấy nó khác nhau. Còn heparin không phân đoạn thì là cái tiêu chuẩn rồi, nó vẫn không thay đổi, đấy là theo thời gian, để chúng ta thấy là cái chống đông ngưng tập tiểu cầu như vậy. Chẹt meta giao cảm
Có thì đừng uống và lưu ý cách chống chỉ định có dấu hiệu suy tim, ức chế men chuyển, khí huyết áp nó cũng phải ổn định và ưu tiên trường hợp cái AF giảm, cái statin nên cho sớm và khống chế tốt đường huyết bằng những cái con đường mà chúng ta khống chế được một cách ổn định, đấy là cái đường truyền cho bệnh nhân. Cái câu hỏi đấy nó rất là rõ. Bây giờ chỉ là câu hỏi đặt tiếp cho chúng ta là gì? Chiến lược tiếp cận tái tưới máu cho bệnh nhân như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy là có những các cái nguyên nhân dẫn tới delay, nghĩa là chậm trễ của là gì? Chậm trễ về phía bệnh nhân là chủ quan, là bệnh nhân không nhận thức ra được cái triệu chứng của mình để gọi sớm. Thì đây là một cái vấn đề, nó còn cả một cái chương trình rất là dài. Chúng ta cần phải giáo dục sức khỏe bệnh nhân. Cái chậm trễ số 2 thì chúng ta cũng có thể giải quyết được ở các nước phát triển, vì nó có rất nhiều xe cấp cứu mấy phút đã đến nhà. Nhưng ở ta thì đường đông như này có khi gọi 10 tiếng cái chưa chắc đã đến được nhà. Đấy là chậm trễ về mặt hệ thống, là xe cấp cứu đến. Cái chậm trễ số 3 là chậm trễ chính là của chúng ta, là của nhận thức của các bác sĩ, nhân viên y tế là gì? Tổng thời gian thiếu máu cơ tim của chúng ta ở đây thì cái hệ thống mà y tế chúng ta chậm trễ như thế nào? Từ lúc tiếp cận nhân viên y tế đầu tiên đến khi chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thì người ta, mốc của người ta làm sao phải trong vòng 10 phút đã phải xong rồi. Sau đó thời gian đến lúc được can thiệp động mạch vành thì chúng ta xem là cái mốc của chúng ta là gì? Nếu cái thời gian này mà chúng ta là trên 120 phút, chúng ta ước tính thời gian mà chúng ta tiếp cận được là trên 120 phút, nghĩa là vận chuyển bệnh nhân đi quá lâu như vậy, thì chúng ta làm sao? Chúng ta cho thuốc tiêu huyết khối. Nhưng cho thuốc tiêu huyết khối là gì? Yêu cầu từ lúc chẩn đoán tới lúc mà ra lệnh cho cô y tá là tiêm, đặt cho tôi đường truyền là phải trong bao nhiêu? 10 phút. Đấy, chúng ta thấy là nó quy định chặt chẽ. Thế tại sao có 5 phút, 10 phút như này? Trước đây nó dài hơn một tí, nhưng càng ngày càng thấp như này. Vì là người ta đã nghiên cứu thấy là thời gian là cơ tim. Do đó cho nên là đối với cái mốc này, người ta thấy đảm bảo là vẫn thực hiện được mà nó giảm đáng kể các cái tỷ lệ tử vong cũng như biến chứng. Còn nếu chuyển tới cái trung tâm can thiệp đấy là trong vòng 120 phút thì ta chuyển, không còn bàn cãi gì nữa, và chúng ta can thiệp thì đầu, và người ta bắt buộc chúng ta là gì? Từ lúc mà bệnh nhân tiếp, tốt nhất làm sao được thiết lập chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được đưa đến chỗ đó, chỗ cái trung tâm can thiệp, tới lúc mà cái gai oai nó qua được cái tổn thương thì là phải trong vòng 90 phút. Ngày xưa là 120 phút, bây giờ là xuống 90 phút. Ngày xưa người ta dùng từ là gì? Door to balloon time. Có nghĩa là thời gian từ lúc bệnh nhân đến cửa bệnh viện đến lúc mà bệnh nhân nong quả bóng lên. Nhưng bây giờ người ta không dùng khái niệm đấy nữa, mà gọi là người ta dùng từ lúc gọi là first medical contact, nghĩa là cái thời gian được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp cho tới lúc mà guide wire crossing lesion, nghĩa là cái guide wire nó đi qua được cái tổn thương đấy, người ta phải tính là trong 90 phút. Nghĩa là khái niệm của châu Âu nó cũng đã thay đổi trong những cái năm vừa rồi, để chúng ta hiểu như vậy. Đấy, thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ như vậy. Còn nếu mà bệnh nhân lại đến được cái trung tâm mà làm sao? Có can thiệp, thì cái đảm bảo cái ông can thiệp này phải trong 60 phút là phải đưa được cái gai oai qua cái tổn thương đấy. Thì đấy là cái mà người ta rất là mong muốn trong cái chuyện đấy. Ở đây chúng ta phải nhớ nhé, là hai mảng. Cái mảng ở trên này là đến cơ sở bệnh viện không có khả năng can thiệp mạch vành hoặc vận chuyển bằng cái xe cứu thương. Ở cái mảng số 2, cái gạch cuối cùng này là bệnh nhân đến bệnh viện là có trung tâm can thiệp động mạch vành, thì làm sao trong 60 phút chúng ta phải làm được cái chuyện đó. Và chúng ta ở đây người ta phân tích rất rõ là lỗi tại ai? Lỗi tại bệnh nhân, lỗi tại hệ thống xe cấp cứu mà lỗi tại cái hệ thống của cái bệnh viện đấy. Đó cho nên là cuối cái này nó còn có cả một phần gọi là đánh giá chất lượng của cái bệnh viện đấy. Nó phụ thuộc vào cái thời gian này bao nhiêu từ lúc đến viện. Tất nhiên đánh giá cái chất lượng bệnh viện chúng ta chỉ đánh giá được đây, chúng ta không thể đổ lỗi cho bệnh nhân được là gì. Từ lúc đến cửa viện thì cái thời gian cấp cứu bao nhiêu, thời gian chẩn đoán bao nhiêu, tỷ lệ bệnh nhân chết bao nhiêu vân vân, và người ta đánh giá chất lượng nó dựa trên cái đấy. Thì đấy là rất là quan trọng chúng ta hiểu được như vậy. Đây là cái mốc thời gian nó quay, gọi là quay xuôi theo cái kia thôi, để các bạn hiểu thôi. Là gì? Ta tính mốc chỗ không này này là khi mà setup ra được cái điện tâm đồ và chẩn đoán được cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, xong chuyển đến trung tâm can thiệp động mạch vành. Ở đây chúng ta thấy là nó có những cái mốc 10 phút rất là rõ. Nếu mà không chuyển được thì phải cho thuốc tiêu khối trong vòng 10 phút. Trong vòng 90 phút thì cái gai oai nó phải qua. Đấy, chúng ta mới phức tạp. Còn nếu mà đến chỗ nơi trung tâm trước tiêu huyết khối mà thành công thì các bạn cũng lại phải chuyển tới cái trung tâm can thiệp động mạch vành trong vòng từ 2 tiếng đến 24 tiếng.
dù thành công hay thất bại, đặc biệt là thành công cũng phải chuyển tới như vậy, còn thất bại thì đương nhiên phải chuyển. Ngày xưa nó khác hoàn toàn chỗ này nhé, chúng ta nhớ là ngày xưa nó khác hoàn toàn ở chỗ là gì, khi cho thuốc tiêu huyết khối thành công đánh giá trên điện tim vân vân ABCD không chuyển nữa, phải không nghe thảo thuận đánh sau cho bệnh nhân ra viện làm lại điện tâm đồ vân vân rồi tính sau, rồi gắng sức để xem là nó có bị thiếu máu cơ tim lan rộng không, rồi vùng sống còn ra làm sao. Chỉ trường hợp nào cho mà thất bại gọi là bio PCI, nghĩa là can thiệp ở những cái bệnh nhân cho thuốc tiêu huyết khối thất bại, thì lúc đó chúng ta chuyển đến, ví dụ cho xong mà vẫn chênh lên, bệnh nhân vẫn khó thở, bệnh nhân vẫn có những cái rối loạn, thì chúng ta mới chuyển đến như vậy. Thời gian là bao nhiêu lâu? Cái này nó cũng thay đổi với trước, rồi chúng ta thấy rất rõ là gì? Ở đây nó vẽ ra là từ 0 đến 3 giờ là để cho chúng ta có những cái mốc rất quan trọng, và từ 3 giờ đến 12 giờ tất cả mọi trường hợp đều 1A ưu tiên can thiệp động mạch vành trong thì đầu. Nếu không chuyển tới mà lớn hơn 120 phút thì chúng ta mới cho thuốc tiêu huyết khối và phải thực hiện trong vòng 10 phút, nó rất là rõ. Nhưng từ 12 giờ đến 18 giờ thì không còn vai trò của thuốc tiêu huyết khối nữa. Còn can thiệp động mạch vành thì đầu vẫn chỉ định cho tất cả những cái bệnh nhân mà có rối loạn nhịp tim hoặc huyết động không ổn định, thì dù có 12 giờ, dù có 48 giờ, dù có hơn 48 giờ vẫn có chỉ định can thiệp. Thế nên ra chúng ta mới check lại cái thực hành chúng ta ở đây là gì? Đúng là trên 90% bệnh nhân đến viện kiểu gì cũng có một cái biến chứng gì đấy, không thì khó thở, không thì EF rất là thấp, rối loạn huyết động, rồi hoặc là có rối loạn nhịp, có thể nhanh nhịp chậm vân vân, thì vẫn có chỉ định can thiệp. Chỉ có một trường hợp rất nhỏ là đây là gì, hoàn toàn ổn định rồi, đến với bạn không còn đau đớn gì nữa, huyết động ổn định, mạch ổn định, huyết áp ổn định, không có rối loạn nhịp, không có bất gì, thì có can thiệp hay không? Ngày xưa là nếu trên 12 tiếng là không can thiệp, sau đó mở rộng ra là 24 tiếng cũng không can thiệp, nghĩa là sau 24 tiếng ấy là không can thiệp, nếu trên 24 tiếng là không can thiệp, bởi vì một loạt nghiên cứu OAT rồi nghiên cứu vân vân. Nhưng đến bây giờ thì người ta mở rộng ra đến 48 tiếng và mức độ chỉ định là 2A, nghĩa là bạn có thể can thiệp trong cái trường hợp như vậy. Xin lỗi, cái này tắt được. Nó lại hiện ra cái zoom ở đâu ra đấy. Tắt vào đấy gì? Ok. Thế thì ở chỗ khác có lấy được không? Ok. Chạy đây. Rồi. Đấy thì chúng ta thấy nó rất là rõ như vậy. Nhưng trên 48 tiếng mà bệnh nhân hoàn toàn ổn định rồi thì không có chỉ định can thiệp thường quy. Lúc này thì ta làm gì? Ta phải đánh giá bệnh nhân là xem mức độ thiếu máu cơ tim ra làm sao cho nó ổn định. Đánh giá thiếu máu cơ tim, khả năng xuống còn cơ tim để chúng ta quyết định là có can thiệp hay không. Hay nói cách khác là lúc đấy ta đã biến một cái bệnh nhân từ cái giai đoạn cấp thành giai đoạn hết sức ổn định và đánh giá như một trường hợp bệnh động mạch vành ổn định. Ở đây chúng tôi sẽ nhấn mạnh rất rõ những cái chuyện đấy để các bạn nắm được. Thế cho thuốc tiêu huyết khối thì đã quay lại trên rồi, trong 12 giờ nếu mà cái việc vận chuyển chúng ta khó khăn thì chúng ta cho thuốc tiêu huyết khối, và nếu không có chống chỉ định nó rất là rõ rồi. Và ở đây mặc dù là khuyến cáo về có nhồi máu ST chênh lên thì chúng ta cấm không cho những trường hợp không có ST chênh lên, hay nói cách khác là nhồi máu cơ tim mà không có ST chênh lên. Nhưng ở đây hết sức lưu ý là gì? Có rất nhiều trường hợp các bác sĩ chúng ta bỏ qua, nhất là nhồi máu cơ tim ở thành bên và thành sau đơn độc, mà chúng ta lại làm V7, V8, V9 nó mới thấy chênh lên, thì vẫn được đối xử như một nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và vẫn có quyền cho thuốc tiêu khối, mặc dù các cái thành trước là làm sao hoàn toàn là không có chênh lên. Đấy, để chúng tôi lưu ý cái chỗ đấy để các bạn hiểu được. Khuyến cáo mới thì nó là giảm nửa liều tenecteplase ở những cái bệnh nhân trên 75 tuổi dựa trên một số các cái nghiên cứu mới nhất. Còn ba cái thuốc người ta khuyến cáo nên sử dụng là ba cái thuốc có chọn lọc này, chứ người ta không có khuyến cáo sử dụng các thuốc kia nữa. Nhưng tất nhiên trong trường hợp không có thì vẫn phải sử dụng septokinase và urokinase, nhưng mà cái đấy nó có rất nhiều biến chứng. Còn các cái liều là bao nhiêu, như thế nào, tiêm như thế nào thì ở trong này nó cũng đã chỉ rất rõ rồi, tôi cũng chẳng thể nhớ được, mà các bạn cũng phải, khi ấy thì chúng ta phải bỏ ra chúng ta tra nó thôi, chứ cũng không ai bắt các bạn phải nhớ các cái này. Chống chỉ định của thuốc tiêu huyết khối thì cũng phải tự nhớ thôi, chúng ta phải có một cái dở cái bảng ra checklist cái trạng có xuất huyết não không, có gạch vào đây cái thôi bỏ sang bên, không còn bàn nữa. Dị dạng mạch não không có cũng bỏ sang bên, còn khi check tất cả này không có thì ta lại có thể dùng cho bệnh nhân được. Thì đấy là cái cách mà người ta cho thuốc tiêu huyết khối là như thế. Chống chỉ định tuyệt đối này, chống chỉ định tương đối là nó trong khuyến cáo nó cũng đã nói rất là rõ rồi, cũng không cần phải bàn cãi thêm nhiều nữa. Và đánh giá hiệu quả tiêu huyết khối thế nào là thành công, thế nào là thất bại thì các bạn cũng phải tự xem thôi, chúng tôi không còn nhắc cái kia nữa.
Đây là câu trả lời mà chúng ta đã tự xác định được câu trả lời là đúng nhất, câu trả lời là sai nhất trong cái trường hợp trên rồi. Thì bệnh nhân trên được đi chụp động mạch vành. Động mạch vành là gì? Chúng ta chuyển tới và chúng ta được phép chuyển thẳng tới cái trung tâm cath lab, không phải là chuyển tới qua phòng cấp cứu. Thì đấy khuyến cáo mới này như vậy. Đó cho nên là các bạn lựa chọn phương án là chuyển rồi. Vì dưới 120 phút và 1 tiếng rưỡi là 90 phút thì được quyền chuyển. Thì chuyển như thế nào? Trước khi chuyển thì gọi ới một câu cho ông ở phòng cấp cứu và phòng can thiệp đấy nhá. Tôi có bệnh nhân sắp đến đã làm những ABCD này rồi thì chuyển thẳng vào đấy mà chúng ta vừa set up cái chẩn đoán cho bệnh nhân, vừa tiến hành can thiệp bệnh nhân để tránh cái thời gian chậm trễ. Cái chuyện đấy nó rất là rõ rồi. Đấy thì chúng ta thấy là đấy là cái thực tế là như vậy. Nhưng đến đây thì nó khác ngày xưa rất nhiều. Stent bọc thuốc thế hệ mới nên được sử dụng thường quy. Thứ hai là nên sử dụng đường động mạch quay. Thứ ba là gì? Có thể được can thiệp các động mạch không phải thủ phạm trong cùng một thì. Cái chuyện này rất rõ. Nhưng ở đây là gì? Không khuyến cáo đặt stent trì hoãn. Do đó cho nên bạn nào chọn phương án là thấy cái dòng chảy nó tốt, để lại 1-2 ngày nữa làm cho nó chắc ăn thì là hoàn toàn không đúng. Bởi vì đã có thử nghiệm là defer. Defer là gì? Là chúng ta dừng lại và chúng ta thấy có dòng chảy, hút được khối dòng chảy để lại mấy hôm sau can thiệp thì hoàn toàn là không có mang lại hiệu quả. Mà cái này là không có chỉ định. Do vậy cho nên chuyển đến đặt stent phủ thuốc là nên đặt trong trường hợp này, đường động mạch quay là nên dùng, có thể can thiệp động mạch không phải thủ phạm. Thì cái khuyến cáo đợt này nó đã khác với cái đợt trước trong cái việc thực hành của chúng ta, nói rất rõ trong như vậy. Chỉ định phẫu thuật bắt cầu nối mạch vành chỉ khi những cái bệnh nhân nào sao không thể can thiệp được, có sốc tim, có biến chứng cơ học vân vân thì chúng ta mới bắt buộc phải ứng dụng đến cái biện pháp đấy, chứ còn nếu trong mọi trường hợp can thiệp được là chúng ta can thiệp chứ không có chỉ định phẫu thuật trong giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp với cái tính chất phức tạp của nó cũng như là đang cái đông máu như vậy, chúng ta không có chỉ định như vậy. Thì các điều trị tiếp theo là gì? Chăm sóc ra viện, phục hồi ra viện, biến nó thành một cái bệnh lý động mạch vành như vậy thì chúng ta ở đây là gì? Bệnh nhân phải chăm sóc tại đơn vị CCU ở trong đó. Ở đó trong bao lâu? Thế nên đâm ra là tại sao sáng nay tôi phải khiển trách anh Việt Anh vì những cái lý do đấy, mặc dù chúng ta đông nhưng chúng ta đã có đơn vị cấp cứu, chúng ta có C7 là đơn vị mạch vành, chúng ta có Q1 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, can thiệp xong đành rằng là bệnh nhân chúng ta chuyển, những bệnh nhân rất nhẹ thì chúng ta cũng đánh giá tình hình chúng ta có thể chuyển sớm, nhưng mà cái trường hợp đấy là chuyển là không hợp lý một chút nào cả. Cái vấn đề hỏi chúng ta là bao nhiêu lâu thì chúng ta phải nằm bao nhiêu lâu, bởi vì nó liên quan đến cái tiền nong ở trường hợp này cũng khá là phức tạp. Ở đây người ta cũng nói rất rõ là gì, nếu cái thiếu máu thành công, không có biến cố lâm sàng khác tại đơn vị cấp cứu hoặc đơn vị hồi sức tim mạch tối thiểu 24 giờ, nếu có thể sau đó bệnh nhân được theo dõi tại giường trong 24 đến 48 giờ và có thể ra viện trong vòng 48 đến 72 giờ. Đấy là cái điều kiện của nước ngoài lý tưởng, chứ điều kiện chúng ta chưa lý tưởng mà vừa làm xong chúng ta chuyển lên đấy là chúng ta hoàn toàn sai so với cái quy định rồi. Để đây tôi nói rất rõ, bởi vì đây không phải là tại thầy áp đặt em như này thầy nghĩ ra thì cái đấy là không đúng, mà đây là khuyến cáo và nó đã chỉ định. Bởi vì ra được khuyến cáo này người ta đã phải dựa trên rất nhiều các nghiên cứu rồi và để người ta mới set up được cái chuyện đó, chứ không phải là chúng ta cứ muốn là chúng ta nghĩ ra được cái khuyến cáo đâu. Đấy. Vấn đề câu hỏi nữa là chúng ta lúc nãy có các bạn nào không chọn siêu âm là rất đúng, vì các bạn thấm nhận là tất cả mọi trường hợp đã rõ không có chỉ định làm siêu âm. Nhưng tôi nói rất nhưng ở đây nó rất rõ, siêu âm tim cấp cứu khi chụp động mạch nên được cân nhắc nếu chẩn đoán không rõ ràng. Tôi lấy ví dụ trường hợp trên, một trường hợp mà block nhánh phải hoàn toàn đấy. Bệnh nhân thì có đau ngực đấy, nhưng người ta khó thở hổn hển rồi các cái phân biệt khác chưa rõ, thì trong cái lúc chờ bác sĩ đến để chúng ta chẩn đoán thì bạn vẫn có quyền set up làm cái siêu âm cho bệnh nhân. Hoặc là những bệnh nhân làm gì, bệnh nhân chúng ta là có những cái biến chứng chúng ta đang nghi ngờ như thế thì vẫn phải làm cái siêu âm để chúng ta đánh giá. Đấy, đây chúng ta phải phân biệt hoàn toàn khác nhau giữa hai cái nhé, chứ không chúng ta có thể hiểu nhầm ồ không được làm siêu âm, cấm làm siêu âm thì là rất là sai. Không làm siêu âm thường quy cho tất cả những trường hợp đã rõ ràng mà làm chậm trễ cái thời gian chuyển hoặc là thái thông mạch vành cho bệnh nhân, vì cốt lõi của nó là gì, là cái thời gian là phải chạy đua. Đấy là chúng ta hết sức rõ ràng cái chuyện đấy để chúng tôi muốn nhắc lại chúng ta. Nhưng chúng ta lại phải hiểu nữa là trong cái khoảng thời gian nằm viện thì bắt buộc mọi bệnh nhân phải được làm siêu âm. Nếu sau nhồi máu tim cấp chúng ta không làm cái trước lúc đấy làm chậm trễ thôi, nhưng bệnh nhân đấy hỏi là trước khi xuất viện có cần phải làm siêu âm không thì bắt buộc phải làm, nếu ai không làm thì lại là sai. Đấy là cái khuyến cáo nó chỉ ra rất rõ ràng rồi. Đây này, siêu âm thường quy đánh giá chức năng thất trái chứ phải phát hiện sớm mới chứ, loại trừ khối được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân trong thời gian nằm viện sau khi can thiệp động mạch vành thì đầu. Chỉ định với siêu âm tim cấp cứu được chỉ định cho bệnh nhân huyết động không ổn định cũng nên làm siêu âm để chúng ta đánh giá.
đấy, hoặc khi có tranh cãi hoặc là phương pháp khác vân vân thì chúng ta chỉ định khi mà sau này để đánh giá cái sống còn của cơ tim thôi. Đấy thì các bạn thấy là rất rõ các cái việc nó có như vậy rồi. Còn một khi bệnh nhân có biến chứng rồi tụt sốc, tụt huyết áp, suy tim xung huyết, phù phổi cấp, rối loạn nhịp tim khác thì chúng ta phải làm gì? Ví dụ phù hồi cấp, giảm thể dịch, sốc cung lượng thấp, rối loạn nhịp, thì đây là cái cách chúng ta kiểm tra theo các cái bước 1, bước 2, bước 3 mà chúng ta cân nhắc để làm các cái vấn đề khác. Chúng tôi chỉ lưu ý là trong cái khuyến cáo lần này nó khác ngày xưa một chút, nó thay đổi một chút là gì? Năm 2018, đối với những bệnh nhân sốc tim, trong mọi trường hợp biến chứng đều có chỉ định can thiệp mạch vành, rất là rõ rồi, chụp can thiệp vành. Nhưng câu hỏi đặt ra là nhiều động mạch vành cùng bị tổn thương thì chỉ can thiệp thủ phạm hay can thiệp tất cả? Nếu như trước năm 2018 thì khuyến cáo là chúng ta can thiệp toàn bộ nếu có thể được, nhưng ngược lại sau năm 2018 thì lại khuyến cáo là chỉ nên can thiệp động mạch vành thủ phạm, còn các cái nhánh khác để lại. Tại vì là cái tỷ lệ mà chúng ta loay hoay chúng ta can thiệp trong lúc sốc tim tất cả các nhánh thì cái tỷ lệ chết nó cao hơn. Thì đấy là cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh chúng ta rất rõ. Ngay lập tức can thiệp mạch vành trong sốc tim này, nếu thất bại thì mổ cầu nối, huyết áp bằng xâm lấn này, siêu âm Doppler được chỉ định này, điều trị biến chứng cơ học càng sớm càng tốt. Và cái vai trò của hát tim có nghĩa là một thành lập tất cả các cái đơn vị hội chẩn gồm có phẫu thuật viên, rồi bác sĩ can thiệp, bác sĩ ngoại khoa vân vân, hỗ trợ oxy hoặc hỗ trợ máy nếu có chỉ định theo thông khí máu, ở đây chúng ta thở máy đấy. Thì đấy là tất cả những cái mà bệnh nhân sốc tim, nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Tiêu sợi huyết nó chỉ cân nhắc là khi chúng ta không có khả năng can thiệp và không thể chuyển tới được. Tái thông toàn bộ trong quá trình can thiệp ở bệnh nhân sốc tim ở cái mức này nó xuống 2B, có nghĩa là có thể thôi nhưng không nên khuyến cáo. Ngày xưa thì nó lại là ở mức 1 và mức 2A, thì bây giờ nó chạy xuống cái mức rất là thấp rồi, vân vân. Để chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta chỉ định nó cũng đã thay đổi theo thời gian. Sử dụng thường quy bóng đối xung mạch chủ là không được chỉ định. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng bóng đối xung động mạch chủ ở trong những cái trường hợp mà khá là cấp cứu mà để hỗ trợ cho biện pháp can thiệp thì người ta vẫn có chỉ định, thì đấy là nó rất rõ. Nhưng mà cứ sốc tim mà chúng ta dùng IVP thì cái thử nghiệm là IVP shock nó đã không thành công, thì để chúng tôi nói rất rõ là cái trường hợp như vậy để các bạn hiểu được. Thì đấy là cái phần thứ nhất về nhồi máu cơ tim cấp của ST chênh lên. Thì chúng ta sau cái phần này có những câu hỏi ngắn đã, thì chúng ta đã trở lại cái bệnh nhân kia, thì các bạn đã nắm được chưa? Chúng ta đã trả lời được câu hỏi chưa? Thì có ai còn băn khoăn và thắc mắc gì về những cái bệnh nhân đấy không? Đấy, bởi vì chúng ta chỉ đưa ra tình huống đấy để chúng ta biết ngay là chúng ta đã nắm đến đâu. Và cái đấy là chúng ta cũng phải luôn luôn cập nhật, và đều nó phải có những cái bằng chứng cũng như là có các khuyến cáo như vậy, chứ chúng ta không có tự ý chúng ta nghĩ ra được. Và do đó cho nên là chúng tôi cũng rất là muốn là gì, khi mà xảy có bất kể một cái trường hợp nào và những các cái khuyến cáo nào nó mới ra đời cũng như là các cái thay đổi về nghiên cứu lớn nào thì bắt buộc các bạn phải liên tục đọc. Cái này chẳng có ai khác cả, chúng tôi cũng phải đọc, chứ chẳng ai mà bảo tự nhiên nghĩ ra mà cái hay hơn được. Đây là chúng ta phải cập nhật liên tục, thì đấy là cái cách của chúng ta, không còn có cách nào khác cả. Và trường hợp thứ nhất thì đấy là một số vấn đề chính và mới. Trường hợp số 2 là hội chứng vành cấp không có ST chênh lên. Đây là một cái vấn đề rất rõ. Không có ST chênh lên thì tôi đã giải thích về mặt cơ chế rồi, tôi đã giải thích về mặt phương án rồi, tôi đã nói chúng ta về sự khác biệt so với có ST chênh lên rồi. Bây giờ chúng ta lại gặp một trường hợp như thế này. 56 tuổi, 6 giờ sáng lại cũng đau, kéo dài 20 phút, hết đau xong lại đau tiếp lúc 12 giờ, đến viện lúc 12 giờ 30, tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường, đang dùng statin, thuốc điều trị đái tháo đường, thuốc tăng huyết áp và aspirin, để đang dùng aspirin. Tình trạng lúc nhập viện là có thêm một cơn đau ngực trái âm ỉ, tim 75 chu kỳ trên 1 phút, huyết áp 140 trên 80 mét thủy ngân, troponin T theo cái phân loại cũ là 0.15, nghĩa là bây giờ chúng ta là nếu theo cái phân hạng cũ thì bây giờ là thành bao nhiêu? Là 0.015, thì bây giờ 0.15 có nghĩa là nó gấp khoảng 10 lần đấy. Đấy, 0.015. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân trong lúc cơn đau nhiều của bệnh nhân như thế này. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó rõ không? Thôi cái này thì dễ quá, điển hình quá rồi, thì các bạn đều thấy là ST chênh xuống mà kiểu lao kiểu dốc xuống nhọn hoắt như thế này. Thì câu hỏi làm test gì tiếp để chẩn đoán bệnh nhân này?
chẩn đoán bệnh nhân này là gì, thì chúng ta đều có hết câu hỏi rồi thì là thành công rồi. Các thuốc cho cái gì, có can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân cấp hay không đấy, và khi ra viện cho bệnh nhân thuốc gì, thì đấy là những cái câu hỏi của chúng ta nó hết sức là rõ ràng, và các cái tình huống nó cũng thể đưa theo những cái câu hỏi như vậy. Thì có cái gì mới? Thì các khuyến cáo hiện nay chúng ta đều đưa ra là 5 bước trong cái thực hành của hội chứng vành cấp không có SD tranh lên. Ban đầu tiếp cận bệnh nhân để đưa ra đề ra chiến lược. Cái này nó khác nhồi máu cơ tim cấp là chạy đua với thời gian. Cái này chúng ta cũng vẫn đua với thời gian, nhưng mà chúng ta tỉnh táo hơn một chút để chúng ta phân tầng nguy cơ. Thằng nào nguy cơ rất cao thì phải đua với thời gian. Ông nào nguy cơ vừa vừa đua ít thôi, còn ông nào nguy cơ thấp thì ta lại đùng đỉnh. Bởi vì cái này nó cũng phải làm nghiên cứu rồi. Buồn cười, ở nước ngoài họ còn làm những nghiên cứu buồn cười như này. Hội chứng mạch vành cấp, phân tầng nguy cơ xong, xong nhóm mang đi cấp cứu trong đêm nếu mà có, còn nhóm là nếu vào ban đêm để đến ban ngày. Hội chứng mạch cấp không có SD tranh lên nhé, rồi can thiệp. Thì nhóm nào tốt hơn, can thiệp ngay tốt hơn hay ban ngày tốt hơn? Thì mấy ông Pháp ông làm đa trung tâm, cuối cùng ông thấy là ban đêm gọi cho ông đang ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, ông lại đang tức nữa, lại người lại ít, cuối cùng làm cái chẳng cải thiện được tỷ lệ tử vong hơn, thậm chí lại còn nhiều các cái biến chứng liên quan tới các cái can thiệp hơn. Và cho nên là chúng ta được quyền, nhưng khi phân tích sắp group dưới nhóm thì nhớ với những cái đấy là chỉ như cơ vừa và thấp, còn những cái cơ rất cao thì chúng ta cần phải càng sớm càng tốt. Và cho nên là khi mà có những nghiên cứu đấy, người ta mới đưa ra cái lý do để chúng ta phân tầng nguy cơ, để chúng ta quyết định là có can thiệp hay không can thiệp cho bệnh nhân đấy. Khác cái nhồi máu tim cấp của SD tranh lên là chúng ta cần phải giải quyết thông ngay. Bước số 3 là chiến lược can thiệp của chúng ta là gì, bảo tồn sau khi chúng ta phân tầng như vậy. Bước số 4 là các biện pháp phương tiện hỗ trợ cho can thiệp, ví dụ can thiệp cái gì, đặt stent gì, dùng thuốc gì phối hợp, dùng kéo dài bao nhiêu lâu đấy. Và cũng là chờm xong bước thứ 5 của chúng ta là chăm sóc sau khi bệnh nhân nằm viện và sau khi bệnh nhân ra viện. Thì cái này nó rất là rõ như vậy. Thế thì ta phân tầng từ bước 1, khám lâm sàng thôi. Thì một bệnh nhân đau thắt ngực, nghi ngờ là hội chứng mạch vành cấp, thì chúng ta cần phải làm ngay, nghĩ tới là có bị hội chứng vành cấp hay không. Cái xét nghiệm ban đầu tay bao giờ cũng là làm điện tâm đồ. Nếu điện tâm đồ có ST tranh lên bền bỉ thì chúng ta đã trở lại trường hợp trên rồi, không bàn cái nữa. Nhưng bây giờ điện tâm đồ không thay đổi, STT không thay đổi, hoặc là STT có thay đổi nhưng mà nó theo thời gian, thì chúng ta phải làm xét nghiệm troponin ngay, các marker sinh học cơ tim. Nếu các xét nghiệm troponin có tăng và hoặc giảm, có nghĩa là có sự biến động, thì chúng ta dẫn tới là chẩn đoán ngay là hội chứng vành cấp không có nhồi máu cơ tim, không có ST tranh lên. Còn nếu cái troponin chúng ta không thay đổi, nó chỉ đau ngược thôi, thì chúng ta có thể chẩn đoán đây là một trường hợp đau thắt ngực khổng định. Nó chỉ khác nhau một tí thôi về cái cách gọi là chúng ta làm như vậy. Thì ở đây là chúng ta thấy là nó cũng nó rất rõ rồi. Triệu chứng, cái mức độ đau nhiều hay ít, cái khả năng đau này của bệnh mạch vành ít hay nhiều, điện tâm đồ của bệnh nhân chênh lên rồi thì nhồi máu tim ST chênh lên. Nếu đau nó mức độ hơn trường mực nào đó thì chúng ta cần làm troponin. Nếu trong trường hợp mọi như vậy thì chúng ta có thể đưa ra các cái chẩn đoán cuối cùng của chúng ta là gì. Cái trường hợp này là đau ngực không do tim, nó phải ngủ ổn định, nặng hơn một chút là nhồi máu cơ tim không có SD tranh lên, còn nặng nữa là có SD tranh lên, đây phối hợp vào thì chúng ta chẩn đoán là nhồi máu cơ tim có SD tranh lên. Thì đấy là cái lược đồ chẩn đoán nó rất rõ. Ở đây có một cái rất là quan trọng là phác đồ 1 giờ và phác đồ 3 giờ. Chúng ta cần phải hiểu nó rõ. Tất cả mọi trường hợp đều khuyến cáo làm troponin để có kết quả làm sao trong 60 phút. Khuyến cáo sử dụng phác đồ loại trừ 0 giờ và 3 giờ nếu có sẵn xét nghiệm troponin độ nhạy cao. Có nghĩa là nó vẫn là phác đồ sau 3 giờ rất quan trọng, nhưng chúng ta nó có thể sử dụng phác đồ 1 giờ nếu có sẵn troponin độ nhạy rất cao và phác đồ được công nhận. Chỉ định làm xét nghiệm 3 giờ đến 6 giờ sau đó nếu kết quả của hai xét nghiệm ban đầu không cho ra kết luận và tình trạng lâm sàng vẫn nghi ngờ. Ở đây chúng ta đều phải hiểu là cái phác đồ 1 giờ 3 giờ nó là như vậy. Tóm lại là gì? Cái này chúng tôi đi hội thảo nhiều, người ta hỏi thẳng luôn, thế thì Bạch Mai đã làm được phác đồ 1 giờ chưa? Nói thẳng ra chưa, cũng khó lắm. Bây giờ chúng ta mang bệnh nhân đi xét nghiệm một tiếng sau có kết quả đã là cố gắng lắm rồi, thì nó mới đang phù hợp được. Xong bây giờ lại xong 1 giờ sau chúng ta lại làm test nữa thì rất là khó. Nhưng chúng ta vẫn phải làm là phác đồ chúng ta đây là phác đồ 3 giờ, chúng ta làm rất là rõ cho nó chẩn đoán. Ở đây nó rất rõ là cái chúng ta, cái vai trò troponin chúng tôi nói là rất rõ trong trường hợp này gì. Bệnh nhân đau thắt ngực cấp, làm các cái xét nghiệm HS, troponin. Nếu nó nhỏ hơn cái mức độ
giá trị ngưỡng bình thường của chúng ta, nếu bệnh nhân đã đau trên 6 giờ rồi và bệnh nhân đã hết đau rồi mà cái mức này chúng ta xét nghiệm là nó vẫn nhỏ hơn như thế, thì loại trừ các chẩn đoán phân biệt và chúng ta coi như là một trường hợp có thể cho ra viện được. Cái chuyện này rất là quan trọng. Nhưng mà bệnh nhân vừa mới đau ngực trong 2 tiếng sau xét nghiệm nó vẫn âm tính, cứ là nôm na âm tính, có nghĩa là cái mức độ đấy nó vẫn dưới là cái ngưỡng thấp nhất cho phép, thì chúng ta cần phải làm lại xét nghiệm sau 3 giờ. Nếu sau 3 giờ không thay đổi thì chúng ta cũng nghĩ tới hoặc nguyên nhân khác, hoặc là một cái mạch vành ổn định nguy cơ thấp thôi, đau thắt ngực không ổn định nguy cơ thấp thôi, thì chúng ta ra viện và có thể hẹn làm nghiệm phát kháng sức để đánh giá mức độ thiếu máu cơ tim để chúng ta quyết định sau. Nhưng ở đây nó gặp phải vấn đề như này đây, thay đổi sau 3 giờ nó lại tăng trên là bao nhiêu. Ở đây chúng ta thấy là sau khi 3 giờ của nó thay đổi là chúng ta tùy từng các cái khuyến cáo, nhưng khuyến cáo của châu Âu là nó tăng thêm 30%, nhưng khuyến cáo của châu Á là tăng thêm 50% so với cái giá trị ban đầu, thì chúng ta cần phải cho nhập viện ngay và điều trị xâm lấn. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta ngay từ đầu đau ngực cấp chúng ta làm xét nghiệm nó đã tăng hơn rồi, thì chúng ta cũng vẫn nên, nếu cái mức độ của nó là gì, tăng gấp là 5 lần so với giá trị bình thường cao, thì khi đó chúng ta cũng nhập viện điều trị xâm lấn ngay. Nhưng mà cái mức độ lại chưa phải cao lắm. Bây giờ ví dụ nữa lại chỉ, ví dụ trường hợp trên tôi đã ví dụ sai là 0.014, thì bây giờ thằng ông này lại làm 0.015 chẳng hạn, tăng thêm một đơn vị thôi chẳng hạn, thì các bạn đã vội vàng bảo là tăng thì không đúng, thì khi này chúng ta lại làm lại xét nghiệm sau 3 giờ thấy tăng lên thành 40-50 chẳng hạn, thì khi đó là chúng ta chẩn đoán ngay là có vấn đề và phải mang vào can thiệp. Còn nếu nó vẫn không thay đổi, sau đó ví dụ 0.015 sau xét nghiệm lại thành ra 17 và cùng lắm là 20 chẳng hạn, thì coi như là không có thay đổi theo thời gian, thì khi đó chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện và sau đó hẹn làm nghiệm phát kháng sức sau để đánh giá cái tình trạng như vậy. Thì ở đây thấy rõ là cái vai trò rất quan trọng. Còn đây là phác đồ 1 giờ, lại có một cái phác đồ nữa là châu Âu thì người ta hướng tới, nhưng chúng ta cũng phải hướng tới làm việc cái này. Châu Âu người ta làm rồi chứ phải hướng tới để cho nó xác định nhanh, phân loại nhanh của bệnh nhân. Bây giờ chúng ta nghi ngờ hội chứng vành cấp không có ST chênh lên, thì nếu chúng ta xét nghiệm mà trong lúc vào viện lúc 0 giờ nó nhỏ hơn A, B, hoặc là cái thay đổi lúc 0 giờ đến 1 giờ nhỏ hơn C. Thế A, B, C là gì? Thế ta đối chiếu là gì? A đây này. Đấy, ví dụ lúc A là nó nhỏ hơn 5 đối với cái xét nghiệm troponin T. Còn đối với xét nghiệm troponin Y ví dụ nhỏ hơn 2, còn đối với xét nghiệm troponin Y của Vista chẳng hạn, của châu nó có, thực ra chúng ta chỉ có hai cái trên này thôi, nhỏ hơn 2 thì nó rơi vào cái trường hợp A này, thì thôi chúng ta loại trừ vén nó đi. 0 giờ lại nhỏ hơn B, cái mức độ 2 này. Đấy, nhưng mà lại va, thì nếu nhỏ hơn B thì chúng ta lại làm sau 1 giờ, mà sau 1 giờ lại nhỏ hơn C, có nghĩa là vẫn nhỏ hơn 3 và nhỏ hơn 12. Tóm lại tôi lấy ví dụ nôm na để các bạn dễ hiểu, chúng ta đối chiếu. Xét nghiệm troponin T siêu nhạy cho một bệnh nhân lúc vào viện là chỉ có 3, ta thôi không còn quan tâm gì. Lúc vào viện của bệnh nhân này là 10, thế thì ta làm gì? Nghĩa là nhỏ hơn 12 rồi, nhưng mà lại phải có chữ và. Sau 1 giờ làm lại thì nó chỉ, cái thay đổi này nó chỉ là thêm 2 thôi, ví dụ này thành 10, 12 chẳng hạn, thì thôi ta cũng cho bệnh nhân ra viện loại trừ được. Nhưng mà sau làm lại thì ta lại tự nhiên lại có D chẳng hạn. Đấy, D chẳng hạn là tới tận 50, nhỏ hơn 52, ví dụ đến tận 30, 40 chẳng hạn, thì lúc này chúng ta cần phải có các cái xử trí cho nó chính xác. Ở đây cái tình huống màu đỏ là gì? Lúc 0 giờ nhỏ hơn D, nhưng hoặc cái delta thay đổi là lớn hơn E. Nhỏ hơn D là gì? Ví dụ lúc 0 giờ, lúc nhập viện ấy, 0 giờ tôi nói nôm na thì các bạn hiểu, lúc nhập viện là làm là 50. Sau 1 giờ làm lại là 53, thì nó nhỏ hơn E. E ở đây là cái delta là bằng 5, mà nếu mà lớn hơn 5 thì đấy. Nhưng mà sau 1 giờ làm lại ta lại thấy là lúc này đầu là 50, sau 1 giờ làm lại của chúng ta lại thành 57 chẳng hạn, thì rõ ràng là lớn hơn E rồi, thì lúc này chúng ta phải chẩn đoán là đây là có khả năng hội chứng vành cấp và cần cho vào viện theo dõi. Còn các trường hợp khác lại nằm ở lơ lửng là gì? Lúc vào viện ấy, nhỏ hơn D, nó là 40, nhưng mà theo dõi sau 1 giờ nó vẫn không quá 5, thì nó lại chỉ nên 51 chẳng hạn, thì chúng ta đưa vào diện theo dõi. Bởi vì nó không nhỏ hơn A hẳn thì chúng ta đưa vào diện theo dõi. Thì để chúng ta thấy là
nó hơi rắc rối một chút chỗ này, nhưng tại sao người ta đưa ra được cái này? Bởi vì lý do là dựa trên các nghiên cứu lớn, cũng không bắt chúng ta phải nhớ quá nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần là biết là à, nếu mức xét nghiệm nó rất là nhỏ ngay từ đầu ta không có sợ lắm, nhưng nếu mức xét nghiệm của nó rất là lớn rồi thì chúng ta cần phải nghĩ ngay tới. Còn mức xét nghiệm nó lơ lửng thì chúng ta test lại sau một giờ và có cái sự thay đổi, thì tùy từng cái mẫu xét nghiệm mà nó thay đổi là 5 hay là 6 cái delta đấy để chúng ta đưa ra được quyết định. Thì ở đây là chúng tôi muốn làm rõ một chút của chúng ta. Cái vấn đề số 2 nữa, chúng ta đều phải hiểu là có rất nhiều cái tình trạng nhồi máu có tăng troponin mà không phải là do tim. Ví dụ như hôm trước chúng ta gặp rất nhiều trường hợp mà ông suy thận làm thì nó cứ mãi cao như thế, lại cứ vội vàng chẩn đoán nhồi máu cơ tim thì chết. Hôm trước có một ông như sốc nhiễm khuẩn chẳng hạn, nó như thế, máu cường giáp, suy giáp, đặc biệt sốc nhiễm khuẩn nặng, một ông tăng huyết áp cấp cứu nó cũng tăng. Nhưng tăng trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là không có tính chất động học mà nó thường là khá là ổn định. Và cho nên chúng ta cũng phải hiểu được là có rất nhiều bệnh lý có thể tăng troponin T, nhưng cái mức tăng này thường là nó hằng định chứ nó không có sự gọi là động học thay đổi theo thời gian của cái đặc điểm của cái bệnh lý động mạch vành, để chúng ta hiểu như vậy cho nó rất là rõ. Thì cái bước 1 tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta hiểu cái sơ đồ 1 giờ và 3 giờ. Bước 2 là phân tầng nguy cơ. Thế bây giờ làm sao biết ông này là nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ vừa? Gặp một ông đấy đã, sau khi chẩn đoán xác định cho nhập viện thì phải phân tầng ông nguy cơ này là cao, thấp hay vừa. Mục đích của phân tầng nguy cơ thì rõ rồi. Công cụ để phân tầng nguy cơ cũng rất rõ rồi. Các loại thang điểm phân tầng nguy cơ thì chúng ta đều hiểu là gì? Chủ yếu chúng ta dựa vào 3 thứ lâm sàng: điện tâm đồ và thay đổi troponin. Thứ hai là nên sử dụng thang điểm RAS, bởi vì thang điểm RAS này có ý nghĩa tiên lượng lâu dài hơn, và hầu hết các khuyến cáo hiện nay nó đều khuyến cáo chúng ta là dựa vào thang điểm RAS để chúng ta quyết định là có can thiệp cho bệnh nhân hay không. Và không bao giờ quên là sử dụng cái thang điểm gọi là thang điểm Crusset để chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu hay không, để quyết định cái chiến lược dùng các cái thuốc chống đông và những tập tiểu cầu của bệnh nhân nó lâu dài. Thế trong hội chứng mạch cấp thì có hai thang điểm kinh điển hiện nay vẫn sử dụng là thang điểm TIMI và thang điểm RAS. Các cái thông số để làm nên các thang điểm này thì chúng ta cũng biết, chúng tôi cũng không muốn nhắc sâu, các bạn tự phải đọc thôi. Và đây là điểm cho cái thang điểm TIMI. Thì bệnh nhân trên của chúng ta là gì? Có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch chẳng hạn, đã từng chụp được mạch vành có trên 50%, có đang dùng aspirin rồi mà vẫn bị thì là cái nguy cơ cao. Thì chúng ta phân tầng nguy cơ thấp, nguy cơ vừa, nguy cơ cao. Nhưng tôi nói thực cái thang điểm TIMI này hiện nay thì ít dùng hơn, vì là nó thích dùng thang điểm RAS hơn. Thang điểm TIMI thì nó có dự đoán được cái biến cố trong thời gian ngắn, nhưng thang điểm RAS thì nó dự đoán được biến cố trong thời gian dài. Khi thang điểm này tính trên 140 là nguy cơ cao. Và thôi, chúng ta cũng chẳng phải nhớ đâu, chúng ta hiểu được cái lý thuyết thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể tính thang điểm bằng cách là chúng ta dở cái máy, cái điện thoại di động của chúng ta, hoặc là chúng ta dở máy tính ra, chúng ta vào tên tuổi bệnh nhân rồi các cái dùng khác đó, thì nó tự tính cho chúng ta cái thang điểm RAS hoặc thang điểm TIMI, và từ đó chúng ta biết được là nguy cơ cao, thấp hay vừa để chúng ta quyết định điều trị cho bệnh nhân. Chẩn đoán phân biệt của hội chứng mạch cấp thì có rất nhiều: bệnh tim, bệnh phổi, bệnh mạch máu, bệnh tiêu hóa, bệnh cơ xương khớp và bệnh khác, không nhắc ở đây nữa. Vấn đề quan trọng nhất là phân tầng nguy cơ rồi, thì ông A này đi can thiệp, ông B kia bảo tồn, hay là tất cả mà đi can thiệp thì chúng ta không cần phải quan tâm nữa. Do cho nên là cái việc mà chúng ta phân tầng là để giúp cho ta không chỉ phân định là mục tiêu can thiệp của chúng ta có hay không, nhưng cái hai thì rất quan trọng là can thiệp vào thời điểm nào cho nó phù hợp bệnh nhân. Ở đây nó sẽ có những cái can thiệp như sau: một là phải tiến hành can thiệp cấp cứu ngay cho bệnh nhân, trong vòng 2 giờ là phải set up ra can thiệp cho bệnh nhân rồi. Hai là can thiệp sớm là early, là trong vòng 24 giờ. Ba là can thiệp gọi là nhẩn nha một chút là trong vòng 72 giờ. Còn cái mức độ 4 là can thiệp một cách điều trị bảo tồn, hoặc là can thiệp một cách có kế hoạch khi mà chúng ta đánh giá, là cái mức độ cuối cùng. Thì để làm được cái này thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải đánh giá của tính chất đau, triệu chứng lâm sàng, vân vân. Đánh giá xem bệnh nhân đáp ứng điều trị nội khoa làm sao, các chất chỉ điểm sinh học tăng hay nhiều, điện tâm đồ có tăng lên không, rồi siêu âm tim có rối loạn chức năng thất trái không, thang điểm TIMI hoặc thang điểm RAS có cao hay không, để chúng ta đưa ra cái quyết định là chúng ta có can thiệp hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ có cách tầng nguy cơ như chúng tôi đã nói vừa rồi là gì: nguy cơ rất cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp. Thì nếu bệnh nhân nguy cơ rất cao, trong mọi trường hợp phải can thiệp và phải set up được can thiệp trong vòng 2 giờ. Nguy cơ cao
phải can thiệp trong vòng 24 giờ. Nguy cơ trung bình để lại hơn một chút trong vòng 72 giờ. Và nguy cơ thấp thì đến khuyến cáo năm 2015 của Hội Tim Mạch Châu Âu, nó lại khác so với khuyến cáo cũ là gì? Khuyến cáo cũ nguy cơ thấp chỉ điều trị nội khoa thôi. Nhưng đến năm 2015 thì bạn có thể lựa chọn giữa hai phương án. Nếu trung tâm ta có kinh nghiệm can thiệp thì vẫn có thể chỉ định cho bệnh nhân đi can thiệp. Còn nếu trung tâm ta kinh nghiệm can thiệp chưa nhiều mà chuyển đi xa quá thì có thể giữ lại điều trị nội khoa. Còn trong mọi trường hợp khác đều cần phải chuyển tới các cái trung tâm có can thiệp để set up ra cái can thiệp hết sức cấp và can thiệp sớm cho bệnh nhân 2 tiếng, 24 tiếng hay là bệnh nhân 72 tiếng. Cái vấn đề rất là rõ. Thế nào là nguy cơ rất cao? Ở đây chúng ta nguy cơ rất cao, chúng ta nói rất rõ ở đây rồi. Rối loạn huyết động, đau ngực liên tục, không khống chế được. Rối loạn nhịp, đe dọa tính mạng, có biến chứng cơ học, có suy tim trái cấp, tự nhiên phổi có ran, biến đổi động học của SCT nó thay đổi rất nhiều và trong vòng 2 giờ. Còn nguy cơ cao là gì? Hoặc là thang điểm RAS từ 140 trở lên, hoặc là chúng ta đã có thay đổi troponin, hoặc là có thay đổi động học của cái điện tâm đồ, 3 thứ. Còn nguy cơ trung bình của chúng ta là thang điểm RAS từ 109 đến 140 thì chúng ta có điều trị xâm lấn trong vòng 72 giờ. Thì đây là nó có rất là rõ rồi. Thế tóm lại, quay trở lại, soi xét lại trường hợp bệnh nhân trên của chúng ta 76 tuổi, vào viện, huyết áp vẫn ổn nhưng mà có rất nhiều các yếu tố nguy cơ, đau ngực và điện tâm đồ làm sao? Chênh lên rất nhiều, xét nghiệm lại thì về troponin tăng lên gấp 3 lần, thì phân tầng 1 là chẩn đoán bệnh nhân này là gì đã? Là hội chứng vành cấp không có ST chênh lên hay nhồi máu tim cấp không có ST chênh lên? Câu hỏi số 2 là có cho thuốc tiêu huyết khối không? Đấy là không bao giờ. Câu hỏi số 3 là phân tầng nguy cơ bệnh nhân đấy là cao hay thấp hay vừa hay rất cao? Bệnh nhân đấy là rơi vào cái gì? Cao, đúng rồi, không phải rất cao vì vậy chưa rối loạn huyết động, chưa rối loạn nhịp tim, vân vân, cao. Thế thì ban đêm, ví dụ như là ông Việt Anh, ông đang ngủ ở nhà thì có cần thiết phải gọi ông vào để can thiệp hay không? Thì nếu trong theo dõi đêm hôm gì thì ta có thể để sáng mai can thiệp được, đấy là trong vòng 24 giờ. Nhưng ngược lại cái ông đấy tự nhiên là đến 12 giờ đêm làm sao? Lên cơn phù phổi cấp hoặc đau ngực dữ dội thì lúc đấy thôi sống chết cũng phải, mặc dù thuốc men chúng ta cho đủ rồi thì đang chuyển từ nguy cơ cao thành nguy cơ rất cao thì phải gọi ông Việt Anh vào can thiệp. Đấy, nôm na là như vậy để chúng ta hiểu được cái vấn đề cho bệnh nhân. Bước 4 là gì? Chọn được phương án rồi, phải cho thuốc men và lựa chọn biện pháp can thiệp ngay cho bệnh nhân thôi chứ còn cách nào khác cả. Cái này thì chúng ta đều biết rồi, điều trị của một hội chứng vành cấp không có SC chênh lên là gì? Chữa đau ngực cho bệnh nhân, ổn định mảng sơ vữa bằng statin, chống ngưng tập tiểu cầu là aspirin cộng với một trong các thuốc trên, chống đông thì heparin, heparin trọng lượng phân tử thấp là cái ưu tiên lựa chọn và can thiệp khi chúng ta có chỉ định. Thì đấy là cái tóm tắt rất là dễ để chúng ta hiểu được. Một, bệnh nhân ấy phải cho ngay thuốc, bắt buộc phải thuốc ngưng tập tiểu cầu kép. Hai là bắt buộc phải chống đông vì lý do cái cơ chế đông máu bệnh nhân rất là rõ. Thế ngưng tập tiểu cầu kép thì nên chọn thuốc gì? Thì khuyến cáo những năm mới rất rõ là gì? Aspirin cộng với một cái thuốc kháng P22 và ưu tiên lựa chọn ticagrelor. Sau đó có thể prasugrel hoặc là clopidogrel khi không có hai thuốc trên, hoặc khi những cái nguy cơ của chống chỉ định và hai thuốc trên. Thuốc chống đông ưu tiên lựa chọn trong trường hợp này lại khác với nhiều máu cơ tim cấp SC chênh lên một chút, là ưu tiên lựa chọn heparin trọng lượng phân tử thấp và nó nói thẳng là enoxaparin trong trường hợp như vậy. Heparin không phân đoạn vẫn được sử dụng nếu chúng ta không có. Fondaparinux là một cái thuốc vẫn được quyền sử dụng và bioridodin, nhưng hai cái thuốc này chỉ sử dụng khi mà chúng ta không có chiến lược can thiệp cấp cho bệnh nhân. Đối với fondaparinux, cái này nói rất rõ. Cũng may là bây giờ chúng ta ít dùng chứ ngày xưa chúng tôi có khá nhiều cái thuốc này chúng tôi dùng như vậy. Ở đây chúng ta thấy nói rất rõ là gì? Aspirin cho tất cả bệnh nhân, prasugrel, ticagrelor, đặc biệt là ticagrelor là không phụ thuộc vào ức chế P22 đang sử dụng trước đó. Prasugrel chỉ với những bệnh nhân chưa sử dụng P22 và đang chuẩn bị làm can thiệp. Cái này rất rõ. Dẫn tới một vấn đề là gì? Nếu mà trong tay các bạn có cả prasugrel, cả ticagrelor, cả clopidogrel, cái ông bệnh nhân trên vào ban đêm, sáng hôm sau thì gọi ông Việt Anh ra làm can thiệp, bính thẳng viện tim mạch và bà bệnh nhân là ở tuyến trước, người ta đã cho clopidogrel rồi, thì sẽ chọn lựa chọn thuốc gì anh Sơn Hải?
Đúng rồi, không chọn Prasugrel trong cái trường hợp như thế này, bởi vì từ trước ta dùng mất cái đó rồi, thế nó mới khó ở cái chỗ đấy. Chúng ta phải nhớ cái này nhé, nếu sau này chúng ta có thêm Prasugrel thì lại là một vấn đề khá là phức tạp trong cái chuyện mà chúng ta lựa chọn. Đấy, Clopidogrel khi không có Prasugrel hoặc Ticagrelor, đấy, đối với những bệnh nhân điều trị trước can thiệp hội chứng vành cấp không có SD chênh lên, xem xét sử dụng Clopidogrel hoặc Clopidogrel nếu không thử sử dụng Ticagrelor ngay khi có xác định. Tóm lại là gì? Ở đây nó nói rất rõ với chúng ta cái sơ đồ này để chúng ta rất là dễ nhớ là gì. Chúng ta là bác sĩ phải nắm chắc cái vấn đề sử dụng này. Các bạn có thể không làm can thiệp nhưng chúng ta bắt buộc phải nắm chắc cái sơ đồ sử dụng này. Hội chứng vành cấp không có AC chênh lên, aspirin ngay lập tức, hoặc là lựa chọn Ticagrelor hoặc Clopidogrel để cho nó dễ nhớ, đừng có lăn tăn gì Prasugrel. Nhưng trong mọi trường hợp là Ticagrelor lại là ưu tiên hơn, bởi vì là nó Clopidogrel chỉ không khi không có kia, còn Prasugrel thì rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta không biết trước người ta tuyến đã sử dụng như nào rồi thì rất là nguy hiểm. Đối với những nguy cơ chảy máu cao mà có thì sau đó thời gian chúng ta sẽ sử dụng TAPT, nghĩa là kháng nguyên tập cực cầu kép này, hoặc là aspirin cộng Ticagrelor hoặc aspirin cộng với Clopidogrel, tốt nhất là được tới 6 tháng. Còn nguy cơ chảy máu không cao thì chúng ta tốt nhất kéo dài được tới 12 tháng. Trong trường hợp này thì lại xuất hiện thêm cái thằng là Prasugrel ở đây. Nhưng mà trong cái lúc mà điều trị ở đây thì chúng ta không có cái sự xuất hiện của Prasugrel nữa, mà chỉ có aspirin cộng với Ticagrelor hoặc là Clopidogrel. Sau đó là chúng ta tiếp tục kéo dài. Còn trên 12 tháng thì cái này vấn đề chúng ta rất nhiều hội thảo rồi, chúng ta có thể sử dụng nhiều thứ trong cái trường hợp đấy, là trong chiến lược là gì? Tốt nhất là rút xuống còn một thứ thôi. Nếu trong trường hợp nguy cơ chảy máu thấp mà nguy cơ tắc mạch lại rất cao, hoặc chúng ta can thiệp thân trung, bệnh nhân lại có sẵn điều kiện kinh phí, thì thôi bạn có thể kéo dài hơn. Thì đấy là cái thông điệp cho anh giờ phút này chưa thay đổi gì nhiều. Mặc dù nghiên cứu ở ACC vừa rồi còn xu hướng như này, kể cả hội chứng vành cấp can thiệp mạch vành nó còn rút xuống có 3 tháng thôi. Sau đó là dùng một thuốc chống nguyên tập tiểu cầu, nhưng thay vì dùng aspirin lâu dài thì nó lại chiến lược là dùng Clopidogrel lâu dài. Sau đó thì thấy hiệu quả không khác gì chúng ta dùng kéo dài tới 12 tháng thay đổi thuốc và sau đó là dùng một thứ. Thì đấy là tôi nghĩ là tương lai nó sẽ sử dụng như vậy. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Không may một ông đang bệnh van tim nhân tạo, đang dùng thuốc chống đông lại bị nhồi máu cơ tim cấp, lại can thiệp. Hoặc một ông dung nhĩ đang dùng thuốc chống đông lại đang dùng thuốc can thiệp. Chúng ta phải hiểu rõ là hai cái lĩnh vực này rất khác nhau. Cái thằng thuốc chống tập tiểu cầu thì nó là chủ yếu tác động lên cái mạch máu và mạch vành và cái huyết khối của cái stent trong mạch vành. Nhưng mà cái huyết khối trong nguồn tim mà gây ra tai biến mạch não lại là do cái nguyên nhân của cái chuyện đông máu kia, thì lại cái thuốc chống đông mới có tác động. Thế do cho nên cái vấn đề này nó cũng loay hoay lắm rồi. Và cho đến giờ phút này thì đây là khuyến cáo năm 2018, nhưng 2019 tôi nghĩ rất thay đổi rồi. Đánh giá nguy cơ chảy máu của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân chảy máu nặng nề quá, thì chúng ta chỉ nên bắt đầu bằng một cái thuốc chống đông đường uống cộng với Clopidogrel. Và trong cái khuyến cáo mới hiện nay, người ta rất muốn khuyến cáo chúng ta sử dụng là cái NOAC, nghĩa là cái chống đông thế hệ mới cộng với Clopidogrel là hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được, chứ còn không được dùng tới với các cái khác đâu nhé. Không được dùng với tất cả các cái loại mà chúng ta thuốc chống đông thế hệ mới đâu nhé. Ví dụ như là Ticagrelor mà dùng với thuốc chống đông đường uống là chưa có những khuyến cáo cho tới giờ phút này, hoặc là Prasugrel rất nặng nề. Nhưng đối với những cái trường hợp mà nguy cơ chảy máu cũng rất thấp thôi thì bạn được quyền dùng 3 thứ: aspirin cộng với Clopidogrel cộng với một cái thuốc chống đông đường uống trong vòng ít nhất 1 tháng tới 6 tháng, sau đó lại rút xuống 2 thuốc đến 12 tháng. Và cái này nó có một cái hay nữa là gì? Sau 12 tháng thì phải dùng thuốc chống đông thôi, đừng uống. Nghĩa là bạn có thể dùng một cái NOAC hoặc là dùng một cái warfarin, nghĩa là kháng vitamin K sau 12 tháng mà không cần phải dùng cái aspirin hoặc là Clopidogrel nữa. Thế bây giờ thì bây giờ chúng ta còn một ít phút để chúng ta có câu hỏi gì mà chúng ta băn khoăn, còn cái khuyến cáo thì